Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 8. Lý Viễn Sơn nhìn chằm chằm Lý Định Quốc, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, có phải? Trạch Vũ, nó, mất rồi không? Cha à, lần này Trạch Vũ đã làm rạng danh nước Hạ chúng ta, xem như. Chết, không uổng phí. Trong nháy mắt, cả người Lý Viễn Sơn nghiêng ngả như sắp té, cũng may được Tằng Thiết Trụ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Thả ra, sau khi ổn định cơ thể, Lý Viễn Sơn đẩy Tằng Thiết Trụ ra, con ngươi trở nên ảm đạm, không chút sức sống, thẫn thờ xoay người lê bước ra khỏi sảnh chính, đám Lý Định Quốc theo sát phía sau. Dầm! Chưa đi được bao nhiêu bước, Lý Viễn Sơn đã hôn mê bất tỉnh. Cha! Cụ! Tằng Thiết Trụ lanh lẹ ôm chặt lấy Lý Viễn Sơn. Mau, mau gọi bác sĩ tới đây. Lý Viễn Sơn gân cổ quát. Bác sĩ và y tá gia đình hay tin lập tức chạy tới, vội vàng nâng Lý Viễn Sơn lên cáng, đưa tới phòng y tế. Dù thế nào nhà họ Lý cũng là nhà giàu số một, tuy phòng y tế trong nhà không quá lớn, nhưng thiết bị chữa bệnh lại vô cùng tân tiến, cần thứ gì có thứ đó. Thậm chí, có thể tiến hành bất cứ loại phẫu thuật nào ở đây cũng được. Bác sĩ thuần thục khám một lượt từ trên xuống dưới cho Lý Viễn Sơn, nhưng tình trạng của ông cụ rõ ràng không quá khả quan. Tầm mười mấy phút sau, bên ngoài cổng nhà họ Lý xuất hiện vài chiếc Hyundai L5. Các nhân vật có máu mặt đã tới, dẫn đầu là Tô Cẩn Hoa. Dù gì Lý Viễn Sơn cũng là một trong số ít những người có công lớn với nước Hạ, thế nên sức khỏe của ông ấy vô cùng quan trọng. Lão Lý, Lão Hoa tới rồi đây, để ông ấy kiểm tra thử cho ông cụ xem sao. Tô Cẩn Hoa vừa dứt lời, các bác sĩ lập tức tránh sang một bên, nhường chỗ cho danh y kiệt xuất Hoa Diệu Sinh tới khám cho Lý Viễn Sơn. Qua một hồi lâu, Hoa Diệu Sinh khế lắc đầu thở dài, khát vọng sống của ông cụ không quá lớn, sợ là chịu không nổi. Khi tin Lý Trạch Vũ lìa đời được truyền ra ngoài, có người vui, cũng có người buồn. Trong số những kẻ vui, ắt không thể thiếu Tê Đông Lâm. Sau một trận mây mưa thác loạn với hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, lão già đó như được hồi xuân lần hai, thoạt nhìn tươi tắn, rạng rỡ vô cùng. A Thọ, cậu nói xem có phải ông trời đang giúp tôi không? Vương gia nói chí phải, thằng nhãi xúc vật nhà họ Lý kia cứ thích hoành hành ngang ngược, chết là đáng. A Thọ nịnh nọt nói. Ha ha ha, Tê Đông Lâm cất tiếng cười lớn. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông, A Thọ muốn đi nghe, lại bị Tê Đông Lâm ngăn cản, để tôi. Thật ra ông ta đã đoán được chủ nhân cuộc gọi này là ai rồi. Quả nhiên, chào ông Tề, giọng nói của Kawasaki Ichiryu vang lên. Ông Ichiryu, lần này cảm ơn ông nhiều. Tê Đông Lâm vừa mở miệng lập tức nói lời cảm tạ, hơn nữa còn vô cùng chân thành. Kawasaki Ichiryu cười khẽ, chuyện ông Tề nhờ, tôi đã giải quyết xong xuôi rồi đó, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau. Hợp tác vui vẻ, sau một hồi trầm ngâm. Tề Đông Lâm thốt ra bốn chữ. Ha ha ha, Kawasaki Ichiryu bật cười thành tiếng, chẳng bao lâu nữa đích thân tôi sẽ bay tới nước Hạ để gặp ông Tề, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết. Sau nhé. Được thôi, cửa nhà họ Tề bọn tôi lúc nào cũng hoan nghênh ông Ichiryu cả. Tề Đông Lâm cười đáp. Hiện tại, ông ta còn muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Tề, nhưng mắt ông A vẫn còn minh mẫn lắm, ông ta biết bản thân không thể nào sống đến ngày con mình lớn khôn. Cũng chẳng có năng lực lót đường cho đời sau. Thế nên, tiền chính là thứ tốt nhất để bảo đảm cho đời sau được sống hạnh phúc. Cùng lúc này, ở Nhật Bản, sau khi cúp máy, nụ cười trên môi Kawasaki Ichiryu lập tức tắt ngúm, mắt nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lý Đại Đương gia đang ngồi bên cạnh. Quân đế, tôi đã làm theo lệnh của ngài rồi ạ. Tôi biết. Lý Trạch Vũ miệng ngậm điếu thuốc, bình tĩnh nói, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi sẽ không để ông chết. Dù Kawasaki Ichiryu có sợ Lý Trạch Vũ không giữ chữ tín cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì chỉ cần một suy nghĩ của người này là đủ quyết định ông ta sống hay chết. Trước mắt chỉ có thể cầu nguyện thầm trong lòng hắn là người giữ lời hứa mà thôi. Kawasaki Ichiryu lui ra ngoài, Yoshikawa Tomiro và Ngân Hồ cùng tiến lại gần. Nhìn vẻ mặt nặng nề của hai người, Lý Trạch Vũ đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không ổn. Hai chị em nhà họ Trần đau khổ tột độ, cả ngày nay không thèm đi làm, hai công chúa nhà họ Diệp cũng thế, nhốt mình trong phòng không thèm để ý tới ai. Nói đến đây, Ngân Hồ không kiềm được mà lườm Lý Trạch Vũ, quả nhiên, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu hồng nhan chi kỷ. Lý Trạch Vũ giật mình, hỏi lại,
cô nói hai công chúa nhà họ Diệp. Ngoại trừ Diệp Khuynh Thành thì người còn lại là Diệp Khinh Nhu, chậc, Lý Trạch Vũ lập tức cứng họng, không biết trả lời thế nào. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại cũng rất dễ hiểu. Người đàn ông yêu ú như hắn, làm gì có người phụ nữ nào kháng cự được mà không động lòng. Đúng là gừng càng già càng cay, bà Lý và lão Lý hẳn đã sớm nhìn thấu chuyện này, thế nên sau khi tác hợp cho hắn và Diệp Khuynh Thành thôi còn chưa đủ, tới cả Diệp Khinh Nhu cũng gộp chung vào luôn. Có một tin xấu, Ngân Hồ tạm dừng vài giây, nặng nề nói, tình trạng sức khỏe của ông Cố Anh hình như không được lạc quan cho lắm. Cái gì? Nghe vậy, mặt mày Lý Trạch Vũ lập tức biến sắc. Nghe bảo, ông Cố Anh chỉ còn gắng gượng được tối đa một tháng nữa. Phù, bấy giờ, Lý Trạch Vũ mới dám thở phào một tiếng. Một tháng là đủ để ván cờ này tiến tới hồi kết rồi, với y thuật của hắn, tất nhiên có thể bảo đảm cho Lý Viễn Sơn chuyển nguy thành an. Đại đương gia, ngài có tình quay về thăm nhà không? Yoshikawa Tomiro ngại ngùng hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu, đáp, nếu chính phủ Nhật Bản đã có gan hãm hại tôi, vậy tôi cũng phải đáp lễ lại chứ. Dứt lời, hắn vỗ vai Yoshikawa Tomiro, tôi thấy để ông lên làm thủ tướng Nhật Bản cũng hợp lắm đấy. Hả, Yoshikawa Tomiro ngẩn người, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng, cảm ơn đại đương gia. Cát Long Khách là thầy bói nổi tiếng ở Nhật Bản, nghe đồn có rất nhiều nhân vật có quyền có thế là tín đồ trung thành của ông ta, người có thân phận tối cao trong số đó chính là thủ tướng đương thời Hiroi Miya. Hiroi Miya có chút mê tín, trước khi thực hiện bất cứ âm mưu lớn gì cũng phải tới tìm thầy bói xem một quẻ. Mà chẳng biết là đánh bậy đánh bạ hay thật sự có bản lĩnh, nhưng Cát Long Khách đã đưa ra rất nhiều chỉ dẫn có ích cho Hiroi Miya, nhờ vậy nên năm ấy, ông ta mới thuận lợi leo lên được vị trí thủ tướng. Đức Tú Viên chính là nhà tu hành mà Hiroi Miya cố ý xây cho Cát Long Khách để tỏ lòng biết ơn. Và hôm nay, nơi này bất ngờ đón tiếp hai vị khách không mời. Lý Trạch Vũ đi đằng trước, hai tay chắp sau lưng, bước nhanh như gió, Yoshikawa Tomiro theo sát phía sau. Báo cho Cát Long Khách rằng đại đương gia nhà tôi muốn gặp ông ta có 2 phút để lết xác tới đây. Yoshikawa Tomiro vênh mặt nói với giọng rất chỉ là hống hách. Tuy năm đó, ông ta bại dưới tay Hiroi Miya, đồng thời bốc hơi khỏi thế gian rất nhiều năm, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, các đệ tử của thầy bói biết rõ đối phương không phải người bản thân có thể đắc tội. Lát sau, một tên đệ tử đỡ một lão già mái đầu bạc trắng chậm chậm bước ra. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn thầy bói một lượt từ trên xuống dưới. Xin chào, Cát Long Khách chủ động bắt chuyện trước, hơn nữa còn nói bằng tiếng nước Hạ, dù có hơi sứt sẹo. Lý Trạch Vũ giật mình. Hỏi, ông biết tôi là người nước Hạ sao? Cát Long Khách mỉm cười thần bí, đáp, tôi tính ra đấy. Thế sao, thoạt nhìn đúng là có chút năng lực ha? Lý Trạch Vũ mỉm cười hờ hững, hỏi tiếp, thế ông có tính ra được mục đích tôi tới đây hôm nay là gì không? Cát Long Khách vẫn cười mỉm chỉ như cũ, không mở miệng đáp lại câu nào. Đúng lúc này, Yoshikawa Tomiro đứng bên cạnh chợt buông lời cảnh cáo, Cát Long Khách. Người đứng bên cạnh tôi đây không phải người tầm thường đâu, biết điều thì khách khí chút đi. Cát Long Khách vẫn cứ im lặng không nói, chỉ giơ tay làm ra tư thế mời, sau đó nhấc chân tiến một bước ngồi xuống trước một bức tượng 8 đầu 8 đuôi, tức Bát Kỳ Đại Xà của Nhật Bản tín ngưỡng của không ít thầy bói. Cát Long Khách bỗng chuyển chủ đề, anh bạn trẻ, nếu cậu thấy hứng thú, thay vì nói về lý do cậu đến đây hôm nay, chỉ bằng ngồi xuống nghe tôi giảng giải về cuộc đời cậu đi. Lý Trạch Vũ khoanh tay trước ngực. Bật cười khoái chí bảo, thế ông nói thử đi, tôi xin giỏng tai lắng nghe đây. Hiện sát tâm của cậu quá nặng, trên người đã gánh rất nhiều nghiệp chướng, nếu không mau chóng hóa giải, sau này chắc chắn sẽ gặp vô vàn tai họa. Nói đến đây, Cát Long Khách hơi khom lưng hành lễ, trong thiên hạ này, chỉ mình tôi mới có thể giúp cậu hóa giải nghiệp chướng trên người thôi. Nghe tới đây, Lý Trạch Vũ bỗng híp mắt lại, còn Yoshikawa Tomiro đứng bên cạnh thì hết nhìn Cát Long Khách. Lại quay sang ngó Lý Trạch Vũ. Kỳ thật, ông ta chẳng hiểu ác quỷ và thiên thần gì đó mà Cát Long Khách nói đến là gì, nhưng chuyện sát tâm của Lý Trạch Vũ rất nặng, trên lưng đeo rất nhiều. Nghiệp chướng thì có vẻ đúng đấy. Đừng thấy Lý Trạch Vũ có vẻ thư sinh nho nhã mà lầm, số người bị hắn giết chất đủ để trồng thành cả núi xác lớn đó. Đại đương gia, xem ra lão già này thật sự có bản lĩnh đấy ạ. Yoshikawa Tomiro rụt rè nhắc nhở. Hàm ý hy vọng Lý Trạch Vũ thà tin là có, chứ không thể. Không tin. Nhưng Lý Trạch Vũ lại mỉm cười đầy tiêu sái, nói,
Đại sư, thật ra tôi cũng biết chút chút về bói toán đấy. Ồ, Cát Long khách thoáng cau mày. Ý cười trên môi Lý Trạch Vũ chẳng chút suy giảm, hắn bình tĩnh nói, ban nãy tôi đã lén bấm ngón tay tính hộ đại sư một quẻ, hay là đại sư đoán thử xem tôi tính ra chuyện gì đi. Tính ra chuyện gì, Cát Long khách vô thức hỏi. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt đáp, tôi tính ra được hôm nay đại sư sẽ có họa sát thân. Không thể nào, Cát Long khách lắc đầu cười khẽ, lão già tôi đây cửa lớn không ra, cửa trong không bước, sao có thể gặp họa sát thân. Hiển nhiên, ông ta không hề đặt những lời Lý Trạch Vũ nói trong lòng, giọng điệu khinh miệt đó cũng thể hiện rõ rằng căn bản không hề tin hắn biết xem bói. Đại sư không tin thật hả? Không tin. Ngay sau đó, bằng, tiếng súng bỗng vang lên. AI liền sau là tiếng hét thảm thiết của Cát Long khách. Yoshikawa Tomiro hoảng hốt ngước mắt nhìn, chẳng biết từ khi nào mà trong tay Lý Trạch Vũ đã cầm chắc một khẩu súng lục, còn cánh tay Cát Long khách thì bị thủng một lỗ, máu tuôn như suối. Đại sư à, bây giờ ông đã tin vào quẻ bói của tôi chưa? Lý Trạch Vũ mỉm cười đầy ẩn ý. Cát Long khách ôm siết cánh tay, trên mặt để lộ vẻ đau đớn, anh bạn trẻ tính làm gì? Tôi chỉ đang xem bói cho đại sư thôi mà. Lý Trạch Vũ trưng ra vẻ mặt vô tội, nói, tôi đã bảo hôm nay đại sư sẽ gặp họa sát thân đó, ông xem, tôi bói không sai chút nào, đúng không? Khóe miệng Cát Long khách giật liên hồi, có vẻ là tức phát điên rồi. Còn Yoshikawa Tomiro thì lén lút tặng cho Lý Trạch Vũ một ngón cái, nghĩ thầm trong lòng quả không hổ danh đại đương gia, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Đại sư, hay là ông tính thử cho mình một quẻ đi, nhìn xem liệu hôm nay ông có bỏ mạng trước bức tượng này. Từng câu từng chữ Lý Trạch Vũ nói ra khi truyền vào tai Cát Long khách lại chẳng khác nào âm thanh đòi mạng tới từ địa ngục. Ông ta biết nếu mình trả lời không, rất có thể Lý Trạch Vũ sẽ một phát kết liễu mình ngay. Vì chắc mẩm như vậy, thế nên ông ta đã nghiến răng đáp rằng, có. Ông ta đoán Lý Trạch Vũ muốn phủ định khả năng bói toán của ông ta, thế nào cũng lại nói là ông ta đã tính sai, vậy thì hôm nay ông ta sẽ toàn mạng rồi. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ông ta mà thôi. Trời ạ, đúng là đại sư có khác, lần này ông đoán đúng rồi đó. Hả, môi Cát Long khách run rẩy liên hồi. Lý Trạch Vũ chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào đầu Cát Long khách, đại sư quả là danh bất hư truyền, hôm nay tại hạ xem như được mở mang tầm mắt. Dứt lời, tay khế động, tháo chốt an toàn. Dừng tay, dừng tay. Cát Long khách sợ tới nỗi mặt mũi chẳng bệch, vội bảo, nấy tôi tính sai đó, thật ra hôm nay tôi không có chết. Thế hả, đúng vậy, hôm nay chắc chắn tôi không chết. Nghe tới đây, Lý Trạch Vũ bật cười thành tiếng, thế đại sư lại tính sai nữa rồi, hôm nay ông chết chắc. Cát Long khách lập tức hiểu ra, hôm nay, người trước mặt ông ta tới đây không phải để xem bói, mà là có mục đích khác. Nghĩ vậy, ông ta lập tức quỳ rạp xuống đất, anh bạn trẻ muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cát Long khách, người được người đời tung hô là thần toán tử, giờ phút này lại Lý Trạch Vũ nắm mũi xoay vòng vòng. Cảnh tượng này khiến Yoshikawa Tomiro càng thêm khâm phục Lý Trạch Vũ. Tôi thích nhất là nói chuyện với người thông minh. Lý Trạch Vũ đỡ Cát Long khách đang nơm nớp lo sợ lên, nói, đại sư, cảm phiền ông mời Hiroi Miya tới đây. Hả, Cát Long khách không ngụ, trái lại cực kỳ thông minh, bằng không sao có thể biến nhiều nhân vật quyền quý thành món đồ chơi trong tay mình được. Lý Trạch Vũ chỉ cần nói rõ mong muốn khi tới đây, công thêm sự hiện diện của Yoshikawa Tomiro là đủ để ông ta đoán ra được mục đích thật sự của Lý Trạch Vũ. Hai người này định gây bất lợi cho Hiroi Miya. Anh bạn trẻ à, làm vậy sẽ bị chém đầu đấy. Cầu hai người tha cho tôi đi. Nếu làm theo lời tôi nói, có thể ông sẽ chết, nhưng nếu không làm, thì sẽ về chầu trời ngay đó. Lý Trạch Vũ mỉm cười, chẳng chút sợ hãi, quyết định thế nào, ông tự xem mà làm. Kết thúc một ngày làm việc, Hiroi Miya về nhà sớm. Miya tiên sinh, sao hôm nay ngài lại về sớm vậy? Một người phụ nữ thướt tha đi từ trong phòng ra, vẻ mặt lúng túng. Đây là vợ Hiroi Miya, Bạch Mộc Nhu. Ừ, hôm nay không có việc gì, nên về sớm. Hiroi Miya vừa tháo cà vạt vừa nói, đi bảo người chuẩn bị nước ấm cho tôi muốn tắm rửa. Vâng. Bạch Mộc Nhu cúi đầu đáp. Một lát sau, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Hiroi Miya đi vào phòng tắm. Cọt kẹt. Bạch Mộc Nhu nhìn trái nhìn phải không thấy ai, cô ta cẩn thận mở cửa phòng ra. Một người đàn ông đầu chọc cởi trần đi tới. Hai người ôm hôn nồng nhiệt. Đi mau,
nếu không sẽ bị phát hiện. Bạch Mộc Nhu đẩy đối phương ra. Người đàn ông đầu chọc cười tà ác, ngày mai tôi lại đến. Dứt lời, hắn rón rén rời đi bằng cửa hông. Rõ ràng là người phụ nữ thướt tha đằm thắm này đã trồng một thảo nguyên xanh mượt trên đầu Hiroimiya. Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại trong nhà bỗng vang lên. Bạch Mộc Nhu hoảng sợ, cô ta cuống quýt nhận điện thoại. Phu nhân, tôi là Cát Long khách, làm phiền thủ tướng đại nhân lập tức đến chỗ tôi, xảy ra chuyện lớn. À, được, trời. Bạch Mộc Nhu vội vã vọt vào phòng tắm. Một lát sau, chỉ thấy Hiroimiya vội vàng mặc quần áo, sau đó nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt Bạch Mộc Nhu u oán, cô ta lẩm bẩm, không về sớm hay muộn hơn, cố tình về lúc người ta đang vui vẻ nhất, sao tên vô dụng anh không chết sớm đi. Cùng lúc đó, Đức Tú Viên. Cát Long khách mờ mịt nhìn hai người Lý Trạch Vũ, nói, chủ nhân Hiroi sẽ đến ngay lập tức, hai người muốn làm gì? Bằng. Yoshikawa Tomiro thấy chỉ thị âm thầm của Lý Trạch Vũ, gã không nói hai lời lập tức bóp cò súng. Đến khi chết Cát Long khách vẫn không ngờ mình lại nhận được hộp cơm như vậy. Tôi có thể giải quyết Hiroimiya cho anh, sau đó anh cần gì thì cứ nói với tôi, cho dù là tiền bạc hay là người đều được. Nếu anh còn không làm được hơn hắn, sau này đừng nói với người khác là anh quen ông đây. Giọng Lý Trạch Vũ không cho phép nghi ngờ. Yoshikawa Tomiro cười ha ha, đại đương gia yên tâm, tôi cam đoan sẽ không làm ngài thất vọng. Hơn 10 phút sau, một đoàn xe sang trọng đỗ bên ngoài Đức Tú Viên, dẫn đầu xuống là 4 đến 50 vệ sĩ mặc áo đen. Ngay sau đó dưới sự bao quanh của mọi người, Hiroimiya đi vào. Mời thủ tướng đại nhân đi bên này, đại sư đã chờ ngài rất lâu rồi. Lập tức có một gã đệ tử tiến lên tiếp đón. Khi đoàn người đi đến trước cửa phòng tiếp khách, Hiroimiya giơ tay ngăn cản, nói, mọi người chờ bên ngoài. Vâng, vệ sĩ cầm đầu không nghĩ nhiều. Bởi vì mỗi lần Hiroimiya gặp Cát Long khách đều không cần người khác đi cùng, bọn họ cũng không lo lắng bên trong có gì nguy hiểm. Dù sao nếu Hiroimiya xảy ra chuyện gì, không ai ở Đức Tú Viên có thể bỏ chạy. Đại sư, tôi đến rồi. Hiroimiya vào trong phòng, hắn ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cát Long khách đâu. Đã lâu không gặp, Miya tiên sinh. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Hiroimiya, hắn ta xoay người lại nhìn, thì thấy Yoshikawa Tomiro đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt trêu tức. Là anh, sao, sao anh lại ở đây? Vẻ mặt Hiroimiya thay đổi. Trong mắt hắn ta, Yoshikawa Tomiro vẫn luôn ở quỷ quái, vĩnh viễn không thể trở về Nhật Bản mới đúng. Sao tôi ở đây không quan trọng, quan trọng là, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã mất thứ gì, thì chắc chắn sẽ đích thân đòi lại. Nhìn qua Yoshikawa Tomiro có vẻ đáng khinh, nhưng lúc này khí chất của gã có biến hóa rõ ràng. Giống như chúa tể ngồi trên cao vậy. Hiroimiya thất thần trong giây lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại, hắn ta khinh thường nói, Tomiro quân, trước kia anh đã thua dưới tay tôi, bây giờ đã mấy năm trôi qua, tất cả người trong nội các đều là người của tôi. Cho dù bây giờ anh trở lại thì có ích gì? Anh vẫn kiêu căng giống như trước. Vẻ mặt Yoshikawa Tomiro âm trầm, gã nói, nếu trước đó không phải anh vu oan hãm hại tôi, lại còn lấy vợ con tôi để uy hiếp, thì anh hoàn toàn không có khả năng thắng được tôi. Anh là tên vô sỉ đê tiện. Thăng làm vua thua làm giặc, chẳng lẽ anh không hiểu đạo lý này sao? Hiroimiya đã rõ ràng, hôm nay hoàn toàn không phải là Cát Long khách mời đến, mà mọi thứ đều là quỷ kế của Yoshikawa Tomiro. Nhưng hắn ta không lo lắng chút nào, dù sao ở bên ngoài đều là người của hắn ta. Vèo, am trời sinh tôi ghét nhất là có người giả bộ trước mặt tôi. Một giọng nói pha trò vang lên, sau đó Hiroimiya chậm rãi ngã xuống đất, hắn muốn quay đầu lại nhìn xem ai giết mình, nhưng hoàn toàn không làm được. Hắn ta chết không nhắm mắt. Yoshikawa Tomiro thấy vậy thì mừng rỡ. Ao ao. Vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức đá cửa đi vào. Khi tất cả vệ sĩ nhìn thấy Hiroimiya nằm dưới đất không biết sống chết, bọn họ đều sợ ngây người. Vệ sĩ đứng đầu cầm súng chỉ vào Lý Trạch Vũ và Yoshikawa Tomiro, không được cử động, mau giơ tay chịu trói. Thái nhị, Hiroimiya đã chết, nếu anh thức thời thì có thể thuận theo tôi có thể cam đoan anh sẽ vẫn được hưởng vinh hoa phú quý. Yoshikawa Tomiro ung dung nói. Hồn nhiên không quan tâm bị mấy chục nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào. Bởi vì hắn vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Lý Trạch Vũ. Yoshikawa Tomiro, là anh giết thủ tướng đại nhân.
Thái Nhị vung tay lên, nói, bắt bọn họ lại. Vèo. Lập tức có 4-5 tên vệ sĩ đi về phía hai người họ. Vùi. Lý Trạch Vũ nhảy lên, trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt bọn họ. Ầm ầm bốp. Chỉ nghe thấy tiếng đánh giòn giã, 4-5 tên vệ sĩ kia đều ngã hết xuống đất. Nổ súng, dừng tay. Thái Nhị muốn hạ lệnh, nhưng lại phát hiện có một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình, hắn ta vội vàng sửa miệng. Tôi biết anh là thủ lĩnh của đám võ giả nước Hạ, anh. Không phải anh đã chết trong tay Ichiryu quân rồi sao? Thái Nhị mở to mắt. Lý Trạch Vũ liếc đối phương, hắn hờ hững nói, loại thuộc hạ như mày không xứng hỏi tao, tao chỉ cho mày hai lựa chọn, nghe theo hoặc là chết. Khi đến số cuối cùng, Thái Nhị giành đáp trước, hắn ta vung bàn tay to lên, tất cả đều hạ súng xuống. Lý Trạch Vũ liếc thi thể Hiroi Mia, hắn dặn dò, bắn mấy phát vào người hắn. Thái Nhị biết đối phương muốn mình gia nhập, hắn ta cân nhắc một lát, sau đó nhắm họng súng vào thi thể của Hiroi Mia. Pằng pằng. Yoshikawa Tomiro mừng rỡ. Bởi vì Thái Nhị đã hoàn toàn lên con thuyền của gã. Tomiro, đừng để ông đây thất vọng. Lý Trạch Vũ để lại một câu, hắn xoay người bước đi. Không ai dám ngăn cản. Yoshikawa Tomiro nhìn bóng lưng của hắn, gã hắng giọng cam đoan. Xin đại đương gia yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Hoàng Thành, nhà họ Lý hu hu hiu. Phú Quý, cậu nói xem có phải thiếu gia bị kẹp đầu vào cửa không? Tại sao đang êm đẹp lại đi Nhật Bản làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, vĩnh viễn không về được. Có thể là phụ nữ bên đó mềm mại hơn, dù sao chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Phật Tương Vong vừa đi tới đi lui quanh linh đường, vừa ra sức chớp mắt, nhưng thế nào cũng không chảy được nước mắt. Mặc dù cậu Phú Quý đỏ mắt, nhưng không phải vì quá thương tâm, mà là vì thức đêm nên đỏ mắt. Thật sự không phải tình cảm của hai người với Lý Trạch Vũ là giả, nhưng bọn họ hoàn toàn không hề đau lòng, hoàn toàn không có cảm giác Lý Trạch Vũ thật sự đã rời khỏi bọn họ. Cậu nói thiếu gia cũng thật là, không biết bản thân là độc đinh của nhà họ Lý sao, anh ấy mất rồi, sao lão gia và lão thái gia có thể chấp nhận được? Lão gia thì vẫn ổn, nhưng lão thái gia thì... Cậu Phú Quý vô cùng căm phẫn nói, nếu bây giờ thiếu gia dám xuất hiện trước mặt tôi chắc chắn sẽ cho đứa cháu bất hiếu đó mấy cái đánh. Phật Tương Vong ngắt lời nói, đừng nói nữa, hy vọng thiếu gia ở trên trời có thể phù hộ lão thái gia vượt qua. Khi hai người đang thì thầm với nhau, bỗng có gió lạnh thổi qua. Sao đột nhiên lạnh vậy? Phật Tương Vong xoa cánh tay. Cậu Phú Quý liếc gã, nơi này không có hệ thống sưởi, nên đương nhiên là lạnh. Nói xong hắn cầm lấy một đóa hoa trắng chuẩn bị để lên tường, nhưng vừa mới xoay người. Bịch! Hoa trắng rơi xuống đất. Có một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện trước mặt cậu Phú Quý. Tương Vong, mau tát tôi một cái. Chát! Phật Tương Vong nghe vậy thì gần như không do dự, gã nâng tay tát vào mặt cậu Phú Quý, sau đó gã cười ha ha nói, lâu rồi không thấy cậu yêu cầu như vậy. Gã vừa nói chuyện vừa xoay người lại, mẹ kiếp! Hai chữ này gần như bật thốt ra từ miệng Phật Tương Vong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ chắp tay sau lưng, hắn chậm rãi đi về phía hai họ, ai vừa nói muốn đánh tôi. Thiếu gia. Cơ thể cậu Phú Quý run rẩy, hắn nơm nớp lo sợ nói, hôm nay chưa được 49 ngày, sao anh đã trở lại. Thiếu gia, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh đừng hại bọn em nhé. Cùng nắm thì bọn em đốt nhiều mỹ nữ hơn cho anh. Phật Tương Vong sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, gã không dám nhúc nhích. Lý Trạch Vũ nhìn hai tên tay sai, hắn sụ mặt hỏi, hai người còn chưa nói, ai vừa nói muốn đánh tôi? Là cậu ta, chính là cậu ta. Cậu Phú Quý chỉ vào Phật Tương Vong. Phật Tương Vong lập tức mở mắt ra, gã thở hổn hển nói, thiếu gia, rõ ràng là Phú Quý nói, anh mang cậu ta đi. Để cho cậu ta ở dưới đó với anh, em không muốn nhìn thấy cậu ta. Cậu Phú Quý run rẩy, hắn vội vàng cãi, thiếu gia, anh nghe em giải thích. Câm miệng. Lý Trạch Vũ quát to một câu. Cũng may hắn hiểu hai tay sai của mình, nếu không thật sự sẽ tức giận đến nhồi máu lên não. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong lập tức đứng thẳng lưng, bọn họ còn không dám thở mạnh. Cái gì? Dưới ánh đèn, Vật Tương Vong giật mình, hắn dụi hai mắt, Phú Quý. Cậu nhìn đi, thiếu gia có bóng. Có thật, cậu Phú Quý gật đầu, hắn nói, chẳng lẽ thiếu gia vẫn chưa siêu thoát. Bốp,
Phật Tương Vong thưởng cho hắn một cái đánh, gã tức giận nói, cậu thật là ngốc, thiếu gia là người. Chẳng lẽ ông đây không phải người? Mặt Lý Trạch Vũ hoàn toàn sầm xuống. Sau khi được xác nhận, cậu Phú Quý và Phật Tương Vong hoàn toàn tin. Không phải Lý Trạch Vũ chưa siêu thoát, mà hắn không chết. Tôi đã nói rồi, thiếu gia là vô địch thiên hạ, sao có thể chết được? Cậu Phú Quý làm bộ tôi đã sớm đoán được. Được rồi, hai người đều câm miệng hết cho tôi. Lý Trạch Vũ ngắt lời, được rồi, hai người đến nói mấy câu với lão thái gia của. Tôi? Nói cái gì? Nói tôi vẫn còn sống. Như vậy lão thái gia sẽ khỏe lại. Vẻ mặt Phật Tương Vong kinh ngạc. Cậu Phú Quý liếc gã, hắn nói, lão thái gia vì đau lòng nên mới bị bệnh, nếu ngài ấy biết thiếu gia vẫn còn sống, chắc chắn sẽ khỏi bệnh mà không cần điều trị. Phật Tương Vong bừng hiểu ra, gã gật đầu. Cậu Phú Quý lại hỏi, thiếu gia, mấy hôm nay các chị dâu đều rất sa sút tinh thần, có cần nói cho mấy chị ấy biết không? Tạm thời không cần, Lý Trạch Vũ nghiêm khắc từ chối. Ván cờ này vẫn chưa kết thúc, nếu không phải vì lo lắng cho cơ thể của lão thái gia, đêm nay hắn tuyệt đối không xuất hiện. Thiếu gia, vậy có cần tiếp tục tổ chức linh đường này không? Phật Tương Vong hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu, hắn nói, diễn trò phải diễn đến cùng, không chỉ làm, mà còn làm hoành tráng, như vậy người khác mới hoàn toàn tin tôi đã chết. Hai người nghe thế thì thấy quả thật rất có lý. Rời khỏi nhà họ Lý, Lý Trạch Vũ biến mất trong bóng đêm. Khi hắn xuất hiện lại, thì đã ở bên ngoài tòa nhà Long Tổ. Trong căn phòng nào đó, Long Thanh Phong đang ngồi thiền. Khụ khụ, tiếng ho khẽ vang lên, Long Thanh Phong mở to hai mắt, ai? Ông ấy không thể tin được, trong Long Tổ canh chừng nghiêm ngặt, vậy mà có người có thể yên lặng xuất hiện trong phòng ông ấy, nếu đối phương muốn làm gì bất lợi cho ông ấy. Ông ấy không dám nghĩ thêm nữa. Ha ha, đừng căng thẳng, là tôi. Xoẹt. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc. Long Thanh Phong há miệng, ông ấy ngạc nhiên chỉ tay vào Lý Trạch Vũ, sau đó phấn khởi nói, ông già này đã nói thằng nhóc cậu không chết dễ dàng như vậy mà ha ha ha. Trong mắt ông ấy, Lý Trạch Vũ chính là trụ cột của nước nhà. Lúc ông ấy nghe được tin đối phương đã chết, ông ấy vô cùng tiếc nuối. Bây giờ Long Thanh Phong biết người này không chết, ông ấy cảm thấy vui mừng tự đáy lòng. Long tiền bối, đêm nay tôi đến tìm ông là có chuyện quan trọng. Lý Trạch Vũ cúi đầu nói thầm vào tai Long Thanh Phong, càng nghe, vẻ mặt người sau càng khó coi. Sau khi nghe xong, Long Thanh Phong nhíu mày nói, hay là cậu biết được chuyện này, nên mới tuyên chiến với nhà họ Tê? Không phải. Lý Trạch Vũ lắc đầu, hắn nói thẳng thắn, là tôi muốn nhà họ Tề rơi đài, cho nên mới đào cái hố này hãm hại Trấn Nam Vương. Cậu! Long Thanh Phong há miệng thở dốc, lại không thốt ra được một từ. Lúc này, ông ấy lại có nhận thức mới về Lý Trạch Vũ. Hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có trí tuệ như yêu ma, cho dù ai đối nghịch với người này, chắc chắn đó là ác mộng mà đối phương vĩnh viễn không thoát được. Đừng trách tôi! Lý Trạch Vũ nhún vai. Vẻ mặt vô tội, nói, nếu ý chí của Trấn Nam Vương thắng được thử thách, vậy ông ta sẽ không phản bội nước Hạ, mọi thứ chỉ có thể trách hại ông ta. Long Thanh Phong nghe vậy thì im lặng. Nếu Tề Đông Lâm có đủ trung thành và kiên định, có thể từ chối được sự cám dỗ, vậy ông ta mới xứng với ba chữ Trấn Nam Vương. Ngược lại, nếu ông ta không vượt qua được thử thách này, sao có thể giao trọng trách quốc gia cho ông ta? Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày sau tôi sẽ hành động. Nói đến đây, Lý Trạch Vũ vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm nát, sau đó rời đi. Đến lúc đó nhớ bảo Long Thiên Quân đến dọn dẹp. Long Thanh Phong nghe thấy tiếng bên ngoài cửa truyền vào, ông ấy dở khóc dở cười. Mấy ngày nay tâm trạng của Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm vô cùng tốt. Ban đầu ông ta còn phải lo lắng nên ứng phó với nhà họ Lý như thế nào, không ngờ việc báo thù kẻ giết hại con trai ông ta lại dễ dàng như vậy. Sau đó lão thái gia nhà họ Lý bị bệnh không dậy được. Cách cái chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến khi lão thái gia nhà họ Lý chết, Lý Định Quốc chỉ còn lại một mình, mà trước mắt ít nhất ông ta vẫn còn một người cháu gái. Vậy nên, tính ra vẫn là nhà họ Tê thắng. Lão gia, khách tới rồi. Giọng A Thọ vang lên, Tê Đông Lâm hoàn hồn lại, ông ta ngước mắt nhìn thấy một lão già đi vào cùng A Thọ. Đúng là Kawasaki El Chiriu, Tê tiên sinh, Ichiriu tiên sinh. Hai người bắt tay nhau. Lắc lắc cánh tay nhau, dùng cái này để bày tỏ sự coi trọng đối phương. Một lát sau, người giúp việc chuẩn bị một bàn tiệc lớn rất nhanh.
Tê Đông Lâm và Kawasaki Ichiryu đổi chén cho nhau. Qua 3 tuần rượu, Kawasaki Ichiryu để chén rượu xuống trước, ông ta nói, Tê tiên sinh, người của tôi sắp đến cảng rồi, bọn họ có thể lên bờ thành công hay không là nhờ tiên sinh. Đâu có, Tê Đông Lâm hơi nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ichiryu tiên sinh, có phải chúng ta nên bàn xem phân chia lợi ích thế nào không? Kawasaki Ichiryu nghe vậy, ông ta nhíu mi, không phải trước đó đã nói rõ ràng rồi sao, chúng ta chia 5 năm. Tề Đông Lâm khẽ lắc đầu, Ichiryu tiên sinh nghe lầm rồi, bổn vương chưa từng nói vậy. Vẻ mặt Kawasaki Ichiryu thoáng trầm xuống, trong lòng hiểu được bản thân bị Tề Đông Lâm đâm một nhát. Trước đó rõ ràng bọn họ đã đàm phán chia quyền lợi xong qua điện thoại, bây giờ thấy người của ông ta mang theo số hàng hóa lớn đến nước Hạ, hành động này của Tề Đông Lâm là muốn lên giá. Vậy theo ý của Tề tiên sinh, chúng ta nên chia thế nào? Ichiryu tiên sinh xa ngàn dặm đến đây. Đương nhiên tôi không thể làm nguội lạnh thành ý của ông được. Thế nhưng chắc hẳn Ichiryu tiên sinh cũng biết, rất nhiều đi theo bổn vương kiếm sống, bổn vương ăn thịt, dù thế nào người bên dưới cũng phải được uống canh đúng không? Tề Đông Lâm nói đến đây thì giơ 3 ngón tay lên, chia 3-7, không biết ý Ichiryu tiên sinh thế nào? 3-7, Kawasaki Ichiryu xoa tay, ông ta giả ngu nói, như vậy không quá thích hợp. Tề Đông Lâm cười khẽ nói, bổn vương cảm thấy rất thích hợp. Nếu Tề tiên sinh khăng khăng như vậy, nếu tôi nói nữa thì thành già mồm cãi láo. Kawasaki Ichiryu giơ chén rượu lên, ông ta nghiêm mặt nói, vậy chúng tôi 7, Tề tiên sinh ban. Cái gì? Tề Đông Lâm nghe vậy, ông ta giật mình, ngạc nhiên nói, Ichiryu tiên sinh hiểu lầm rồi, ý của bổn vương là, mấy người được 3 phần. Hừ! Kawasaki Ichiryu hừ một tiếng, ông ta bất mãn nó, chẳng lẽ thuộc hạ của tôi không muốn uống canh? Tề sinh làm vậy, có phải hơi quá đáng không? Ichiryu lo lắng nhiều rồi. Tề Đông Lâm không hề sợ hãi. Vẻ mặt Kawasaki Ichiryu hoàn toàn đen sì. Sau một lúc trầm ngâm, ông ta cắn răng nói, 6-4, bọn tôi lấy 4. Đây là giới hạn cuối cùng. Có thể nhận thêm 1%, Tề Đông Lâm đã rất hài lòng, nhưng ông ta vẫn ra vẻ khó xử một lát, cuối cùng thở dài nói, được rồi, vậy quyết định như vậy đi. Nào, bổn vương kính ngài một chén. Sắc mặt Kawasaki Ichiryu có hơi khó coi, nhưng ông ta vẫn giơ chén lên. A Thỏi! Tề Đông Lâm gọi. Lão gia! A Thỏ ở bên cạnh nhanh chóng ở tới. Tề Đông Lâm gật đầu nói, đi nói với người phụ trách cửa khẩu, sau này không cần ngăn cản Ichiryu tiên sinh, cũng không cần kiểm tra. Vâng, A Thỏ gật đầu nghe lệnh. Không còn sớm nữa, tôi xin cáo từ. Kawasaki Ichiryu đứng dậy, ông ta nói, chỉ cần cho tôi 7 ngày. Tôi cam đoan có thể chiếm lĩnh cả thị trường phía Nam, Tề tiên sinh mở sẵn túi để đựng tiền đi. Hợp tác vui vẻ. Tề Đông Lâm duỗi tay ra. Nhưng lần này Kawasaki Ichiryu làm như không thấy, ông ta xoay người rời đi. Đợi ông ta hoàn toàn biến mất, A Thọ nhíu mày nói, lão gia, có phải người này láo xược quá không? Ông không hiểu, khóe miệng Tề Đông Lâm nhếch lên một nụ cười giả tạo. Mặc dù có tiền là tốt. Nhưng ông ta cấu kết với thế lực bên ngoài, một khi sự việc bị lộ, sẽ không đơn giản chỉ là mất mũ quan, mà sẽ phải chết. Vậy nên vừa rồi ông ta có kè mặc cả với Kawasaki Ichiryu, ngoại việc muốn thêm lợi ích, thật ra ông ta cũng muốn thử đối phương. Kết quả chứng minh, Kawasaki Ichiryu thật sự muốn kiếm tiền, không có lòng dạ khác. Cùng lúc đó, Kawasaki Ichiryu rời khỏi phủ trấn Nam Vương, ông ta đi đến cảng. Hơn 10 phút sau, một du thuyền đến từ Nhật Bản chậm rãi cập bến. Có 2 người trẻ tuổi đứng bên cạnh Kawasaki Ichiryu. Trong đó có một đệ tử ngày xưa của ông ta, mà chàng trai đang hút thuốc chính là Lý Đại Đương gia. Quân đế, đối phương đã hoàn toàn mắc câu. Kawasaki Ichiryu kể lại chuyện xảy ra trong phủ trấn Nam Vương, ông ta không quên một chi tiết nào. Lý Trạch Vũ hài lòng khen, làm không tồi. Quân đế, độc trên người tôi. Chỉ là không tồi, chưa đến mức làm tốt đâu, nhanh như vậy đã muốn mặc cả với tôi. Lý Trạch Vũ cố ý nghiêm mặt. Kawasaki Ichiryu liên tục lắc đầu, không dám, tôi hoàn toàn không có ý này. Hừ, Lý Trạch Vũ nói, thu dọn sạch sẽ những thứ mang đến cho tôi, nếu có gì lọt ra ngoài, tất cả mấy người đều phải chết. Không, sẽ không, xin quân đế yên tâm. Kawasaki Ichiryu nơm nớp lo sợ cam đoan.
Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, hắn dặn dò, được rồi, hành động theo kế hoạch. Vâng. Lúc này Kawasaki Ichiryu và mười mấy tên đệ tử mới mang đồ lên xe, nhanh chóng rời khỏi cảng. Lý Trạch Vũ nhìn thoáng qua ngân hồ bên cạnh, hắn nói, để cho ông ta sống thêm mấy tiếng nữa. Nghe lời anh, trong mắt ngân hồ có chứa tình cảm dạt dào. Ngay sau đó hai người cũng biến mất khỏi cảng. Không đến nửa giờ sau, Kawasaki Ichiryu dẫn theo thuộc hạ và hàng hóa một lần nữa trở về phủ trấn Nam Vương. Khi Tê Đông Lâm biết được tin tức này, ông ta hoảng sợ. Tê tiên sinh, ông điên rồi sao? Tê Đông Lâm lớn tiếng quát. Nếu Kawasaki Ichiryu mang thuộc hạ đến chỗ ông ta thì còn tạm chấp nhận được, quan trọng là ông ta còn mang hàng đến. Nếu bị người khác biết được, mẹ nó có cần cái mạng nữa không? Kawasaki Ichiryu nghiêm túc nói, tôi vừa dẫn người rời khỏi cảng, thì lập tức có vài chiếc xe đuổi theo chúng tôi, ông cũng biết tôi không quen nước hạ, nên chỉ có thể dẫn bọn họ đến chỗ ông. Bị người đuổi theo. Tê Đông Lâm tức giận, suýt nữa chửi má nó, ông ta thúc giục, đi mau, lập tức rời khỏi chỗ của tôi. Đúng lúc này, lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. A Thọ gần như chạy vọt vào. Tê Đông Lâm chấn động, trong lòng có linh cảm không tốt. Quả nhiên, ông ta nghe thấy A Thọ nói lắp bắp, người của Long Tổ, bên ngoài đều là người của Long Tổ. A Thọ vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên. Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm đánh mất lý tưởng, ruồng bỏ sứ mệnh của bản thân, hãy đi một chuyến với lão già này. Mặt trời lặn ở phía tây, trăng non mọc lên. Số lớn thành viên Long Tổ bao vây toàn bộ Trấn Nam Vương phủ chật như nêm cối. Long Thanh Phong dẫn đầu cầm một túi tài liệu, dáng vẻ hiên ngang tiến vào trong phủ. Mặc dù trong lòng Tề Đông Lâm hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hờ hững, lão Long, ông đến rất đúng lúc. Bản vương vừa mới đuổi bắt một nhóm phần tử ngoại cảnh nên đã giao bọn họ cho Long Tổ các ông xử lý. Không thể không nói Trấn Nam Vương phủ tính toán quá tốt. Mắt thấy tình huống khác thường đã bán đám người Kawasaki Ichiryu đi, bởi như vậy chẳng những không có sai lầm, ngược lại có thể lập công lao không nhỏ. Kawasaki Ichiryu cười lạnh nói, ông Tề, đã sớm nghe nói cách làm người của ông vô cùng gian xảo, hôm nay tại hạ xem như đã lĩnh giáo. Ông là ai? Chúng ta biết nhau sao? Tê Đông Lâm tỉnh bơ cười lạnh. Cách hai người mấy trượng, Long Thanh Phong dừng bước, cất cao giọng nói, Tê Đông Lâm của Trấn Nam Vương đã đánh mất niềm tin lý tưởng, ruồng bỏ sứ mệnh sơ tâm, đi cùng lão phu một chuyến đi. Cái gì? Mặt Trấn Nam Vương tối sầm, cau mày nói, lão Long, có phải ông nhầm lẫn không? Không nhầm, bù. Long Thanh Phong ném túi tài liệu trong tay tới, đây là thư bãi miễn chức vụ của ông. Ông tự mình đi theo tôi hay muốn tôi ra tay? Chuyện đó không thể nào. Con người Tề Đông Lâm bỗng nhiên co rụt lại. Ông ta chính thức bắt đầu hợp tác với Kawasaki Ichiryu chẳng qua mới vài tiếng, cho dù từ lúc đầu đã bị người Long Tổ biết được, thư bãi miễn của bên trên cũng không thể xuống nhanh như vậy. Chỉ có một khả năng, người Long Tổ đã sớm biết, phần thư bãi miễn này cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nghĩ vậy, Tề Đông Lâm nhìn chằm chằm Long Thanh Phong, không cam lòng nói, lão Long, tôi lập vô số công lao hiển hách, lẽ nào quốc gia đối xử với tôi như vậy? Vừa nấy Long Mỗ cũng đã nói, Tề Đông Lâm ông đã quên sơ tâm của mình, không tiếc cấu kết với thế lực bên ngoài vì lợi ích cực nhỏ. Trong lúc nói chuyện Long Thanh Phong chỉ ra bên ngoài phủ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ông cũng biết một khi những thứ đó rò rỉ ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu người cửa nát nhà ta. Có lẽ là lương tâm trỗi dậy, trong thoáng chốc Tề Đông Lâm chỉ cảm thấy trong lòng mình bị người ta đâm mạnh một dao. Cảm giác áy náy trong nháy mắt xông lên não. Long Thanh Phong thở dài nói, đi theo tôi đi, nể tình ông đã lập công lao cho quốc gia, bộ tư pháp quân sự có thể khoan dung hơn. Tại sao tôi phải đi theo anh? Tôi là Trấn Nam Vương. Ở phương Nam, tôi quyết định nghe năm chữ bộ tư pháp quân sư, Tề Đông Lâm vô cùng kích động. Sắc mặt Long Thanh Phong bỗng thay đổi, Tề Đông Lâm, xin ông chú ý lời nói của mình. Ha ha ha, tôi nói sai à? Tề Đông Lâm cười lạnh nói, ở phương Nam lời của tôi chính là vương pháp, ai dám nói nửa câu không phải. Vốn dĩ ông ta còn cảm thấy mình có thể phủi sạch quan hệ, nhưng từ hành động của Long Tổ đủ để nhìn ra đây là một âm mưu nhắm vào ông ta. Một khi bị đưa đến bộ tư pháp quân sư, như vậy quãng đời còn lại của ông ta sẽ hoàn toàn tiêu tùng. Đã như vậy còn không bằng liều một phen, người đâu, soạt soạt soạt, một chàng tiếng bước chân ngay ngắn truyền đến. Long Thanh Phong ngước mắt lên lập tức nhìn thấy A Thọ mang theo vô số binh sĩ đi qua bao vây bọn họ lại.
tạch tạch tạch, các binh sĩ lập tức nhắm họng súng trong tay vào người Long Tổ. Sắc mặt Long Thanh Phong thay đổi, nghiêm nghị nói, Tề Đông Lâm, ông muốn tạo phản à? Tạo phản, ha ha ha, còn không phải các người ép tôi à? Tề Đông Lâm cười âm hiểm, lập tức chuyển đề tài nói, đừng cho rằng tôi không biết, tất cả mọi thứ hôm nay chắc chắn là cái bẫy nhà họ Lý làm ra. Nói xong ông ta lập tức nhìn về phía đám người Kawasaki Ichiri, những tên người Nhật các người lại dám tính toán giả đây tiên các người lên đường trước. Ông ta vừa nói xong, A Thọ đã vung tay lên. Cộc cộc cộc, các binh sĩ trực tiếp bóp cò với đám người Kawasaki Ichiri. Tiếng kêu rên vang lên. Kawasaki Ichiri nhanh chóng phản ứng và né tránh băng đạn. Nhưng mà người ông ta mang tới thì không may mắn như thế. Ngoại trừ 4-5 người có thân thủ khá tốt, những người khác đều bị bắn thành cái sàng. Thấy một màn này, ánh mắt Tề Đông Lâm nhìn về phía Long Thanh Phong càng điên cuồng hơn, muốn bắt tôi. Long Tổ các người còn chưa đủ tư cách. Khốn kiếp, Long Thanh Phong tức giận đến mức râu dựng thẳng. Nhưng mà tức giận thì tức giận, bây giờ ông ấy vốn không có cách bắt Tề Đông Lâm, thậm chí ngay cả đoàn người mình mang tới cũng lâm vào tình thế. Nguy hiểm. Sư phụ, bắt giặc bắt vua trước. Long Thiên Quân ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Không thể, lúc này Long Thanh Phong từ chối. Bên cạnh Tề Đông Lâm đã được tầng tầng lớp lớp binh sĩ che chở, nếu bọn họ không thể bắt giữ được mục tiêu trước, như vậy hơn 100 thành viên Long Tổ. Bọn họ mang tới đều sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao lúc này Tề Đông Lâm đã tiến vào trạng thái điên cuồng, không có chuyện gì không làm được. T8 Đông Lâm, ông to gan lớn mật, cũng dám công khai tạo phản. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ không kiêu ngạo không tự đi vào trong phủ. Người Long Tổ rất tự giác nhường ra một lối đi nhỏ, để cho hai người đi lên phía trước. Nhìn rõ gương mặt người đến, Tề Đông Lâm hơi giật mình, ngay sau đó cười ha ha, quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của già đây, tiểu xúc sinh nhà cậu. Quả nhiên không chết. Vừa nói vừa trợn mắt nhìn về phía Long Thanh Phong, bất mãn nói, đều nói Long Tổ các người không a dua nịnh bợ, thì ra chính là một trò cười. Khốn kiếp, Long Thanh Phong do dự nói, Long Tổ chỉ phục vụ cho quốc gia và người dân, mỗi một chuyện đã làm đều không thẹn với lương tâm. Lão Long, chúng ta quen nhau cũng không phải một ngày hai ngày, hôm nay ông dám sờ lương tâm để nói không có bắt tay với tiểu xúc sinh nhà họ Lý này để mưu hại tôi không? Gân xanh trên trán Tề Đông Lâm nổi lên, hiển nhiên đã ở ranh giới bùng nổ. Long Thanh Phong lắc đầu và thở dài, Lão Tề, nếu như ông có thể giữ vững tấm lòng son. Sao người khác có thể tính toán ông chứ? Nghe vậy, Tề Đông Lâm vội nhíu mày. Nếu như mình chống lại sức quyến rũ, biết từ chối, cho dù quyền thế nhà họ Lý lớn hơn thì có thể có cách gì với mình chứ? Không thể không thừa nhận lời nói của Long Thanh Phong đã làm dao động sợi dây trong lòng ông ta. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, ông ta đã không còn đường lui. Nghĩ vậy, Tề Đông Lâm trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, đều tại tiểu xúc sinh nhà cậu. Nếu như không phải cậu giết con trai tôi, nhà họ Tề tôi sao lại đến tình cảnh hôm nay? Mẹ nhà ông, Lý Trạch Vũ cũng sẽ không nuông chiều người khác, hắn măng, lúc trước cha tôi xem con trai ông như anh em, con trai xúc sinh nhà ông vậy mà âm thầm hạ độc thủ với cha tôi, lẽ nào ông ta không đáng chết? Tề Đông Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không có gì để phản bác. Bây giờ ông đây cho ông một cơ hội, lập tức bó tay chịu trói, sau đó ngoan ngoãn về Hoàng Thành cùng ông Long đền tội. Nếu không lát nữa ông sẽ không có cơ hội hối hận nữa. Đền tội, ha ha ha, Tề Đông Lâm giống như nghe được trò hề buồn cười nhất trên đời này, khinh thường nói, ra đây làm thịt tiểu xúc sinh nhà cậu trước. Thằng chó không biết sống chết, Lý Trạch Vũ phất tay với hướng 9 giờ trong phủ, giống như đang truyền lại tín hiệu nào đó. Âm ầm, một tiếng nổ sập điếc tai nhức óc bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy lầu chính nhà họ Tề bị một viên đạn pháo bắn trúng, trong nháy mắt tường đổ. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng súng khác vang lên, tâm 10 binh lính đứng ra ngăn cản trước mặt Tề Đông Lâm đều ngã xuống đất. Cũng ở nơi này trong chớp mắt, thân hình Long Thanh Phong khế di chuyển, lao thẳng về phía Tề Đông Lâm. Nhưng mà có một bóng người nhanh hơn ông ấy. Vù vù vù, sau khi binh sĩ quân Trấn Nam kịp phản ứng thì chỉ thấy Lý Trạch Vũ bóp chặt lấy cổ Tề Đông Lâm. Trong lúc nhất thời đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Thọ nghiêm nghị cảnh cáo, thả lão ra chúng tôi ra. Lý Trạch Vũ không hề bị lay động. Cho dù cậu cưỡng ép tôi thì thế nào, cậu dám giết tôi à?
Tề Đông Lâm bình tĩnh tự nhiên nói, giết tôi, tất cả các cậu đều không thể thoát khỏi tòa phụ đệ này. Muốn chết đúng không, vậy tôi thành toàn cho ông. Dừng tay, Long Thanh Phong còn chưa nói xong, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Trạch Vũ đã vặn gãy cổ Tề Đông Lâm. Người kia trợn to mắt, giống như không ngờ Lý Trạch Vũ thật sự dám giết ông A. A Thọ cũng khiếp sợ đứng được tại chỗ. Mấy trăm binh sĩ quân Trấn Nam thì anh nhìn tôi nhìn anh, không biết nên báo thù cho Trấn Nam Vương hay tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Quân Trấn Nam nghe đây, phản tặc Trấn Nam Vương đã bị giết chết, nếu như các người không muốn bị liên lụy thì lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống. Nể tình các người không biết rõ tình hình, có thể miễn tội cho các người. Long Thiên Quân cao giọng hô. Không thể không nói vị Long Vương nước Hạ này vẫn có chút đầu óc, biết việc cấp bách là phải trấn an được lòng quân. Giết bọn họ, mau giết bọn họ báo thù cho lão gia. A Thọ điên cuồng rối loạn, đáng tiếc không có binh sĩ nào nghe mệnh lệnh của ông ta. Dù sao tất cả mọi người không phải kẻ ngu. Mặc dù không biết lúc trước xảy ra tình huống gì, nhưng hai chữ phản tặc đại biểu cho cái gì bọn họ ít nhiều cũng hiểu. Rất rõ ràng, Tề Đông Lâm đã bị định tội, nếu bọn họ tiếp tục nối giáo cho giặc, như vậy có thể biết được kết cục rồi. Keng keng keng, quân Trấn Nam lần lượt bỏ vũ khí trong tay xuống. Long Thiên Quân đi mấy bước đã vào tới trước mặt A Thọ, ông ta còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra đã bị một cổ tay đánh ngất. Một trận binh biến cứ được hóa giải như vậy. Long Thanh Phong không khỏi nặng nề thở dài. Lý Trạch Vũ tiện tay vứt xác Tề Đông Lâm xuống đất. Đại đương gia, lúc này có mấy người từ trong bóng tối xuất hiện. Chính là ba người sói đen lúc trước được Lý Trạch Vũ sắp xếp lẻn vào phủ Trấn Nam Vương. Không cần đoán, vừa nãy mới gây ra vụ nổ hấp dẫn sự chú ý của mọi người và ngắm bắn những binh lính trong bóng tối chính là bọn họ. Đại đương gia, người phụ nữ kia đã bị tôi khống chế, nên xử lý thế nào? Gióc thấp giọng thăm dò. Lý Trạch Vũ biết anh ta đang nói Tề Tư Dư, hắn không hề suy nghĩ mà phun ra một chữ trong miệng, giết. Vâng, Gióc lặng yên rời khỏi đám đông. Long Thanh Phong đi tới, vẻ mặt khổ sở nói, cậu không nên giết ông ta. Giữ lại ông ta còn tác dụng gì? Lý Trạch Vũ xem thường. Dù sao thân phận của ông ta đặc biệt, cậu giết ông ta tùy tiện như vậy chỉ sợ. Kẻ phản quốc, ai cũng có thể giết, ông cứ báo thẳng với Long Chủ là tôi giết. Có hậu quả gì Lý Trạch Vũ tôi một mình gánh chịu. Để lại một câu ngang ngược, Lý Trạch Vũ quay người phất tay với mấy người Kawasaki Ichiryu, đi. Vâng, Kawasaki Ichiryu lập tức dẫn người đuổi theo, đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Trạch Vũ rời đi, Long Thanh Phong thở dài. Long Thiên Quân thổn thức nói, sư phụ, tên này đúng thật là nhân tài, đáng tiếc kiêu căng khó thuần. Từ xưa đến nay, nào có người có bản lĩnh mà không kiêu căng khó thuần. Long Thanh Phong khoát tay áo. Con trông chừng nơi này cho kỹ, ta phải bẩm báo tin với Long Chủ trước. Cùng lúc đó, mấy người Kawasaki Ichiryu đi theo Lý Trạch Vũ ra khỏi vương phủ. Ngu ngốc, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ xoay người đấm một phát, cả người Kawasaki Ichiryu bay ra ngoài đâm vào trên vách đá. Trong khoảnh khắc Lý Trạch Vũ ra tay, sói đen và Jesse gần như cùng ra tay, 4-5 tên đệ tử Aikido còn chưa phản ứng đã bỏ mình. Phụt! Cậu đã nói không giết tôi. Kawasaki Ichiryu hấp hối nằm trên mặt đất. Ha ha, tôi sẽ không giết ông, nhưng không có nghĩa ông sẽ không chết. Lý Trạch Vũ nói xong nhìn về phía Ngân Hồ bên cạnh, có thể báo thù rồi. Ngân Hồ, tôi là sư phụ của cô không thể khi sư diệt tổ. Dường như Kawasaki Ichiryu cảm thấy hơi thở chết chóc, thân thể không ngừng run rẩy. Ngân Hồ từ trên cao nhìn xuống Kawasaki Ichiryu không nói lời nào, cô lập tức lấy ra một con dao găm từ trên người đâm mạnh vào tim ông ta. Làm xong mọi thứ, khóe mắt cô dần đỏ lên, Lý Trạch Vũ tiến lên ôm lấy cô, không hỏi gì cả. Dù sao mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, nếu như Ngân Hồ muốn nói thì vốn cũng không cần hắn hỏi. Ngân Hồ hít sâu một hơi nói, tôi phải về nước Nhật một chuyến, đợi tôi xử lý xong chuyện trong tay thì sẽ về tìm anh. Được Lý Trạch Vũ dịu dàng đáp, sáng hôm sau. Hôm nay là lễ truy điệu của Lý Trạch Vũ, quan lại quyền quý phe cánh nhà họ Lý rối rít tới tham gia từ các nơi. Lý Định Quốc mặc đồ đen, ánh mắt không hề rời khỏi di ảnh treo trên vách tường. Lão gia, ngài đừng đau lòng. Đúng vậy Lý gia, ngài thật sự không cần đau lòng. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ở một bên khuyên bảo. Lý Định Quốc thở dài, đây đều là số mệnh.
Lão gia, thật ra cậu chủ cậu ấy. Phú Quý, cậu Phú Quý vốn định nói ra chân tướng như lại bị Vật Tương Vong ngắt lời. Thật ra cái gì? Lý Định Quốc nhíu mày hỏi. Cậu Phú Quý vội lắc đầu, sửa lại lời nói, thật ra nếu cậu chủ trên trời có linh, chắc chắn cũng không mong nhìn thấy ngài đau lòng. Các cậu đi ra ngoài chào hỏi tân khách trước tôi đi ra ngay thôi. Lý Định Quốc phất tay. Vâng, được. Đợi hai người rời đi, Lý Định Quốc xoa hai mắt, lập tức rời đi từ cửa hông tới sân sâu. Một lát sau, khi Lý Định Quốc đi tới sân sâu, dưới cây hòa già có một ông lão tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, tuổi tác khoảng chừng hơn 100 tuổi. Ông Mạc, Lý Định Quốc cung kính gọi một tiếng. Ông lão không quay đầu lại, càng không đứng dậy, vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ trên bàn đá, thản nhiên nói, yên tâm đi, hương hỏa nhà họ Lý các ông không đứt được. Nghe vậy, Lý Định Quốc đứng được tại chỗ, đợi lúc lấy lại tinh thần thì trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Ông Mạc, lời vừa nãy ngài nói là thật. Cụ đây cần phải lừa thằng nhóc thối nhà cậu à? Ông lão hỏi ngược lại một câu. Lý Định Quốc nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Cháu trai duy nhất đã chết, nhưng lời nói của ông lão trước mắt ông ấy lại tin tưởng không nghi ngờ. Lẽ nào là cô gái nào mang thai giống của Lý Trạch Vũ? Trước linh đường nhà họ Lý, một bóng hình màu trắng vô cùng khiến người ta chú ý. Rất nhiều người đều biết, người phụ nữ hai mắt đẫm lệ kia chính là cô vợ chưa qua cửa của Lý Trạch Vũ. Chị dâu, chị cũng đừng đau lòng quá. Đúng vậy chị dâu, không việc gì phải đau lòng. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt thuyết phục. Trần Thanh Tuyết đã cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình rồi, nhưng lúc cô nhìn thấy di ảnh trên tường thì cái mũi vẫn không nhịn được cay cay, nước mắt tuôn trào như mưa. Ninh Mãn Thành của nhà họ Ninh đến. Vừa giới thiệu xong, một thanh niên mặc áo vest phẳng phiu trông khá nhã nhặn đi tới. Cậu Ninh, không ít quyền quý tiến lên chào hỏi, rất nể mặt Ninh Mãn Thành, dù sao sau lưng người này chính là nhà họ Ninh. Ninh Mãn Thành trông nho nhã lễ độ, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra vẻ ngạo mạn. Gã đi vào trước linh đường, một tay tiếp nhận nhang người hầu đưa tới, sau đó lại một tay cắm lên lư hương. Hành động kia cực kỳ vô lễ. Ninh Mãn Thành nhún vai, không hề để ý ánh mắt mọi người, lúc quay người chuẩn bị hỏi thăm thân nhân người chết thì bỗng nhiên hai mắt lóe sáng. Chỉ thấy ánh mắt của gã không hề cố kỳ đánh giá Trần Thanh Tuyết, càng không nhịn được khen ngợi, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy ở quá quả thật đáng tiếc. Cậu Ninh, xin chú ý lời nói của anh. Lão quản gia nghiêm nghị cảnh cáo. Ninh Mãn Thành giang tay ra, cười khan, ngại quá, con người của tôi từ nhỏ tiếp nhận văn hóa phương Tây, nói chuyện khá thẳng thắn. Gã nói xong lại nhìn về phía Trần Thanh Tuyết, đã sớm nghe nói cô Trần là đệ nhất tài nữ giới kinh doanh, nếu có hứng thú hy vọng giữa chúng ta có thể hợp tác. Không có hứng thú, trong lòng Trần Thanh Tuyết rất phản cảm, nếu như không phải bận tâm thân phận, cô thậm chí không muốn nói câu nào với đối phương. Nhưng mà Ninh Mãn Thành không hề để bụng, đang muốn mở miệng. Phú Quý, tôi muốn đánh người. Ừ, tôi cũng muốn. Nghe được đối thoại của hai người, Ninh Mãn Thành nhíu mày, khinh thường nói, bây giờ hai người các cậu không có Lý Trạch Vũ làm chỗ dựa nữa, tôi khuyên các cậu tốt nhất khiêm tốn tí, nếu không làm không tốt chẳng mấy chốc các cậu sẽ xuống dưới cùng tên kia đó. Mặc dù nhà họ Ninh và nhà họ Lý có chênh lệch, nhưng lúc Lý Trạch Vũ chết đi, nhà họ Lý không có ai kế tục, rất nhanh sẽ phải nhường chiếc ghế nhà giàu có. Số một này đi. Cho nên lúc này Ninh Mãn Thành hoàn toàn không có để cậu Phú Quý và Vật Tương Vong vào mắt. Cậu Ninh thật oai phong. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, chỉ thấy một nam một nữ lững thững đi tới. Dần đầu là Diệp Khinh Nhu, đi theo hai bên trái phải là Diệp Khuynh Thành và em trai Diệp Thần của cô ấy. Lúc trước mỉa mai Ninh Mãn Thành chính là Diệp Thần. Dù sao Lý Trạch Vũ cũng là vấn bối, địa vị nhà họ Diệp và nhà họ Ninh tương đương nhà họ Lý, cho nên sẽ không phái người có bối phận cao hơn Lý Trạch Vũ tới phúng viếng. Mà Diệp Khinh Nhu là tự mình đòi tới. Lý do cũng rất đơn giản. Lý Trạch Vũ đã cứu mạng của cô. Diệp Thần, Ninh Mãn Thành nhíu mày. Diệp Thần nhìn đối phương một cái nói, lẽ nào anh không biết người chết là lớn nhất à? Hay là người nhà họ Ninh các anh đều không có giáo dục? Mày nói cái gì? Giọng điệu Ninh Mãn Thành lạnh lão. Diệp Thần cười lạnh, tôi nói sai à? Thấy đối phương đối chọi gay gắt với mình, Ninh Mãn Thành không khỏi tiến lên thấp giọng nói bên tai Diệp Thần, mày phải biết Lý Trạch Vũ từng ức hiếp chị mày đó. Diệp Thần hừ một tiếng nói, liên quan gì đến anh? Chuyện của Lý Trạch Vũ và Diệp Khuynh Thành đã sớm lật trời,
quan hệ hai nhà đã tốt đẹp trở lại nhờ sự hợp tác khoa học kỹ thuật Vân Dương. Ninh Mãn Thành trước mắt muốn dùng chuyện xưa để châm ngòi ly gián, không thể nghĩ ngờ chính là trò cười. Hừ, Ninh Mãn Thành quay người muốn rời đi, dù sao mục đích của gã hôm nấy đã đạt được. Nhưng mà lại bị hai bóng người ngăn cản. Các người muốn làm gì? Đánh anh. Đúng, đánh anh, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong nói xong thì gần như cùng ra tay. Âm ầm, ui ra, tiếng đánh đấm và tiếng kêu rên cùng vang lên. Nhưng trong chớp mắt, Ninh Mãn Thành vốn ăn mặc chỉnh tề đã mặt mũi bầm dập. Nếu như không phải lo lắng chuyện hôm nay, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rất có thể đã hạ sát thủ rồi. Dù sao cũng lớn lên cùng Lý Trạch Vũ, sớm đã dưỡng thành tính cách không sợ trời không sợ đất. Cung chủ Tiêu Dung cung đến, trưởng giáo đạo môn đến, phương trưởng Thiền Lâm tự đến, trưởng môn phái Nga Mi đến. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân sĩ võ lâm lần lượt tiến vào trong phủ. 10 trưởng môn môn phái đều đã tới, đặc biệt là trưởng môn đứng đầu ba đại thánh địa bao gồm cả Tiêu Giao Cung cũng đích thân tới, khiến quyền quý bốn phía cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thật không ngờ mặt mũi cậu chủ nhà họ Lý lớn như vậy. Ái ra, đáng tiếc tên kia chết trẻ. Rất nhiều quyền quý châu đầu ghé tai. Ninh Mãn Thành bị đánh một trận, đứng dậy chỉ về phía hai người Cẩu Phú Quý, bọn bây chờ đó cho tao. Nói xong thì tăng tốc bước chân muốn trốn. Dừng lại, Ngọc Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng, Bạch Tố Y lập tức đứng ra ngăn cản trước mặt Ninh Mãn Thành. Đạo nhân Thanh Phong nháy mắt với con trai mình một cái, mặc dù Trương Bách Khâm không tình nguyện, nhưng vẫn cùng Bạch Tố Y ngăn cản Ninh Mãn Thành. Tề Tiên Nhi chưa đợi sư thái Diệt Tình dặn dò đã chủ động đứng dậy bước ra. Các người muốn làm gì? Ninh Mãn Thành nhìn đám người không có ý tốt, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không tốt. Đôi mắt sắc bén của Ngọc Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Ninh Mãn Thành, giọng nói rét lạnh, vừa nãy là anh muốn gây sự. Gây sự, đôi mắt Ninh Mãn Thành xoay chuyển, lập tức ngụy biện, tôi không có, tôi tới phúng viến. Xía, Vật Tương Vong xía một tiếng, mày còn dám nói không có. Ninh Mãn Thành rụt cổ lại, nhắm mắt nói, các người muốn ức hiếp tôi à? Có bản lĩnh thì giết tôi đi, tôi ngược lại muốn xem thử ai có lá gan này. Giờ phút này gã không thèm đếm xỉa tới nữa. Dù sao phía sau mình là cả nhà họ Ninh, không cần sợ. Sư đệ tôi làm vẻ vang cho nước, bất hạnh qua đời, bây giờ hài cốt chưa lạnh đã có người nói năng lỗ mãng với nó. Anh muốn chết đúng không? Ha ha ha, giọng điệu Ngọc Phượng Hoàng càng ngày càng lạnh lẽo, về sau càng chém đỉnh chặt sắt nói, Tố Y, thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Vâng, keng, trường kiếm trong tay Bạch Tố Y bay ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lẽo lên. Ninh Mãn Thành trừng lớn hai mắt, sợ đến mức chân run lập cập. Ngay lúc trường kiếm sắp cắt cổ họng gã, phù một tiếng, một bóng người giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt gã. Keng keng, trường kiếm trong tay Bạch Tố Y gãy lìa. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt Ninh Mãn Thành, trên ngón tay còn kẹp một đoạn kiếm gãy. Hiển nhiên vừa nãy chính là người này ra tay, chỉ dựa vào ngón tay đã làm gãy trường kiếm. Một màn này không chỉ có những quyền quý kia cảm thấy khó tin, một đám nhân sĩ võ lâm cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Tư Mã Tam Nương. Vậy mà là Tư Mã Tam Nương. Có mấy người nhận ra thân phận bà lão này. Ngọc Phượng Hoàng nhíu mày. Đạo nhân Thanh Phong và Hòa Thượng Đức Viễn nhìn nhau, trong mắt nhau đều lộ ra vẻ rung động. Chỉ vì người phụ nữ trước mắt chính là phu nhân giáo chủ Vu Giáo. Tầm mười mấy năm về trước, giáo chủ Vu Giáo Hướng Dương Thiên đã chết dưới vòng vây của rất nhiều cao thủ, phu nhân Tư Mã Tam Nương cũng bị một trưởng của cung chủ Tiêu Giao Cung Ngọc Phượng Hoàng đẩy ngã xuống vách đá cao vạn trượng. Trong tình thế như vậy, không một ai cho rằng Tư Mã Tam Nương vẫn còn sống, thế nên lúc này, những người từng quen biết với bà ta đều cảm thấy không dám tin vào mắt mình, đặc biệt là Ngọc Phượng Hoàng. Chào các vị, đã lâu không gặp, Tư Mã Tam Nương ung dung mở lời chào hỏi, phong thái vẫn hệt như năm ấy, chẳng hề suy giảm. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Ninh Mãn Thành trốn sau lưng Tư Mã Tam Nương, chố mắt ngạc nhiên nhìn bà ta. Gã không ngờ gì của mình lại trâu bò như vậy, chỉ cần lộ mặt là đủ dọa sợ vô số người. Hôm nay không tiện ôn chuyện với các vị, nên là 15 tháng này, tôi trịnh trọng mời các vị đến Thập Vạn Đại Sơn ở Bát Quế để tính luôn một lần toàn bộ nợ cũ nhé. Dứt lời, Tư Mã Tam Nương dứt khoát xoay người, quắc mắt ra hiệu cho Ninh Mãn Thành đi mau. Hai người cứ thế nghênh ngang rời khỏi, tính chạy đi đâu, đúng lúc này, Ngọc Phượng Hoàng bật người lao tới,
tung chiêu toái tâm trưởng. Một trưởng này bao hàm toàn bộ công lực của bà ấy, không giữ lại chút gì. Trước khí thế mãnh liệt của một trưởng kia, Tư Mã Tam Nương thong thả dừng bước, xoay người, bình thản tung trưởng tiếp chiêu. Ầm ầm, bùm. Sự va chạm của hai trưởng đã làm dấy lên một cơn lốc xoáy thổi quét khắp bốn phía, Ninh Mãn Thành đứng gần đó cũng bị đẩy nghiêng đẩy ngã, té lăn ra đất. Trên mặt Ngọc Phượng Hoàng để lộ vẻ nặng nề, xem ra là không ngờ một trưởng toàn lực của mình lại dễ dàng bị đối phương hóa giải tới vậy. Có vẻ mấy năm nay, Ngọc Cung Chủ chẳng tiến bộ gì hết ha. Tư Mã Tam Nương mỉm cười chế giễu, đồng thời ngấm ngầm dồn thêm sức xuống tay. Trong một phút bất cẩn, Ngọc Phượng Hoàng đã bị đẩy lùi về đằng sau 7 bước. Cảnh tượng đó khiến đạo sĩ Thanh Phong và Hòa Thượng Đức Viễn phải biến sắc. Trải qua mười mấy năm, rõ ràng thực lực của Tư Mã Tam Nương đã mạnh lên trông thấy. Tôi nói rồi, hôm nay tôi không muốn dây dưa nhiều với mấy người, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tôi không ngại tiến kẻ đó đi trước đâu. Tư Mã Tam Nương buông lời đe dọa, thái độ vô cùng ngông cuồng. Tên nào dám tới nhà họ Lý gây sự vậy? Đúng lúc này, từ xa bỗng truyền một giọng nói còn kiêu ngạo hơn cả bà ta. Mọi người hướng mắt về nơi phát ra thanh âm thì thấy Lý Định Quốc đang hiên ngang bước tới. Tư Mã Tam Nương cau mày, thưa cụ, ban nấy thằng danh kia dám ăn nói vô lễ với thiếu gia nhà mình nên tôi định dạy dỗ gã một chút, ai ngờ bà già kia. Phật Tương Vong nhanh miệng kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra ban nãy cho Lý Định Quốc nghe. Mặt mày ông ấy lập tức xa sầm, quắc mắt nhìn thẳng về phía Ninh Mãn Thành. Dì ơi, Ninh Mãn Thành sợ tới mức co đầu rụt cổ, sợ sệt trốn ra phía sau Tư Mã Tam Nương. Lý Định Quốc tức khắc hướng mắt về phía Tư Mã Tam Nương, tưởng nhà họ Lý tôi là nơi mà loại người gì cũng có thể tới diễu võ dương oai hả. Giọng ông ấy không lớn, nhưng thái độ kênh kiệu, không thèm để ai vào mắt đó lại đủ khiến kẻ khác phải khiếp sợ, kể cả Tư Mã Tam Nương. Lý Soái, cháu trai của tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, mong Lý Soái đừng chấp nhặt với nó. Tư Mã Tam Nương bình tĩnh đáp lại, không kiêu ngạo, cũng chẳng nịnh nọt. Cậu, tới đây, nhưng Lý Định Quốc chẳng thèm để tâm, vươn tay chỉ thẳng mặt Ninh Mãn Thành, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cháu của lão phu 3 lần, lão phu sẽ thả mấy người đi. Tôi, Ninh Mãn Thành do dự không biết làm thế nào. Nếu đồng ý quỳ xuống dập đầu trước Lý Trạch Vũ, thể diện nhà họ Ninh chắc chắn sẽ bị gã đánh mất sạch, nhưng nếu không làm theo, e là gã chẳng còn cơ hội bước ra khỏi nhà họ Lý nữa. Đương lúc Ninh Mãn Thành cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, Tư Mã Tam Nương chợt mở miệng, Lý Soái à, như vậy có vẻ không ổn lắm thì phải. Không ổn, hừ, Lý Định Quốc cười khẩy, ngang ngược quát, hôm nay dù thằng già Ninh Võ Cường kia có tới thì cậu ta vẫn phải dập đầu xin lỗi, dám không làm thử xem. Vậy sao, Tư Mã Tam Nương cau mày, khẽ cười thành tiếng, giờ tôi phải dẫn nó đi, để coi ai dám ngăn cản. Dứt lời, bà ta vẫy tay ra hiệu với Ninh Mãn Thành, rồi lững thững bước về phía cửa lớn. Không thể bỏ qua cho Tư Mã Tam Nương được, chúng ta nên vây bắt bà ta lại ngay. Không ổn, hôm nay chúng ta không dẫn theo bao nhiêu người, Tư Mã Tam Nương lại là kẻ quỷ kế đa đoan, nếu đã có gan ngang nhiên xuất hiện, chắc chắn là có chỗ dựa rồi. Nhất thời, các nhân sĩ võ lâm cũng không biết có nên ra tay hay là không. Đạo, sĩ Thanh Phong và Hòa Thượng Đức Viễn đồng thời nhìn về phía Ngọc Phượng Hoàng, muốn nghe thử ý kiến của bà ấy. Ngọc Phượng Hoàng thoáng dơ dự, rồi khẽ lắc đầu. Bà bị thương hả? Đạo sĩ Thanh Phong thấy mặt mày Ngọc Phượng Hoàng tái nhợt thì nhỏ giọng hỏi thăm. Ngọc Phượng Hoàng gật nhẹ đầu, ưu sầu đáp, bà ta đã đạt tới thiên nhân cảnh rồi. Thiên nhân cảnh, đạo sĩ Thanh Phong và Hòa Thượng Đức Viễn tức khắc biến sắc. Có lẽ rất nhiều người cho rằng thực lực của 3 người họ đã đột phá, đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng chỉ có 3 người họ biết rõ bản thân mới chỉ chạm tới bán bộ thiên nhân, còn cách thiên nhân cảnh chân chính 1 bước xa. Dù chỉ là 1 bước, nhưng đời này có bước tới nổi không vẫn còn là một ẩn số không ai biết trước. Hiện tại, thực lực của Tư Mã Tam Nương đã thăng lên tới thiên nhân cảnh, trừ phi 3 người già từ Tam Đại Thánh Địa bọn họ cùng xông lên. Còn không dù tất cả mọi người có mặt ở đây cùng hợp lực lại cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Khó trách yêu phụ này dám kiêu căng, ngạo mạn như vậy. Đạo sĩ Thanh Phong cau mày. Thấy Tư Mã Tam Nương nghênh ngang dẫn Ninh Mãn Thành rời đi, Lý Định Quốc tức tốc phất tay. Phụt phụt phụt. Ngay sau đó, Tiêu Cửu Minh cùng 10 phượng vệ lập tức xuất hiện từ khắp 4 phía, rồi nhanh nhẹn xếp thành 1 hàng chặn đường Tư Mã Tam Nương. Lý gia chủ, những người đó không cản được bà ta đâu. Sư Thái Diệt Tình tốt bụng nhắc nhở.
Nhưng bà ấy vừa nói hết câu, rõ ràng mới qua mấy giây ngắn ngủi thôi mà nhóm Tiêu Cửu Minh đã ngã rầm rầm trên đất rồi. Bộp bộp, Tư Mã Tam Nương nhẹ nhàng phủi bụi trên áo, Ninh Mãn Thành thì bật cười khoái chí, lớn giọng nói, chỉ bằng mấy tên vô dụng này mà cũng đòi ngăn cản bọn ta ư. Lý Định Quốc giận đến độ hai tay siết lại thành nắm đất, suýt nữa đã không kiềm được mà điều động cả một đội quân tới bắn hai kẻ đó thành cái sàng. Đi, Tư Mã Tam Nương cao ngạo nhấc chân, tựa như một con khổng tước. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng xuất hiện hai bóng người đang đi thẳng về phía này. Còn nữa hả, Ninh Mãn Thành há miệng cười lớn, tưởng lầm rằng những người đó cũng là do Lý Định Quốc phái tới ngăn cản hạ. Là Sói Đen và Gióc, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong nhận ra hai người vừa tới, lập tức vui như mở hội. Bởi vì Sói Đen và Gióc đã có mặt, nghĩa là chắc chắn Lý Trạch Vũ cũng sẽ đến. Không ngoài dự đoán. Đúng là bất ngờ quá đi à, trên đời này có người không sợ chết thật này. Một giọng nói mang đậm ý châm biếm bỗng vang lên. Mọi người hướng mắt nhìn theo, bấy giờ, trên mái hiên nhà họ Lý có một thanh niên mặc kiểu áo tôn trung sơn đang đứng, đầu khẽ gật gù, hai tay chắp đằng sau, như đang quan sát chúng sinh vậy. Trời ạ, lẽ nào chúng ta gặp phải quỷ? Lý Trạch Vũ, là Lý Minh Chủ. Ngoại trừ Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, những người còn lại chỉ biết trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn. Lý Định Quốc ngước mắt nhìn theo, hốc mắt tức khắc ửng đỏ. Ông ấy không in vào quỷ thần, thế nên ông ấy dám chắc cháu trai của mình vẫn chưa chết. Hóa ra lúc trước, câu nói hương khói nhà họ Lý sẽ không đứt đoạn của Lão Mạc không phải mang hàm ý đã có người phụ nữ nào đó mang thai con của Lý Trạch Vũ, mà có nghĩa cháu trai ngoan của ông ấy còn sống. Cả người Trần Thanh Tuyết như nhũ ra, khế run, cô vội che miệng, ngăn lại tiếng khóc nghẹn ngào, trong lòng vui mừng như vừa tìm lại được một thứ tưởng chừng đã đánh mất. Cô ơi, anh ấy chưa chết, thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, Diệp Khuynh Thành khẽ mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc cũng theo đó mà tràn khỏi khóe mi. Hốc mắt Diệp Khinh Nhu ửng đỏ, liên tục gật đầu. Lúc này, bầu trời bắt đầu đổ tuyết lất phất, Lý Trạch Vũ đứng giữa trời gió lộng, tỏa ra khí thế ngạo nghề thiên hạ của bậc đế vương, kế tiếng bật người nhảy, bóng dáng phiêu giật nhẹ nhàng đáp đất. Con người Tư Mã Tam Nương tức khắc co nhỏ, mấy năm nay tuy ngủ đông ở nhà họ Ninh, nhưng bà ta vẫn nắm rõ tình hình bên ngoài như lòng bàn tay, mà dạo gần đây Lý Trạch Vũ lại cực kỳ nổi bật, nên làm gì có chuyện bà ta không biết hắn là ai. Thiên phú trời ban, tầm ngầm, bên trên là lời đánh giá của Tư Mã Tam Nương về Lý Trạch Vũ. Trong giới võ lâm này, không một kẻ nào đủ mạnh để bà ta phải kiêng dè, kể cả thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa, vậy nên bà ta mới dám hiên ngang xông vào nhà họ Lý. Vậy mà khi mặt đối mặt với Lý Trạch Vũ, bà ta phát hiện bản thân không ai nào giữ nổi bình tĩnh. Trực giác liên tục cảnh báo bà ta rằng, chàng thanh niên trước mặt chính là người khó đối phó nhất trong số những kẻ bà ta từng chạm trán. Thiếu gia, ả chính là người dám giễu võ Dương Oai ở nhà chúng ta đó. Ải Vật Tương Vong chỉ thẳng mặt Tư Mã Tam Nương đang đứng phía xa. Cẩu Phú Quý không quên hùa theo, cả cái tên Ninh Mãn Thành trói gà không chặt kia nữa, ban nấy dám cả gan nói nhăng nói cuội về thiếu gia đó. Nghe tới đây, Ninh Mãn Thành bật cười xem thường, đúng, tao nói sằng nói bậy về mày đó, thì sao, mày tính làm gì tao? Tuy có chút ngạc nhiên khi biết cái chết của Lý Trạch Vũ là giả, nhưng hiện tại, gã có niềm tin rất lớn với dì của mình, gần như mù quáng. Thế nên gã không sợ tí nào. Câm miệng, Tư Mã Tam Nương quát lớn, rồi quay sang mắt đối mắt với Lý Trạch Vũ, chàng trai trẻ, nhà họ Ninh bọn tôi và nhà họ Lý của cậu nước sông không phạm nước giếng. Bà cũng ngậm miệng lại đi, Lý Trạch Vũ hống hách cắt ngang, tới nhà họ Lý bọn tôi làm loạn cho đã rồi giờ lại bày đặt nước sông không phạm nước giếng hả, có biết xấu hổ không? Sao mặt dày quá vậy? Trước lời nhục mạ thẳng thừng như vậy, mặt mày Tư Mã Tam Nương tức khắc xa sầm. Cả mày nữa, Lý Trạch Vũ khinh bỉ nhìn Ninh Mãn Thành, đáp, xem ra bài học năm đó vẫn chưa đủ để mày khắc cốt ghi tâm nhỉ, cứ yên tâm, lát nữa chắc. Chắn ông đây sẽ dạy dỗ lại mày đàng hoàng, để mày không tài nào quên được. Dứt lời, chỗ hắn vừa đứng chỉ còn lại dư ảnh, còn người thật thì xuất hiện ngay trước mặt Tư Mã Tam Nương, tựa như biết thuật dịch chuyển tức thời. Nhanh quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tư Mã Tam Nương. Một cú đấm cực mạnh được tung ra. Cũng may Tư Mã Tam Nương luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác, nghiêng người tránh thoát trong gang tấc, sau đó khép chặt năm ngón tay, chém về phía cổ họng Lý Trạch Vũ như lưỡi dao. Chiêu đầu thất bại, nhưng Lý Trạch Vũ vẫn bình tĩnh tiếp chiêu, đỡ lấy dao tay của bà ta. Keng,
Tư Mã Tam Nương có cảm giác như thể bàn tay của mình chém phải ấm sắt vậy. Bộp. Sau đó, bàn tay Lý Trạch Vũ bỗng xoay ngược, linh hoạt nắm lấy cổ tay Tư Mã Tam Nương tựa như rắn. Công nhận tuy bà ta đã lớn tuổi, nhưng làn da lại được bảo dưỡng rất tốt, có khi còn hơn cả mấy cô gái trẻ, sờ vào là thấy vừa nhẫn mịn, vừa mềm mại. Tên háo sắc này, đi chết đi. Tư Mã Tam Nương phẫn nộ thét gào, dồn sức muốn rút cánh tay về, nào ngờ bàn tay của đối phương chẳng khác nào gọng kiềm, nắm chặt vô cùng, không giấy giụa nổi. Khóe miệng Lý Trạch Vũ khẽ nhếch, nhanh tay tung ngay một chưởng ngay giữa ngực bà ta. Ầm, cương khí hộ thân của Tư Mã Tam Nương tức khắc vỡ tan, dẫn tới bà ta trúng. Một đòn cực nặng, nhưng so với chuyện bị thương, điều khiến bà ta nổi điên là vị trí mà hắn đã chọn để tấn công mình. Chết đi, Tư Mã Tam Nương chuyển vận toàn bộ khí trong người, sau đó ngưng tụ về lòng bàn tay. Sư đệ cẩn thận, Ngọc Phượng Hoàng lo lắng nhắc nhở. Lý do là bà ấy đã nhận ra chiêu Tư Mã Tam Nương sắp sử dụng chính là công pháp đỉnh cấp của Vu Giáo Toái Cốt Trưởng. Một khi bị trúng chiêu, trong thời gian chưa tới một nén nhang, xương cốt chỗ trúng đòn sẽ lập tức vỡ nát. Đáng tiếc một chiêu Toái Cốt Trưởng này của Tư Mã Tam Nương đã bị cương khí hộ thân của Lý Trạch Vũ ngăn chặn, tới cả ống tay áo cũng chẳng đụng tới nổi. Tới lượt tôi, Lý Trạch Vũ ngấm ngầm vận khí, thi triển Ngự Long Thần Công, trong chớp mắt, cả người hắn bỗng tỏa khí thế bàng bạc. Bốp! Một quyền đấm thẳng vào vai Tư Mã Tam Nương. Rắc! Xương vai của Tư Mã Tam Nương tức khắc gãy lìa, cơ thể cũng chịu không nổi xung chấn từ cú đấm này mà mềm nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. Ninh Mãn Thành nhe răng nhếch miệng, run lẩy bẩy, thấy gì sắp thua, gã không chút do dự mà nhấc chân chạy trốn. Bộp, Dis và Jock cùng nhau xông tới chặn đường gã, tính chạy hả. Bốp, Jesse tung cước, gạt ngã cơ thể yếu nhất vì bị tử sắc bào mòn của Ninh Mãn Thành, khiến gã té sóng xoài ra đất. Mặt khác, Tư Mã Tam Nương hộc ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn cố nhịn đau chống người đứng lên. Lần này bà ta không thèm để ý đến Ninh Mãn Thành sống hay chết nữa mà dồn hết sức bình sinh, tung người nhảy lên cao, vượt tường chạy trốn. Đuổi theo. Đuổi. Ngọc Phượng Hoàng và đạo sĩ Thanh Phong đồng thanh ra lệnh. Họ không đồng ý buông tha cho nữ ma đầu Tư Mã Tam Nương này đâu. Sư tỷ, đừng đuổi theo. Lý Trạch Vũ phẩy tay ngăn cản. Sư đệ. Cái mạng của ả vẫn còn có ích, đừng lo. Ngọc Phượng Hoàng tính nói gì đó, nhưng lại bị Lý Trạch Vũ thẳng thừng cắt ngang. 15 tháng này là ngày tất cả thành viên Vu giáo, bao gồm cả giới trẻ con ề tựu gặp mặt, hiện tại Tư Mã Tam Nương phu nhân giáo chủ bỗng nhiên lộ diện, có khi nào đằng sau vẫn còn con cá lớn khác chăng? Mấy năm qua, Nam Cung Thạc luôn nghiêm cẩn giữ vững chức vụ đại hộ pháp, chưa một lần nào nảy sinh suy nghĩ vượt qua, hay là đoạt lấy vị trí giáo chủ. Điều này khiến hắn dấy lên nghi ngờ rằng có thể giáo chủ Vu giáo vẫn chưa chết. Ngọc Phượng Hoàng và đạo sĩ Thanh Phong đều là cáo giả, chẳng bao lâu đã đoán ra được suy tính của Lý Trạch Vũ. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Sư đệ, sao trước đây đệ lại giả chết? Sau này nếu có cơ hội đệ sẽ giải thích với tỷ sau. Lý Trạch Vũ bật cười thành tiếng, sau đó ra lệnh cho hai người cậu phú quý, mau dỡ bỏ linh đường, xui xẻo lắm. Vâng vâng, Vật Tương Vong lập tức ra lệnh cho người hầu đi làm. Bấy giờ, Lý Định Quốc sụ mặt, vừa đi vừa gỡ thắt lưng trên hông xuống. Trông thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ hiểu ngay bản thân sắp ăn đòn, bèn hốt hoảng giải thích, ông ơi, cháu có nỗi khổ riêng của mình mà, ông đừng manh động như vậy. Mày có nỗi khổ thì sao chứ? Ông đây phải quất chết mày mới hả giận. Lý Định Quốc vừa nghĩ tới cha vì chuyện này mà ngã bệnh thì lại tăng xông hết cả lên. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói già cả truyền tới, Tăng Thiết Trụ đỡ Lý Viễn Sơn xuất hiện trước mắt mọi người. Cha, thấy cha đã tỉnh, Lý Định Quốc mừng rỡ vô cùng. Ông cố, ông tới đúng lúc quá. Lý Trạch Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Lý Viễn Sơn ở đây, chắc chắn Lý Định Quốc sẽ không dám đánh hắn. Quả không sai. Lý Viễn Sơn nghiêm nghị quát, mày dám đánh nó thử coi. Để xem ông đây có đánh chết mày không. Chậc. Tay Lý Định Quốc chỉ đành dừng lại giữa không trung, thắt lưng lắc lư theo gió. Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành gần như đồng thời tiến về phía Lý Trạch Vũ. Anh, hai người phụ nữ chăm miệng một lời, sau đó lại bốn mắt nhìn nhau. Lý Trạch Vũ bĩu môi, nói, có chuyện gì để sau hãng nói, giải quyết tên vô tích sự kia trước đã. Dứt lời, hắn nhấc chân đi về phía Ninh Mãn Thành. Cậu đừng tới đây.
Ninh Mãn Thành thấy Lý Trạch Vũ ôm một bụng ý xấu hướng về mình thì cố nhịn đau đứng dậy, bày ra vẻ mặt nịnh nọt, nói với Lý Định Quốc, Lý gia chủ, ban.ban nấy ông bảo chỉ cần tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi sẽ thả tôi đi, giờ nhưng lời đó còn hiệu lực không? Thật sự không được, tôi đánh thêm vài người vẫn ok. Vì có thể an toàn rời khỏi nhà họ Lý, dĩ nhiên Ninh Mãn Thành ném tôn nghiêm lớn nhỏ của nhà họ Ninh cho chó ăn. Không ít người quyền quý thấy cảnh này đều không nhịn được châm biếm. Lý Trạch Vũ nhẹ giọng phân phó, phú quý, đánh gãy tay chân gã, chỉ để gã còn thở là được, sau đó ném về nhà họ Ninh. À, không được. Ninh Mãn Thành vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương gáy liên tục vang lên, sau đó là tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lúc trước Ninh Mãn Thành kiêu ngạo thế nào, lúc này chật vật thế đó. Xử lý xong thằng nhóc này, Lý Trạch Vũ đi đến trước mặt Lý Viễn Sơn, hắn sờ mùi, ông cố, xin lỗi vì đã làm ông lo lắng. Thằng nhóc thối, Lý Viễn Sơn thưởng cho hắn một viên hạt rẻ, mắng thì mắng, nhưng ông ấy có thể hiểu cho Lý Trạch Vũ. Dù sao chỉ khi gạt cả người nhà, Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm mới hoàn toàn tin Lý Trạch Vũ đã chết, do đó nới lỏng cảnh giác. Nếu không bị ép đến mức đó, tên cáo giả kia sẽ không lựa chọn cấu kết với thế lực bên ngoài nước. Lý Viễn Sơn thở dài nói, dù sao cũng từng là cấp dưới của ông, để cho ông ta an hưởng tuổi già đi. Vâng. Lý Trạch Vũ gật đầu. Mặc dù hắn đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm phán tử hình cho Tề Đông Lâm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chúc mừng Lý Thiếu gặp dữ hóa lành. Lý Thiếu may mắn, ông trời có mắt. Những người quyền thế bốn phía liên tục mở miệng chúc mừng. Vốn tới để phúng viếng, chỉ trong chớp mắt biến thành chúc mừng, nhìn qua có vẻ hơi buồn cười. Lúc này dưới sự chỉ huy của vật tương vong, nhóm người làm đã dọn dẹp sạch sẽ linh đường. Bầu không khí đau thương trước đó đã biến mất, thay vào đó là không khí vui vẻ. Chị, Lý Trạch Vũ thật sự thay đổi quá nhiều. Diệp Thần nhẹ giọng nói thầm bên tai Diệp Khuynh Thành. Anh ta không chỉ quen Lý Trạch Vũ, mà còn vô cùng quen thuộc, dù sao hẳn cũng là công tử nổi danh ở Hoàng Thành. Trước kia anh ta chỉ cảm thấy Lý Trạch Vũ ỷ vào quyền thế nhà họ Lý, cảm thấy hắn kiêu căng, ngạo mạn, nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch giữa hắn với mọi người đã cách biệt cả một trời. Ngoại trừ khâm phục thì vẫn là khâm phục. Diệp Khuynh Thành gật đầu, cô nhẹ giọng nói, nhìn xem người ta, sau này em cũng đừng nói không học võ thuật. Vâng, em quyết định sau này sẽ lăn lộn với anh rể Diệp Thần thề son sắt. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khuynh Thành đỏ bừng. Cô ra vẻ giận dữ, nói, anh rể cái gì? Em nói bậy bạ gì đó? Ha ha ha. Diệp Thần cười gượng nói, chị, em gái chị đã duyệt qua vô số phụ nữ, chỉ cần phụ nữ lộ ra một ánh mắt, em đã biết người ta suy nghĩ gì, chị có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được em đâu. Diệp Khuynh Thành bị nói vậy càng xấu hổ hơn. Diệp Thần lập tức nhìn Diệp Khinh Nhu bên cạnh, mày hơi nhíu lại. Mà Diệp Khinh Nhu thì đang bất an. Dù sao những lời Diệp Thần vừa nói với Diệp Khuynh Thành đều lọt hết vào tai cô ấy chỉ sợ người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Cô nhỏ, cô, câm miệng. Diệp Thần vừa mở miệng đã bị Diệp Khinh Nhu mạnh mẽ ngắt lời, nói ít vài câu sẽ chết sao. Á, Diệp Thần gãi đầu, anh ta vội vàng câm miệng. Anh ta vẫn kiêng kỵ cô nhỏ hung dữ này, dù sao từ nhỏ đến lớn anh ta bị đối phương đánh không ít. Ái ra, Diệp Thần thở dài trong lòng. Anh ta lại nhìn Lý Trạch Vũ cách đó không xa, nghĩ thầm sau này mình nên gọi người này là, anh rể, hay, dượng, đây. Thật khiến người ta đau đầu. Ông già này đã chuẩn bị rất nhiều rượu, hân hạnh mời mọi người uống một chén. Lý Định Quốc chắp tay mời mọi người. Lý gia chủ khách sáo. Lý soái khách sáo. Người trong giới võ lâm và mọi người quyền quý vui vẻ nhận lời mời. Lý Trạch Vũ đi đến chỗ Ngọc Phượng Hoàng, hắn nâng tay, ấn vào lưng đối phương. Lòng bàn tay chuyển ra chân khí. Ngọc Phượng Hoàng lập tức bắt đầu vận công chữa thương, chỉ một chén trà nhỏ đã khiến những vết thương trên người bà ấy lành gần hết. Sư tỷ, mỗi ngày uống một viên này, uống trong 3 ngày, vết thương của tỷ sẽ không có gì đáng ngại. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa đưa 3 viên thuốc qua. Ngọc Phượng Hoàng cũng không khách sáo, bà ấy nhận lấy viên thuốc, khâm phục nói, sự đệ, nội công của đệ quả thật rất thâm hậu. Hết cách. Ai bảo đệ là kỳ tài nghìn năm có một, luyện võ 1 năm bằng người khác luyện 100 năm. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn không hề biết 2 chữ, khiêm tốn viết như thế nào. Không lâu sau, mọi người lục tục đi vào hội trường yến tiệc, hơn 10 bàn đều chật kín người ngồi.
mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Lý lão đầu, tôi đến uống phạt một chén rượu, không quá phận chứ. Diệp Trung Đường được Diệp An dìu đến, ông già này biết được tin Lý Trạch Vũ chưa chết, thì vội vàng chạy đến đây. Dù sao sự quan tâm của ông ấy dành cho Lý Trạch Vũ, chỉ sợ ít hơn hai cha con Lý Viễn Sơn một chút. Đến đây, ông cứ uống tùy thích. Tâm trạng Lý Viễn Sơn không tồi, ông ấy nhiệt tình tiếp đón đối phương. Cũng không biết là trùng hợp, hay là Lý Định Quốc cố ý sắp xếp, có mấy người ngồi cùng bàn với Lý Trạch Vũ là Trần Thanh Tuyết, Trần Thanh Giao, Diệp Khuynh Thành, Diệp Khinh Nhu, Tê Tiên Nhi, Bạch Tố Y. Lý Trạch Vũ nói thầm trong lòng hay thật. Ngoại trừ Ngân Hồ, hình như Hồng Nhan Chi Kỷ bên cạnh hắn đều tụ tập cùng một chỗ. Đây thực sự là chuẩn bị tiệc cho hắn sao? Hừ, hình như hắn mới là bữa tiệc cho họ. Để không biến thành con thiêu thân, thằng nhãi này dứt khoát động đũa ăn, ăn như quỷ chết đói vậy. Nào! Trần Thanh Tuyết cầm chén đứng dậy, cô nhìn những người phụ nữ xung quanh, nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm vị hôn phu của tôi kính mọi người một ly. Dứt lời, ngoài Trần Thanh Giao, những người phụ nữ khác đều nhíu mày. Bởi vì lời này của Trần Thanh Tuyết giống như đang công khai chủ quyền vậy. A! Lý Trạch Vũ bỗng kêu một tiếng, trên mặt có vẻ đau đớn. Sao vậy? Trần Thanh Tuyết quan tâm hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu, hắn nói, không sao, tôi không cẩn thận cắn trúng lưỡi. Ăn chậm thôi, cũng không ai tranh với anh. Trần Thanh Tuyết tức giận nói. Lý Trạch Vũ ngượng ngùng gật đầu, đồng thời dùng tay khế xoa đùi. Diệp Khuynh Thành ở bên cạnh giống như đã chút được giận, trên mặt không khỏi tươi cười. A! Lý Trạch Vũ đang chuẩn bị ăn tiếp, bỗng bị một người đạp mạnh vào cẳng chân bên dưới bàn. Phân tích theo góc độ và độ mạnh, chắc chắn là Diệp Khinh Nhu làm. Lại làm sao vậy? Trần Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Lý Trạch Vũ cười gượng nói, không sao, tôi ăn nhanh quá nên bị nghẹn. Đã nói anh ăn từ từ rồi mà. Trần Thanh Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười. Lý Trạch Vũ xấu hổ gật đầu, hắn âm thầm trừng mắt nhìn Diệp Khinh Nhu. Diệp Khinh Nhu không để trong lòng, cô ấy giơ chén lên, phối hợp nói, nào, mọi người cùng nâng chén, chúc mừng Lý Thiếu của chúng ta bình an trở về. Keng! Trong chớp mắt khi Lý Trạch Vũ ngẩng đầu lên, trùng hợp hắn nhìn thấy Tê Tiên Nhi rút con dao nhỏ bên hông ra, hơn nữa còn cười sâu xa với hẳn. Đờ đờ em! Yêu nữ này muốn làm gì? Cái đó, mọi người ăn từ từ. Tôi ăn no rồi. 36 kế, chạy là thượng sách. Lý Trạch Vũ sợ bản thân ăn xong bữa này, sẽ mất toi mạng. Nhà họ Ninh. Ninh Mãn Thành bị đánh gãy tay chân, phải bó thạch cao, nằm trên giường không thể động đậy. Ninh Thiên Hâm ở bên cạnh, vẻ mặt u ám, nói, cha, nhà họ Lý khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này. Con gái bị Lý Trạch Vũ giết chết, bây giờ con trai lại bị Lý Trạch Vũ đánh gãy tay chân. Nếu thù này không báo, Ninh Thiên Hâm ông ta không xứng làm cha. Ninh Võ Cường giết điếu thuốc, ông ta không nóng không lạnh nói, để Mãn Thành dưỡng thương cho tốt, cha sẽ xử lý chuyện này. Dứt lời, ông ta mở cửa phòng bệnh rời đi, Ninh Thiên Hâm lập tức nhíu chặt mày. Không biết tại sao, ông ta cảm thấy cha mình càng ngày càng không thích hợp. Anh cả, dạo này cha thật sự có hơi kỳ lạ. Người con trai thứ hai nhà họ Ninh Thiên Nhân kề sát lại. Nghiêm túc nói, phải biết rằng từ trước đến nay cha thương Mãn Thành nhất, bây giờ Mãn Thành bị nhà họ Lý nhục nhã như vậy, với tính cách của cha thì đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Cái gì? Ninh Thiên Hâm ngẩng đầu nhìn em trai, mày càng nhíu chặt lại, ông ta trầm ngâm nói, có lẽ trong lòng cha đã có kế hoạch, vậy nên. Nói đến đây, ông ta cũng không nói nổi nữa. Còn nữa, em chưa từng nghe nói chị dâu cả có em gái, đến anh cả cũng không biết. Nhưng cha lại biết chuyện này, anh không thấy kỳ lạ sao? Ninh Thiên Nhân càng nghĩ càng thấy không đúng. Mắt Ninh Thiên Hâm thâm thúy, ông ta nói, anh đã phái người về quê nhà chị dâu em điều tra, quả thật bà ấy có một cô em họ hàng xa. Thế nhưng gì nữa? Ninh Thiên Hâm ngắt lời, chẳng lẽ em hoài nghi đó không phải là cha? Ách, Ninh Thiên Nhân nghẹn họng không trả lời được. Một bên khác, Ninh Vũ Cường rời khỏi phòng bệnh, trở lại phòng của mình. Có một người phụ nữ nằm trên giường, nếu lúc này có Ninh Thiên Hâm, ông A liếc mắt một cái là nhận ra người phụ nữ này chính là em vợ của ông ta. Bang bang! Chỉ thấy Ninh Vũ Cường ấn vào mấy huyệt vị của Tư Mã Tam Nương, sau đó lột sạch đồ của bà ta. Dáng người quyến rũ lộ ra trước mặt,
Ninh Vũ Cường không có tâm tư nào khác, ông ta nhẹ nhàng đỡ Tư Mã Tam Nương ngồi dậy, mình thì ngồi khoanh chân phía sau, hai tay dán sát vào lưng đối phương. Bạch khí như ẩn như hiện nổi lên xung quanh hai người. Nếu hai anh em Ninh Thiên Hâm nhìn thấy cảnh này, e là sợ đến rất cằm. Dù sao thủ pháp vận công chữa thương này, đến cường giả tông sư cũng không làm được. Hừ, Tư Mã Tam Nương hừ một tiếng, vẻ mặt dần khá hơn. Công phu quá tuyệt vời. Giáo chủ, Tư Mã Tam Nương nói ra hai chữ. Ninh Vũ Cường chậm rãi rụt tay lại, ông ta trầm giọng nói, Tam Nương, là anh có lỗi với em. Không sao, khóe miệng Tư Mã Tam Nương hiện lên nụ cười khổ. Chỉ có bà ta biết, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không phải Ninh Vũ Cường thật sự, mà là giáo chủ Vu giáo hướng Dưỡng Thiên dùng thuật dịch dung. 19 năm trước, Vu giáo bị chính đạo võ lâm nhổ tận gốc, hướng Dưỡng Thiên bị vô số các cao thủ vây quanh, không ai ngờ rằng ông ta lại dùng cách giả chết để lừa dối mọi người. Từ đó về sau, hướng Dưỡng Thiên đã thay đổi mục đích ban đầu của mình. Ông ta không chỉ muốn thống nhất võ lâm, mà ông ta còn muốn thống trị cả nước Hạt. Nhưng khi đó ông ta bị trọng thương, công lực suy giảm, một khi lộ diện, ông A chắc chắn sẽ phải chết. Vì thế ông ta ẩn núp trong nhà họ Ninh, trở thành một gã giúp việc. Điều nực cười là, Ninh Mãn Thành không phải con của Ninh Thiên Hâm, mà là con trai của Hướng Dưỡng Thiên với vợ của Ninh Thiên Hâm. Già rồi mới có con, Hướng Dưỡng Thiên vô cùng coi trọng đứa con trai này, ông ta phái Tư Mã Tam Nương, người vợ nguyên phối của ông ta âm thầm bảo vệ gã. Trong khoảng thời gian này, âm mưu của Hướng Dưỡng Thiên sắp bị lộ, vậy nên ông ta biến hóa nhanh chóng thành Ninh Vũ Cường, nắm hoàn toàn nhà họ Ninh trong tay. Em yên tâm, chờ bổn tọa kết thúc mọi chuyện, em chính là tân quốc mẫu, dưới một người trên vạn người. Hướng Dưỡng Thiên trịnh trọng hứa hẹn, Tư Mã Tam Nương mỉm cười, cảm ơn giáo chủ. Thật ra bà ta không có ham muốn gì những vật ngoài thân. Sở dĩ bà ta bất chấp nguy hiểm vì Hướng Dưỡng Thiên, tất cả đều là vì bà ta yêu ông ta. Mặc dù bà ta phải bảo vệ con trai của Hướng Dưỡng Thiên với người khác, nhưng bà ta cũng không oán trách, không hối hận. Bây giờ em nói cho anh biết, rốt cuộc là ai có thể làm em bị thương. Vẻ mặt Hướng Dưỡng Thiên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ông ta rất rõ ràng thực lực của Tư Mã Tam Nương, trong nhận thức của ông ta, ngoại mấy lão giả của Tam Đại Thánh Địa. Trên đời này sợ là không có ai là đối thủ của Tư Mã Tam Nương. Hắn là Lý Trạch Vũ, nói vậy chắc giáo chủ đã nghe qua rồi. Lúc này Tư Mã Tam Nương kể lại chuyện xảy ra ở nhà họ Lý, bà ta không bỏ qua nửa chi tiết nào. Hướng Dưỡng Thiên nghe xong thì ánh mắt đờ đẫn, giống như rơi vào trầm ư. Giáo chủ, hắn, thật sự rất mạnh. Tư Mã Tam Nương vẫn còn sợ hãi, bà ta nhắc nhở, em có thể khẳng định. Dù là vài lão già của Tam Đại Thánh Địa hợp lực với nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hướng Dưỡng Thiên nghe vậy, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Không phải ông ta sợ hãi thực lực của Lý Trạch Vũ. Bởi vì với thực lực của ông ta cũng không mấy lão già của Tam Đại Thánh Địa vào mắt. Nếu trở lại năm đó, ông ta tuyệt đối nắm chắc càn khôn, giết hết toàn bộ những người bao vây tấn công người của hắn. Giáo chủ, anh lo lắng người đứng sau thằng nhóc kia. Tư Mã Tam Nương biết năng lực của Ninh Vũ Cường, hơn nữa còn vô cùng hiểu Hướng Dưỡng Thiên, vậy nên bà ta đoán ngay được người sau suy nghĩ cái gì. Hướng Dưỡng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói, một thằng 20 mấy tuổi, cho dù có thiên phú đến đâu, hắn cũng chỉ có thể luyện đến cảnh giới tông sư, nếu muốn phá vỡ trói buộc này, trừ khi có người rửa xương tủy cho hắn. Tư Mã Tam Nương run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Dù sao tẩy rửa gân cốt chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Từng nghe qua, chứ chưa từng thấy. Giáo chủ, tẩy rửa gân cốt không phải chuyện người bình thường có thể làm được, ngoài cần nhiều dược liệu quý báu, người tẩy tủy ít nhất cũng phải có công lực trăm năm, trên đời này có ai có thể làm được? Có. À, Tư Mã Tam Nương bật thốt hỏi. Hướng Thiên Dương thoáng do dự, ánh mắt trống rỗng, Hách Liên Vô Tình, cùng với người đứng đầu Tam Đại Thánh Địa năm đó tấn công lão. Nghe vậy, ánh mắt Tư Mã Tam Nương trở nên lơ mơ. Nếu năm đó không phải Vô Tình Thần Cung sụp đổ, Vu giáo sẽ không có cơ hội nổi dậy. Dù sao khi đó Vô Tình Thần Cung thống trị tất cả các thế lực tà đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết, Vu giáo hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hách Liên Vô Tình chính là một cấm kỵ ở giới tà giáo. Thế ai nghe đến tên lão ta, sắc mặt đều thay đổi. Thế nhưng nhiều năm như vậy rồi, có lẽ mấy lão già kia đều đã chết hết. Hướng Dưỡng Thiên trấn an Tư Mã Tam Nương. Đồng thời trấn an bản thân. Em cũng nghĩ vậy.
Tư Mã Tam Nương vô cùng đồng ý. Nếu Hách Liên vô tình còn sống, không có lý do gì lão ta không hiện thân. Em còn nhớ rõ bốn người bọn họ biến mất bởi vì cái gì không? Ngự Long Thần Công, giáo chủ nói. Đúng vậy, anh nghi ngờ có thể trong lúc vô tình thằng nhóc kia đã chiếm được Ngự Long Thần Công. Hướng Dương Thiên gật đầu. Em đi liên lạc với Nam Cung Thạc, bảo ông ta lập tức đến gặp anh. Hoàng Thành, Sơn Trang Nguyệt Lạc. Nơi này là nơi trước kia Lý Trạch Vũ dùng để kim ốc tàng kiều, dựa vào thống kê không trọn vẹn, người mẫu danh viện từng tới đây không dưới 3 chữ số. Cho dù 3 năm trước sau khi Lý Đại Đương ra vào tù, nơi này cũng sẽ có người định kỳ đến quét dọn. Cậu chủ, hoan nghênh về nhà. Cậu Phú Quý kích động đến rơi nước mắt. Trong lòng Vật Tương Vong trộn rộn, thầm nghĩ đêm nay có cần hoàn toàn kết thúc tấm thân trong sạch mình giữ gìn 24 năm không? Nơi này hình như không thay đổi gì cả, nhưng hình như cái gì cũng không thay đổi. Cảm khái một tiếng, Lý Trạch Vũ ngồi xuống ghế sofa quen thuộc. Cậu chủ, tôi đã thông báo với Thiến Thiến, Lily, Mary, Thu Nhã. Chỗ này tỉnh lược 32 tên cô gái. Cậu Phú Quý cầm quyển vở trong tay chậm rãi đọc, Lý Trạch Vũ vội khoát tay ngắt lời, dừng lại, lập tức thông báo bọn họ trở về. Hả, vì sao, cậu Phú Quý lơ ngơ. Khụ khụ, Lý Trạch Vũ hắng giọng một cái nói, các cậu nghe cho kỹ, lúc trước tôi là lãng tử, bây giờ tôi muốn làm một người đàn ông tốt. Ặc, vẻ mặt cậu Phú Quý và Vật Tương Vong mơ hồ. Tối nay là lần đầu tiên Lý Trạch Vũ muốn tới chiến doanh này sau khi trở về. Bọn họ còn tưởng cậu chủ rốt cuộc đã bình thường, nhưng bây giờ xem ra có vẻ như còn chưa khôi phục hoàn toàn. Sau mười mấy phút, một chiếc Maybach lái vào Sơn Trang. Cửa xe chỗ ngồi phía sau mở ra, Nam Cung Thạc phấn khích từ trên xe bước xuống. Cái đó, nhanh, cậu chủ của chúng tôi chờ ông rất lâu rồi. Một giọng nói bỗng dưng vang lên, Nam Cung Thạc còn tưởng gặp quỷ, quan sát một phen mới phát hiện giọng nói truyền đến từ trong giám sát, không khỏi khẽ thở ra. Một lát sau, Nam Cung Thạc tiến vào Sơn Trang, lập tức đổi thành dáng vẻ nịnh nọt, giáo chủ, muộn như vậy tìm tôi đến có chuyện quan trọng gì à? Ngồi đi, Lý Trạch Vũ khẽ nói. Nam Cung Thạc khách khí từ chối, không dám, tôi đứng đấy là được. Nào đâu ra nhiều chuyện xàm như vậy, cậu chủ của chúng tôi bảo ông ngồi thì ông cứ ngồi. Vật Tương Vong quát lớn. Nam Cung Thạc lập tức nhíu mày, nhóc con, cậu đôi co với ai đấy? Khúm núm với Lý Trạch Vũ kia là bởi vì mạng nhỏ của mình nằm trong tay người ta, những người khác cũng dám lo lối om sòm, thật sự cho rằng đại hộ pháp không còn cách nào khác. Cậu ấy là anh em của tôi. À đúng đúng đúng, Nam Cung Thạc lập tức không còn cách nào khác, như dẫm trên băng mỏng đi tới ngồi xuống một bên. Tiểu Nam, có, giáo chủ có gì dặn dò? Dáng vẻ Nam Cung nịnh nọt, giống như thái giám hầu hạ chủ tử trong hoàng cung cổ đại. Lý Trạch Vũ lại đột nhiên nghiêm mặt. Lão già ông hình như không thành thật. Ồ, sao giáo chủ lại nói vậy? Nam Cung Thạc âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng tính toán thằng nhóc thối trước mắt này lại muốn chơi trò gì. Lý Trạch Vũ hừ lạnh, ông có việc giấu giếm tôi. Giáo chủ, tôi thề tuyệt đối không hề có bí mật gì giấu giếm cậu. Nam Cung Thạc dựng thẳng ba ngón tay lên. Thôi đi, thứ như lời thề kia đều là lừa gạt, ông đừng có ra trò này với tôi. Lý Trạch Vũ chuyển đề tài nói. Ông thành thật khai báo, 15 tháng này ông tập hợp tất cả thành viên vu giáo ở Bát Quế Thập Vạn Đại Sơn, rốt cuộc có mục đích gì? Giáo chủ, không phải tôi đã nói rồi à, để mỗi thành viên báo lại một vài công trạng năm ngoài, đồng thời mọi người tụ tập một chỗ bồi dưỡng tí tình cảm. Nam Cung Thạc nghiêm túc đáp lại. Mẹ nó, không thành thật. Vù, Lý Trạch Vũ đứng dậy một phát, trong nháy mắt đã tới trước mặt Nam Cung Thạc. Rầm 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 chỉ nghe một tiếng đấm đá lanh lảnh. Sau đó chính là tiếng kêu rên và tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Giáo chủ, đừng đánh nữa sẽ xảy ra án mạng. Có điều sau ba đấm hai đá, khóe mắt đại hộ pháp đã nhanh chóng đen thui với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống ông ta, cho ông thêm một cơ hội, nếu như còn không nói, vậy ông mãi mãi đừng nói nữa. Vừa nói xong, sát ý rét lạnh từ trên người hắn tỏa ra. Nam Cung Thạc khẽ rùng mình. Trong lòng có một trực giác nhắc nhở ông ta, lần này Lý Trạch Vũ thật sự muốn giết người. Tôi nói, thật ra giáo chủ vu giáo chúng tôi, vẫn còn trên cõi đời. Nói nhảm, bản giáo chủ sống rất tốt, sao, ông muốn bản giáo chủ chết? Lý Trạch Vũ cố ý giả ngốc. Nam Cung Thạc lắc đầu nói, giáo chủ,
tôi nói chính là giáo chủ thật sự của Vu giáo chúng tôi, Hướng Dương Thiên. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ lập tức nheo mắt lại. Lúc trước hắn đã từng phỏng đoán, Tư Mã Tam Nương cũng còn sống, như vậy tỷ lệ giáo chủ Hướng Dương Thiên này còn sống rất lớn. Kết quả không ngoài dự đoán của hắn. Nam Cung Thạc chép miệng nói, giáo chủ Hướng dặn dò chúng tôi 15 tháng này tụ tập với nhau, ông ấy muốn chính thức bắt đầu thực hành kế hoạch những năm gần đây. Kế hoạch gì? Lý Trạch Vũ hỏi. Nam Cung Thạc lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Trạch Vũ thì lại bật thốt ra, tôi đoán giáo chủ Hướng muốn. Muốn đoạt quyền. Đoạt quyền gì? Ui, Cẩu Phú Quý bên cạnh hít sâu một hơi, khiếp sợ nói, không phải đoạt hoàng quyền chứ? Nam Cung Thạc nặng nề gật đầu. Cậu chủ, nếu quả thật như vậy, chúng ta nên lập tức thông báo cho lão gia, à không đúng, nên lập tức thông báo cho Long chủ. Phật Tương Vong nhắc nhở, như vậy cậu chủ sẽ lập công lớn. Lý Trạch Vũ không để lời này trong lòng mà hỏi Nam Cung Thạc, bây giờ Hướng Dương Thiên ở đâu? Cái này tôi thật sự không biết. Nam Cung Thạc rụt cổ lại, tội nghiệp bổ sung, cho dù cậu giết tôi cũng không biết giáo chủ Hướng ở đâu. Reng reng reng, nói tới đây, tiếng chuông điện thoại cao cấp trong túi ông A vang lên. Nhận. Vâng, nhận được mệnh lệnh, Nam Cung Thạc không dám nhúc nhích lúc này mới nơm nớp lo sợ lấy điện thoại ra, nhấn mở khóa rồi kết nối. Alo, ông ta lập tức khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng. Nam Cung Thạc, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ. Ồ, là phu nhân. Trong nháy mắt Nam Cung Thạc yên tĩnh lại. Đến nhà họ Ninh một chuyến. Giọng điệu Tư Mã Tam Nương không thể nghi ngờ, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Lý Trạch Vũ nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại. Nhà họ Ninh. Tư Mã Tam Nương và Ninh Mãn Thành lăn lộn cùng nhau, lúc này hắn đã hoài nghi nhà họ Ninh tám phần có vấn đề. Bây giờ xem ra hắn đã nghĩ đúng. Giáo chủ, tôi. Đi thôi, tôi đi chung với ông. Lý Trạch Vũ vẫy tay, dẫn đầu đi về phía cổng. Do dự mãi, Nam Cung Thạc vẫn đứng dậy đi theo. Một nhóm bốn người lên chiếc Hồng Kỳ L5. Giáo chủ, công lực của tôi còn bị ngài phong bế, đợi lát nữa nếu như nhìn thấy phu nhân giáo chủ Hướng, bà ấy chắc chắn sẽ phát hiện khác thường. Nam Cung Thạc biểu đạt ý kiến của mình một cách huyền chuyển, mong Lý Trạch Vũ có thể giải phong ấn trên người ông ta. Bộp bộp bộp, thủ pháp của Lý Trạch Vũ vừa nhanh vừa thuần thục, chỉ điểm đại 7-8 lần, Nam Cung Thạc lập tức cảm thấy công lực của mình khôi phục. Giờ phút này ông ta cảm thấy mình đã đứng lên rồi, lại được rồi. Liếc nhìn Lý Trạch Vũ bên cạnh một cái, ông ta thầm nghĩ nếu như ông ta đánh lén, không biết có thể thành công hay không. Đánh lén Lý Trạch Vũ. Nam Cung Thạc cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ điên cuồng này, dù sao thực lực Lý Trạch Vũ quá yêu nghiệt, ông ta thật sự không dám đánh cược. Lỡ như thất bại giống như lần trước, ông ta thật sự không dám nghĩ tên này sẽ chỉnh chết ông ta thế nào. 20 phút sau. Hồng Kỳ L5 dừng lại cách nhà họ Ninh vài trăm mét, Lý Trạch Vũ để Nam Cung Thạc một mình xuống xe. Giáo chủ, không phải cậu muốn đi cùng tôi à? Nam Cung Thạc như có điều suy nghĩ hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu nói, tôi đổi ý rồi, tự ông đi đi, trở về nhớ báo cáo cho tôi. À cái này, Nam Cung Thạc giật mình. Lúc trước ông ta từ bỏ suy nghĩ đánh lén là bởi vì không nắm chắc, hơn nữa Lý Trạch Vũ còn muốn đi gặp Tư Mã Tam Nương cùng ông ta. Nếu như bắt tay với Tư Mã Tam Nương, có lẽ tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Nhưng mà ông ta vốn không ngờ tới Lý Trạch Vũ sẽ không ra bài như thường lệ, nhanh như vậy đã đổi ý. Còn thất thần làm gì, nhanh xuống xe đi, Cẩu Phú Quý ỷ thế hiếp người. Nếu như không phải Lý Trạch Vũ ở bên cạnh, lấy tính cách đại hộ pháp đã sớm nghìn đao tùng xẻo ông ta. Một lát sau, Nam Cung Thạc một mình xuống xe, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Ninh Phủ. Xoạch. Lý Trạch Vũ trong xe ngậm điếu thuốc, quay đầu, đi. Cậu chủ, chúng ta đi đâu? Cẩu Phú Quý hỏi. Cứ đi một vòng ở gần đây, đừng để lão bất tử ấy phát hiện. Đã hiểu, Cẩu Phú Quý ngầm hiểu trong lòng nổ máy xe. Đợi đến khi xác định Nam Cung Thạc tiến vào Ninh Phủ, Lý Trạch Vũ mới bảo Cẩu Phú Quý dừng lại, hắn một mình xuống xe, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của người hầu, Nam Cung Thạc đi vào trong lầu các của nhà Kề. Tư Mã Tam Nương sớm đã chờ ở phòng khách. Gặp qua phu nhân, Nam Cung Thạc ôm quyền hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Tư Mã Tam Nương khoát tay áo, đang muốn mở miệng thì bỗng phát hiện Nam Cung Thạc mang theo một đôi mắt gấu mèo, không khỏi kinh ngạc hỏi, mắt ông sao vậy?
Ai lúc này Nam Cung Thạc mới nhận ra, dưới tình thế cấp bách nói dối, tối qua lúc tắm không cẩn thận ngã một phát, đôi mắt đập vào trên góc cửa, khiến phu nhân chê cười rồi. Ông là cường giả cảnh giới thiên nhân, tắm còn có thể ngã. Lừa quỷ à? Tư Mã Tam Nương cũng không tin lý do thoái thác này, có điều đối phương không muốn nói bà ta cũng không có ý truy hỏi ngọn nguồn. Dù sao ai mà chẳng có chút bí mật chứ? Tôi hỏi ông có quen một người tên Lý Trạch Vũ không? Tư Mã Tam Nương chăm chú hỏi. Nghe vậy, con mắt Nam Cung Thạc xoay chuyển, hỏi ngược lại, phu nhân, bà biết tên kia? Thấy một màn này, Tư Mã Tam Nương lập tức sáng tỏ, gật đầu nói, gần đây cậu cả nhà họ Lý vang danh thiên hạ, sao tôi lại không biết chứ? Cũng đúng, Nam Cung Thạc hùa theo nói, gọi thằng nhóc kia là kỳ tài đệ nhất thiên hạ cũng không đủ. Nói xong hình như ông ta nghĩ đến cái gì, lập tức chuyển đề tài nói, phu nhân cố ý gọi tôi tới đây để nghe ngóng chuyện của thằng nhóc kia à? Không sai, Tư Mã Tam Nương nói thẳng, ông hiểu bao nhiêu về nội tình thằng nhóc kia? Cái này, thuộc hạ cũng không phải quen thuộc hắn lắm, Nam Cung Thạc húm núm, cũng không nói thật tình hình ra. Tư Mã Tam Nương nheo mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau đó, đi vào đi, Tư Mã Tam Nương chỉ vào phòng sách nói, giáo chủ chờ ông ở bên trong. Cái gì, Nam Cung Thạc lập tức giật mình, từ 19 năm trước sau khi trải qua đại chiến hai phái chính tà, qua nhiều năm như vậy ông ta cũng chỉ gọi điện mấy lần với Hướng Dương Thiên, cũng chưa từng gặp người thật. Nhiều lần ông ta thậm chí hoài nghi Hướng Dương Thiên này có phải là Tư Mã Tam Nương tìm đến giả mạo không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào ông không muốn gặp giáo chủ? Không, tuyệt đối không phải, thuộc hạ ngày đêm trông mong muốn có thể sớm ngày nhìn thấy giáo chủ. Đừng nói nhảm, đi vào đi, Tư Mã Tam Nương thúc giục. Vâng, Nam Cung Thạc sửa sang lại ngoại hình rồi mang theo tâm trạng thấp thỏm mở cửa phòng. Ninh Vũ Cường ngồi trên ghế bành, cả người trông mạnh mẽ chững chạc. Nam Cung Thạc nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy những người khác nữa, ông ta lập tức ngơ ngác. Nam Cung Thạc, Ninh Vũ Cường nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, Nam Cung Thạc lại giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ninh Vũ Cường, giáo. Giáo chủ, thật sự là ngài. Ninh Vũ Cường cười khan một tiếng, sau đó giơ tay chạm một góc ngay má, nhẹ nhàng kéo một cái. C, mặt nạ da người được chế tác tinh xảo bị kéo xuống, một khuôn mặt tóc bạc da mồi ánh vào trong mắt Nam Cung Thạc. Không sai được, thật sự là Hướng Dương Thiên, bịch một tiếng. Nam Cung Thạc quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, Nam Cung Thạc gặp qua giáo chủ. Đại hộ pháp hơi buồn bực. Trong khoảng thời gian này, số lần ông ta quỳ trước mặt người khác còn nhiều hơn 19 năm cộng lại. Trong đó quỳ nhiều nhất hình như là tên tiểu quỷ đáng giận Lý Trạch Vũ này. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Nam Cung Thạc, từ lúc ông gia nhập dưới trướng bản tọa đến nay, bản tọa không đối xử tệ bạc với ông nhỉ. Hướng Dương Thiên ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Giáo chủ có ân nặng như núi với thuộc hạ thề sống hay chết không dám quên. Hướng Dương Thiên hít một hơi thuốc lá, trầm ngâm nói, ông cũng biết bản tọa có ơn nặng như núi với ông, ha ha ha. Vậy vì sao ông phải phản bội bản tọa? À, Nam Cung Thạc khẽ nhếch miệng, nuốt một ngụm nước bọt nói, giáo chủ, thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ngài và phu nhân, tuyệt đối không hài lòng, xin giáo chủ minh xét. Mặc dù mấy năm nay ông ta thật sự có lòng tự lập làm giáo chủ, nhưng cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi, chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Cho nên ông ta tin chắc Hướng Dương Thiên chỉ đang lừa ông ta, không thể nào có chứng cứ. Nhưng mà một khắc sau. Vừa nãy Tam Nương hỏi ông quen biết Lý Trạch Vũ không, câu trả lời của ông là không quen thằng nhóc kia, nhưng mà. Nghe nói lời này, mồ hôi lạnh trên trán Nam Cung Thạc càng nhiều. Gạch dưới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp dập đầu ba cái, Nam Cung Thạc sợ hãi cầu xin tha thứ, giáo chủ, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ, thuộc hạ trúng độc cóc của thằng nhóc kia. Lúc này ông ta nói ra chuyện mình gặp phải, trong đó không quên thêm mắm dặm muối, bảo Lý Trạch Vũ ức hiếp ông ta thế nào, thậm chí ba lần bốn lượt muốn diệt trừ ông ta cho sảng khoái. Hướng Dương Thiên nheo mắt lại, cũng không biết có tin hay không. Nam Cung Thạc sợ hãi quỳ gối, không dám nhúc nhích. Đứng lên đi, cuối cùng giọng điệu Hướng Dương Thiên mềm nhũ, giống như đã tin tưởng ông ta. Đa tạ giáo chủ, Nam Cung Thạc đứng dậu, ngay sau đó bày tỏ lòng trung thành, giáo chủ. Nếu không diệt trừ thằng nhóc kia chắc chắn sẽ trở thành họa lớn cho Vu giáo chúng ta. Không bằng để cho thuộc hạ dẫn thằng nhóc kia tới. Trong lúc nói chuyện,
cổ tay ông ta làm động tác giết chết. Hướng Dương Thiên hừ lạnh nói, ông lo lắng độc cóc trên người, muốn để bản giáo chủ ra tay bắt hắn lại, ép hắn nói ra cách giải độc chứ gì. Giáo chủ anh minh, Nam Cung Thạc biết mình không lừa được đối phương, thế nên hào phóng thừa nhận. Nhưng vừa nãy thuộc hạ đều nói thật, chúng ta không diệt trừ thằng nhóc kia không được. Bầu trời đêm quang đãng bỗng đổ một cơn mưa lớn tầm tã. Bên trong thư phòng nhà họ Ninh, Hướng Dương Thiên hút liên tiếp hai điếu thuốc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nam Cung Thạc cảm thấy người giáo chủ mất tích nhiều năm đang ngồi trước mặt mình đã trở nên thật xa lạ. Ít nhất thì Hướng Dương Thiên ngày trước không hút thuốc lá, còn bây giờ rõ ràng là kẻ nghiện thuốc nặng. Giáo chủ, Nam Cung Thạc rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng, lòng đầy kích động, dò hỏi, ngài cảm thấy đề xuất của thuộc hạ thế nào? Hướng Dương Thiên gõ tàn thuốc, hỏi, lúc ông đi theo tiểu tử kia, ông có phát hiện tên đó có gì bất thường hay không, ví dụ như công pháp mà hắn sử dụng. Hả? Nghe vậy, Nam Cung Thạc bỗng giật mình thon thót. Nhờ có Hướng Dương Thiên nhắc nhở, Nam Cung Thạc mới hồi tưởng lại những lần ông ta giao đấu với Lý Trạch Vũ, đối phương không chỉ có công lực dồi dào mạnh mẽ mà công pháp hắn sử dụng cũng cực kỳ bá đạo. Sau đó, Nam Cung Thạc lại nhớ đến môn Ngự Long thần công mà Lý Trạch Vũ từng dùng để ngụy trang rồi lừa ông ta tới thuộc địa Đại Phật. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thạc càng thêm khẳng định Lý Trạch Vũ đã tu luyện Ngự Long thần công. Tất nhiên là thuộc hạ không biết rõ tiểu tử kia sử dụng công pháp gì, chỉ biết là tên đó có công lực hết sức hùng mạnh, dù có so đấu khí kình thì thuộc hạ cũng không phải đối thủ của hắn. Song, Nam Cung Thạc cũng không nói ra sự thật. Đại trưởng phu há có thể sống dưới chân kẻ khác, đại hộ pháp cũng là người có dã tâm. Cơ nghiệp ông ta phấn đấu gây dựng hơn nửa đời người nhưng lại phải chắp ai dâng cho Hướng Dương Thiên. Nam Cung Thạc hiển nhiên không cam lòng. Dù vậy, ông ta cũng hiểu mình không đọ nổi Hướng Dương Thiên, nhưng nếu giành được Ngự Long thần công thì câu chuyện sẽ khác. Đến lúc ấy, đừng nói là Hướng Dương Thiên, cho dù Hách Liên vô tình từng uy chấn giang hồ hàng chục năm trước sống lại thì đại hộ pháp cũng có lòng tin tuyệt đối rằng ông ta sẽ giết chết đối phương dưới trưởng của mình. Giáo chủ, chỉ bằng hãy để thuộc hạ đưa tiểu tử kia tới đây, khi ấy giáo chủ chỉ cần thăm dò sơ sơ là sẽ biết công pháp của tiểu tử kia thôi mà. Nam Cung Thạc đề nghị. Sau thoáng trầm ngâm, Hướng Dương Thiên gật đầu đồng ý. Nam Cung Thạc mừng rỡ, lập tức lấy ra cái điện thoại người già, định liên lạc với Lý Trạch Vũ. Từ từ đãi, Hướng Dương Thiên đột nhiên vung tay ngăn cản. Nam Cung Thạc chăm chú nhìn lại, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Năm ngày sau là ngày 15, lúc ấy ông hãy dẫn hắn tới Thập Vạn Đại Sơn ở Bát Quế. Hướng Dương Thiên đột ngột thay đổi ý định. So với Ngự Long thần công thì ông ta quan tâm đến kế hoạch lớn của mình hơn. Xét cho cùng, một người dù có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng có tác dụng gì đâu. Trước mặt vô số đạn pháp và thiên quân vạn mã, nó chẳng có nghĩa lý gì. Ca. Chỉ khi nắm quyền lực to lớn trong tay thì mới có thể đàm tiếu chuyện thiên hạ, say sưa nằm trên đùi mỹ nhân. Nam Cung Thạc có chút hụt hẫng trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài, cung kính đáp, vâng, thuộc hạ xin tuân theo mệnh lệnh của giáo chủ. Ông đi trước đi, mấy ngày tới nhớ duy trì liên lạc với Tam Nương mọi nơi mọi lúc. Hướng Dương Thiên bình tĩnh dặn dò, Nam Cung Thạc ôm quyền hành lễ, thuộc hạ xin cáo lui trước. Sau đó từ từ lui khỏi thư phòng. Thấy Nam Cung Thạc ra ngoài, Tư Mã Tam Nương chuẩn bị đích thân đưa ông ra khỏi Ninh Phủ. Khi hai người vừa rời khỏi nhà kề, một bóng đen biến mất trong đêm tối, không thấy tăm hơi đâu nữa. Không chỉ có Tư Mã Tam Nương và Nam Cung Thạc không phát hiện, ngay cả Hướng Dương Thiên bên trong thư phòng cũng chẳng hay biết gì. Người có thể tránh khỏi tai mắt của ba cao thủ hàng đầu không phải Lý Đại Đương gia thì còn có thể là ai nữa. Ở một nơi khác, Nam Cung Thạc treo rời khỏi nhà họ Ninh, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lý Trạch Vũ. Alo, giáo chủ. Nam Cung Thạc kích động nói, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với cậu đang ở đâu? Hiện tại bổn giáo chủ không rảnh. Mấy ngày nữa chúng ta gặp ở Bát Quế rồi ông hãng báo cáo sau. Lúc này, Lý Trạch Vũ đang lên xe Honda L5. Cẩu Phú Quý đạp ga, nghênh ngang lái xe đi. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Phật Tương Vong hỏi. Tiêu Giao Cung. Lý Trạch Vũ vừa cởi chiếc áo khoác ướt đẫm vừa lấy thuốc lá thơm ra ngậm vào miệng. Vừa nãy, sau khi biết Hướng Dương Thiên đã biến thành Ninh Vũ Cường, hắn thực sự rất muốn lộ diện để đấu mấy chiêu với tên giáo chủ thực sự của Vu giáo này. Xem thử có bắt được đối phương hay không. Cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này. Dù sao nơi đó cũng là nhà họ Ninh,
hướng Dương Thiên ra lệnh một tiếng là cả đám người sẽ đến, và lại bên cạnh còn có thêm một cao thủ là Tư Mã Tam. Nương, khả năng tên ba phải Nam Cung Thạc ra tay giúp hắn là rất mong manh. Để nhổ sạch tận gốc Phu Giáo mà không xảy ra chút sai sót nào, hắn quyết định tạm thời không đánh gián động cỏ. Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra, gọi tới Phủ Long Chủ. Alo, tôi là Lý Trạch Vũ, để ông Tô nghe máy ngay đi. Cảnh vệ ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày. Mau lên đi, tôi có chuyện khẩn cấp cần báo với ông Tô, nếu chậm trễ thì anh cẩn thận cái đầu đi. Nghe lời trách móc, cảnh vệ mới rảo bước đi mời Tô Cẩn Hoa. Một lát sau, Tô Cẩn Hoa mặc đồ ngủ cầm điện thoại lên, tiểu tử, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Chú ý đến nhà họ Ninh, Ninh Vũ Cường có lẽ đã chết rồi, Ninh Vũ Cường hiện tại là kẻ giả mạo. Giả mạo, con người của Tô Cẩn Hoa chợt co lại. Ninh Vũ Cường sang năm sẽ lui về tuyến 2, nhưng trước mắt ông ta chưa lui, vẫn đang nắm quân thần sách trong tay. Ngộ nhỡ. Sau khi cúp máy, mí mắt Tô Cẩn Hoa bỗng giật lên, ông vội vàng ra lệnh, báo cho Lão Ninh và Lão Lục, bảo họ lập tức đến phủ tổng quân để họp khẩn cấp. Dõi cảnh vệ lập tức làm y lệnh. Tô Cẩn Hoa không còn buồn ngủ nữa, ông nghĩ ngợi một lát rồi chủ động gọi cho Lý Trạch Vũ. Tiểu tử, sao cậu lại biết Ninh Vũ Cường bị kẻ khác giả mạo? Ông đừng hỏi nhiều làm gì. Có phải người của Vu Giáo hay không? Tô Cẩn Hoa lập tức nghi ngờ đến Vu Giáo. Dù sao khi ấy Tân Chấn cũng là thành viên nòng cốt của Vu Giáo, Ninh Vũ Cường có thể bị người của Vu Giáo mạo danh cũng không phải chuyện lạ. Lý Trạch Vũ thật sự không giấu giếm, nói, đối phương đúng là người của Vu Giáo. Zzz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 z
cậu đã điều tra được bao nhiêu tin tức liên quan đến Vu giáo. Nếu khối u ác này không bị diệt trừ, nó rất có thể sẽ gây hại cho quốc gia và nhân dân, thậm chí còn làm nền móng nước nhà lung lay. Cho tôi thêm 5 ngày, tôi đảm bảo mình có thể nhổ tận gốc đám tà giáo này, ha ha. Nói đến đây, Lý Trạch Vũ cười khan, nói, ông đừng quên trao huân chương Bauhinia là được. Tô Cẩn Hoa cam đoan, cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu có thể lập nên chiến công lớn này, ngoài huân chương Bauhinia, tôi cũng sẽ cho cậu nhậm chức ở phủ tổng quân. Lão già, đừng tơ tưởng tôi nữa. Lý Trạch Vũ bực mình, đã nói rồi mà, con người tôi quen tự do tự tại, không chịu nổi ràng buộc. Hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết, mặc bộ đồng phục kia thì dễ nhưng cởi ra lại vô cùng khó. Nghe vậy, Tô Cẩn Hoa đành cười gượng. Ông cũng nghĩ đến việc nhân cơ hội này để trao cho Lý Trạch Vũ một chức vị nửa chính thức, sau này có chuyện gì phiền hà còn có thể phái hắn đi xử lý. Xem ra tiểu tử này chẳng dễ lừa tí nào. Chuyện này bàn sau nhé. Tô Cẩn Hoa đổi đề tài, trịnh trọng dặn dò, cậu hãy nhớ, nếu cậu cần bất cứ sự trợ giúp nào thì cũng có thể nói ra, nhất định phải tiêu diệt đám ung nhọt Vu giáo. Ok. Lý Trạch Vũ nhìn ra màn mưa đêm ngoài cửa. Đây là lúc phát huy tác dụng của thân phận minh chủ võ lâm. Tiêu Giao Cung. Khi sắc trời vừa chuyển sáng, một chiếc máy bay đáp xuống ở ngoài cổng lớn. Ba người đàn ông xuất hiện ở một tông môn toàn đàn bà con gái, thoạt nhìn có vẻ không ăn nhập cho lắm. Chào sư thúc tổ, chào sư thúc tổ. Dọc đường đi, dù là 40-50 tuổi hay thiếu nữ 16 tuổi, tất cả đều lao nhao lên tiếng chào hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu ra hiệu chào lại, không hề kiêu ngạo chút nào. Ngọc Phượng Hoàng đang ăn cơm, biết tin Lý Trạch Vũ đến đây, bà lập tức sai đệ tử đi lấy thêm mấy bộ bát đũa. Ba người Lý Trạch Vũ cũng không khách sáo làm gì, ngồi xuống bắt đầu ăn uống thỏa thuê. Sư đệ về đây sớm như vậy, chắc là có việc khẩn nhỉ. Ngọc Phượng Hoàng lên tiếng hỏi thăm. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Lý Trạch Vũ cắn bánh bao, vừa nhai vừa đáp, sư tỷ, một lát nữa tỷ hãy truyền lệnh thay đệ. Gọi trưởng môn các phái đưa theo các đệ tử tinh nhuệ nhất của bọn họ đến tụ họp ở đây. Nghe vậy, Ngọc Phượng Hoàng biến sắc, xảy ra chuyện lớn à? Cũng không phải việc lớn đâu. Lý Trạch Vũ húp một hớp cháo, nói tiếp, đệ đang định đưa mọi người đi diệt trừ đám dư nghiệt Vu giáo mà thôi. Nghe xong, Ngọc Phượng Hoàng hít sâu một hơi. Ngay cả chuyện diệt trừ Vu giáo cũng không được xem là việc lớn thì còn việc gì lớn nữa. Sự việc vô cùng quan trọng. Ngọc Phượng Hoàng đích thân liên hệ với các trưởng môn phái lớn. Bạch Tố Y liếc nhìn Lý Trạch Vũ, có chút do dự, không đi theo sư phụ. Có việc à? Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi. Bạch Tố Y chép miệng, ra vẻ muốn nói lại thôi.
Lý Trạch Vũ đặt bát đũa xuống rồi dục, có việc thì nói đi, thời gian của tôi quý giá lắm. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong có năng lực nhìn mắt đoán ý rất đỉnh, bọn họ bưng bát đũa ra ngoài, để lại không gian cho hai người kia. Lúc này Bạch Tố Y mới mở miệng nói, cô Trần Thanh Tuyết kia thực sự là vị hôn thê của anh à? Đúng vậy. Lý Trạch Vũ thẳng thắn thừa nhận. Vậy anh? Bạch Tố Y nhíu mày, nói, sao anh còn trêu ghẹo tôi? Này này này, dừng. Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời, phỉ báng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé, tôi trêu ghẹo cô lúc nào? Chẳng lẽ là không? Bạch Tố Y ngơ ngác. Nghĩ kỹ lại thì Lý Trạch Vũ thực sự chưa từng chủ động, hình như trước nay cô đều là bên chủ động. Trong lúc nghĩ ngợi, gương mặt Bạch Tố Y dần đỏ ửng lên. Lý Trạch Vũ không muốn tiếp tục đề tài này, vì vậy hẳn chuyển sang chuyện khác, đúng rồi, tôi muốn hỏi cô chuyện này. À, Bạch Tố Y tỏ vẻ ngờ vực. Cô biết bao nhiêu về đảo Thiên Đường, còn nữa, cô có quen Cung Nghê Thường không? Đó là cô gái tự cho mình là đúng. Nghe thấy ba chữ Cung Nghê Thường, ánh mắt Bạch Tố Y tỏ rõ thái độ khinh thường. Thôi được rồi, Lý Trạch Vũ lại một lần nữa cắt lời. Hắn phát hiện sư điệt này có thành kiến rất sâu sắc với Cung Nghê Thành, chắc là không dò hỏi được tin tức gì từ đối phương đâu. Cơ mà không sao hết, hắn có một ứng cử viên phù hợp hơn. Mộc Hằng Sinh, chất độc giang hồ Bách Hiểu Sinh chắc sẽ tái phát nhanh thôi. Vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Điện thoại của Lý Trạch Vũ rung chuông, quả nhiên là Mộc Hằng Sinh gọi. Lý Minh Chủ, ngài ở đâu vậy? SSS. Mộc Hằng Sinh vừa gọi điện vừa gãi ngứa. Lý Trạch Vũ cười khà khà, đáp, bổn Minh Chủ đang ở Tiêu Giao Cung. Thật sao, tôi tới đó ngay đây. Mộc Hằng Sinh hiện đang ở trong địa giới Tây Cương, cách Tiêu Giao Cung không xa lắm. Phái Không Động. Trưởng môn Hồ Nhất Phong vừa cúp điện thoại đã muốn hạ lệnh triệu tập tất cả đệ tử tinh anh. Nhưng, đại trưởng lão Vu Thanh Thủy lại lên tiếng cắt ngang, trưởng môn từ từ đãi. Sao thế? Hồ Nhất Phong kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu. Vu Thanh Thủy nhíu mày thật chặt, hỏi, Hưởng Môn nghĩ kỹ đi, trong trận chiến với Vu Giáo vào mười mấy năm trước, Phái Không Động chúng ta đã gặp phải tổn thất nhiều như thế nào? À! Hồ Nhất Phong điếng hồn, sửng sốt hỏi, ý ông là? Vu Thanh Thủy nhếch mép nở nụ cười giả tạo, lần này các phái lớn đều huy động các đệ tử tinh nhuệ, khi ấy bọn họ chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề, còn Phái Không Động ta lại bảo toàn được lực lượng. Ha ha. Tuy lão ta không nói tiếp nhưng Hồ Nhất Phong vẫn hiểu ý. Đục nước béo cờ, bảo toàn lực lượng. Đến lúc ấy, Phái Không Động không chừng lại có cơ hội trở thành thánh địa mới của giới võ lâm cũng nên. Lão Vu, có phải ông? Hồ Nhất Phong cười giả lả, lập tức tiếp nhận ý kiến kia. Phái Hoa Sơn. Người đâu, triệu tập đám đệ tử mà Kiếm Các mới thu nhận trong năm nay lại. Lệnh Hồ Bác ra lệnh. Sư phụ. Những đệ tử kia học nghệ chưa tinh, dẫn bọn chúng đi đối phó với Vu Giáo rõ là dồn bọn chúng vào chỗ chết. Một thiếu nữ lập tức lên tiếng ngăn cản. Lệnh Hồ Bác lờ đi, nói ra một câu đầy thâm ý, Linh San à, có nhiều chuyện con chưa hiểu được đâu, sau này con sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của vi sư thôi. Sư phụ, nhưng mà, đủ rồi, Lệnh Hồ Bác ngắt lời, vi sư tự có tính toán, con đừng nhiều lời nữa. Chỉ cần Phái Hoa Sơn bảo toàn được sức mạnh, nhất định sẽ trở thành thánh địa mới của võ lâm. Sáng hôm sau, các phái lớn trong võ lâm lục tục chạy tới Tiêu Giao Cung. Lý Trạch Vũ ngồi ở vị trí chủ chốt, hình như tâm trạng đang khá xấu. Trưởng môn các phái đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Trạch Vũ không nổi giận, vẫn giữ vững vẻ uy nghiêm, cất tiếng, phiền các trưởng môn ở bên dưới được tôi gọi tên đứng lên một chút. Hồ Nhất Phong. Có. Hồ Nhất Phong sang sảng đáp lời. Lệnh Hồ Bác. Có mặt. Lệnh Hồ Bác cũng đáp lại. Rất nhanh sau đó, sau mỗi tiếng điểm danh của Lý Trạch Vũ, trưởng môn 7, 8 môn phái lần lượt đứng lên. Lý Minh Chủ, cậu có nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho chúng tôi à? Trưởng môn La Thiệu Vân của phái Điểm Thương mở miệng hỏi. Lý Trạch Vũ đứng dậy, đi vào trung tâm, sau đó trừng mắt nhìn những người xung quanh một lượt, hừ lanh, bổn Minh Chủ hiện đang nghi ngờ các người cấu kết với Vu Giáo. Nói ra không làm người ta sợ hãi thì tới chết mới hết. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt. Lý Minh Chủ, cậu đừng nghĩ oan cho tôi. Lệnh Hồ Bác cuống quýt giải thích, tôi không biết mấy người này có cấu kết với Vu Giáo hay không, nhưng tôi dám thề với trời, Phái Hoa Sơn chúng tôi không đội trời chung với việc ác. Trưởng môn Lệnh Hồ có gì đây?
La Thiệu Vân lập tức đáp lại bằng thái độ bất mãn, phái điểm thương chúng ôi xưa nay luôn là danh môn chính phái, làm sao có thể làm những việc khiến người người phẫn nộ được. Lệnh Hồ Bác hừ lạnh, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết La trưởng môn có bị làm mờ mắt hay không. Lệnh Hồ Bác, La Thiệu Vân tức đến mức râu ria cũng dựng đứng lên. Hai vị, hai người bớt nói mấy câu đi. Hồ Nhất Phong lên tiếng khuyên giải. Ai cũng biết phái điểm thương và phái Hoa Sơn bất hòa, vì vậy mọi người đều không thèm quan tâm đến việc bọn họ đối chọi gay gắt với nhau. Sau đó, Hồ Phất Phong tỏ vẻ bất mãn, nói, Lý Minh Chủ, cơm ăn linh tỉnh được còn nói bậy thì không? Cậu có bằng chứng gì mà nghi ngờ bọn tôi cấu kết với tà giáo? Chỉ bằng việc bổn Minh Chủ bảo các người đưa đệ tử tinh anh đến đây tập hợp, đồng tâm hiệp lực diệt trừ tà giáo nhưng các người lại dẫn theo một đám bèo nhèo không ra gì. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa làm bộ đau khổ xót xa. Mẹ kiếp, các người muốn đi tiêu diệt tà giáo thật sao? Ông đây còn cho rằng mấy người muốn cống người cho tà giáo ấy chứ? Đối mặt với sự chỉ trích từ Lý Trạch Vũ, La Thiệu Vân, Hồ Nhất Phong và những người khác lập tức cảm thấy xấu hổ. Chỉ có Lệnh Hồ Bác vẫn còn vịt chết già mồm, nói, Lý Minh Chủ, những người lần này tôi mang đến đều là đệ tử ưu tú của phái Hoa Sơn kiếm các chúng tôi. Sao trong miệng anh lại trở thành mấy thứ vớ vẩn rồi? Nghe vậy, Cẩu Phù Quý và Vật Tương Vong cùng ném ánh mắt đồng cảm về phía Lệnh Hồ Bác. Ánh mắt đó dường như đang nói, ô, ông sắp xong rồi. Tuy nhiên, Lệnh Hồ Bác hoàn toàn không để ý, trái lại càng nói, ông ta càng trở nên kích động. Trong trận chiến với Vu giáo hơn 10 năm trước, phái Hoa Sơn của tôi đã giết chết 3 trưởng lão và 2 chấp sự nhưng sau đó chỉ có 7 trong số 16 đệ tử dưới trướng của tôi trở lại. Ai còn dám chất vấn phái Hoa Sơn của tôi chứ? Ông nói như thế nghĩa là tôi trách nhầm Lệnh Hồ trưởng môn à? Lý Trạch Vũ trêu tức cười một tiếng. Không dám, Lý Minh Chủ chỉ mới nổi lên trên giang hồ gần đây, có lẽ cậu không biết nhiều về mối quan hệ giữa võ lâm chính đạo chúng tôi và Vu giáo. Lệnh Hồ Bác khẽ gật đầu, có vẻ hơi đắc ý. Theo hắn thấy đây là Minh Chủ võ lâm đang cúi đầu trước hắn. Lúc này, La Thiệu Vân cũng hét lớn. Lý Minh Chủ, trong trận chiến với Vu giáo, phái điểm thương của tôi cũng bị tổn thất nặng nề, nếu anh không tin thì có thể hỏi mọi người ở đây. Theo lời anh nói thì như thể phái không động của tôi đã không có ai chết ngay từ đầu vậy. Hồ Nhất Phong nhướng mày, duỗi tay chỉ vào đám người, hồi đó trong mỗi một môn phái ở đây, có môn phái nào không dùng sức mạnh của toàn bộ môn phái để đối phó với Vu giáo chứ? Trong chốc lát, tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. Lệnh Hồ trưởng môn, La trưởng môn. Lý Trạch Vũ đảo mắt qua đám người một cái, nói, lúc trước là do bổn Minh Chủ nói nhầm, các vị đừng để trong lòng. Lệnh Hồ Bác và những người khác vừa định lên tiếng. Thì lại nghe thấy Lý Trạch Vũ nói thêm, nếu mấy người các người đã nói đệ ử các người mang theo đều là tinh anh thì trận đầu tiên lần này sẽ giao cho các người. Ha! La Thiệu Vân nhếch nhẹ môi. Khóe miệng Lệnh Hồ Bác khẽ giật giật. Sắc mặt Hồ Nhất Phong và những người còn lại đều biến sắc. Trận đầu này rất quan trọng giống như trên chiến trường, đội hình đầu tiên phải đánh lấy đà trước, những trận sau mới có thể đánh thẳng tới. Nhưng họ đều hiểu rõ, những đệ tử họ mang theo đều chỉ là những đệ tử bình thường nhất của môn phái, nếu đối đầu trận đầu với những người của Vu giáo, chắc chắn sẽ bị chém nhừ giống như quả dưa hấu. Lý Minh Chủ, cái này, cái này. Cái này cái rắm ấy. Lệnh Hồ Bác sững sờ, Lý Trạch Vũ ngang ngược ngắt lời. Không phải ông nói những đệ tử mang theo đều là đệ tử tinh nhuệ sao, vậy thì để mọi người xem đệ ử của ông có trình độ thế nào. Sắc mặt La Thiệu Vân khó chịu như ăn phải ruồi. Nếu bị người khác biết người hắn mình không phải đệ tử ưu tú nên không thể đánh trận thứ nhất hay thì bọn họ chính là tội nhân của võ lâm chính đạo mất. Lý Minh Chủ, tất cả đệ tử chúng ta mang theo đều là đệ tử ưu tú vậy nên cần giữ lại cho trận đấu then chốt chứ. Đúng vậy, kẻ mạnh thường là người xuất hiện cuối cùng. Chúng ta không đánh trận đầu này được đâu. Mọi người lao nhao nói ý kiến của mình, và dù sao họ cũng từ chối nhận nhiệm vụ này. Câm miệng hết đi. Đúng lúc này, đạo sĩ Vân Trung đột nhiên lên tiếng. Đối mặt với Túc Lão Đạo Môn, mọi người ở đây đều phải cho chút thể diện. Đám người lại rơi vào im lặng. Chỉ thấy đạo sĩ Vân Trung giơ cái phất trần trong tay chỉ vào mấy người Lệnh Hồ Bác đang đứng lên, Vu giáo đã làm rất nhiều chuyện ác, ai cũng đáng bị trừng phạt. Năm đó các sư phụ sư thúc của mấy người không chút do dự hy sinh tính mạng để trả lại sự yên bình cho võ lâm, giờ nhìn lại các người. Các người có thể lừa gạt được người khác, còn có thể lừa gạt được chính mình sao?
về phần những đệ tử các người mang tới, thậm chí bọn họ còn không thể cầm kiếm cho vững, nói mình là đệ tử ưu tú trong môn phái mà không cảm thấy xấu hổ à. Lão Phu còn cảm thấy ngượng thay các người. Đạo sĩ Vân Trung càng nói càng thấy phẫn nộ. A-di-đà Phật. Hòa thượng Tố Nhân đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, diệt trừ tà giáo là sứ mệnh không thể trốn tránh của thế hệ chúng ta, và các võ sĩ đồng đạo nên đồng tâm hiệp lực với nhô. Ngọc Phượng Hoàng cũng quở trách theo, nếu các người vì ích kỷ mà làm hại toàn bộ võ lâm chính đạo thì chắc chắn sẽ bị thế hệ đời sau phỉ nhổi. Các túc lão của Tam Đại Thánh Địa đều bày tỏ thái độ của mình, những người đứng đầu các phe phái khác nhau ngồi đều đưa ánh mắt khinh miệt về phía lệnh. Hồ Bác và những người khác. Tống Thành Công càng phẫn nộ nói, Tống Mỗ cũng thấy xấu hổ khi đứng cùng các NHTL. Lệnh Hồ Bác, La Thiệu Vân và những người khác lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Hồ Mỗ sai rồi. Mặt Hồ Nhất Phong lộ vẻ hổ thẹn, Hồ Mỗ sẽ lập tức yêu cầu các đệ tử tinh nhuệ của phái không động của tôi tới, hãy để Hồ Mỗ đánh trận chiến đầu tiên để bù đắp cho những sai lầm trước đây của Hồ Mỗ. Ngay sau đó, La Thiệu Vân cũng tỏ thái độ nói, để các vị chê cười rồi. Trận đầu này để phái Điểm Thương đánh đi. Để phái Côn Lôn của tôi đi. Để hội Hồng Hoa đánh. Mấy vị trưởng môn ích kỷ đều lần lượt thừa nhận sai lầm của họ. Chỉ có lệnh Hồ Bác vẫn còn sững sờ. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía ông ta. Các người nhìn tôi làm gì? Người tôi mang tới đều là đệ tử tinh anh của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Bác kiên quyết không chịu thừa nhận. Tất cả mọi người không khỏi cau mày. La Thiệu Vân khinh thường nói. Đại trưởng phu dám làm dám nhận, chắc lệnh Hồ Bác không phải đàn ông nhỉ. La Thiệu Vân, anh đang nói cái gì? Sắc mặt lệnh Hồ Bác trầm xuống. La Thiệu Vân giễu cợt, anh dám để những thứ vớ vẩn mà anh mang đến thể hiện cho mọi người xem bọn họ có phải là đệ tử tinh nhuệ của phái Hoa Sơn các anh không? Muốn thử thì thử đi. Lệnh Hồ Bác không cần chút thể diện cuối cùng này. Trong lòng ông ta tự nhủ, cho dù hôm nay ông ta có xấu hổ thế nào, ông ta cũng phải chịu đựng. Cũng sẽ không bao giờ mang đệ tử xuất sắc của mình tới đây. Chỉ cần cuộc chiến giữa thiện và ác kết thúc, phái Hoa Sơn của ông ta chắc chắn sẽ là môn phái mạnh nhất, lúc đó ai dám nói nửa chứ không với ông ta chứ. Chịu đựng, chắc chắn phải chịu đựng. Đủ rồi. Lý Trạch Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng xua tay nói, bổn minh chủ đã quyết định để cho phái Hoa Sơn rút khỏi trận chiến tiêu diệt Vu giáo. Cái gì? Tất cả mọi người đều bối rối. Cũng không biết trong bầu của Lý Trạch Vũ muốn làm gì. Lệnh Hồ Bác hoàn toàn không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Tốt hơn hết là đừng tham chiến, dù sao cũng có thể tiết kiệm thêm sức lực. Lý Minh Chủ, anh có chắc là sẽ không để cho phái Hoa Sơn của tôi tham gia trận chiến không? Lệnh Hồ Bác xác nhận lại lần nữa. Lý Trạch Vũ gật đầu nói, đúng vậy, bổn Minh Chủ chướng mắt mấy thứ vớ vẩn của phái Hoa Sơn các người, xin hãy lập tức đưa người rời khỏi đây. Tốt, tốt, tốt. Trong lòng lệnh Hồ Bác thầm vui mừng nhưng trên mặt lại giả vờ phẫn nộ. Nếu Lý Minh Chủ đã chướng mắt phái Hoa Sơn chúng tôi, vậy tôi sẽ không xấu hổ mà ở lại nữa. Nói xong, ông ta trực tiếp bỏ đi. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, không hiểu quyết định này của Lý Quân Dạ là có ý gì. Lý Minh Chủ. Tống Thành Công đứng dậy, ôm quyền nói, lệnh Hồ Bác là loại người tham sống sợ chết, chúng tôi xấu hổ không muốn làm bạn với ông ta nhưng... Sau trận chiến này, phái Hoa Sơn vẫn giữ được thực lực của mình thì rất có thể sẽ trở thành Thái Sơn bắt đầu mới của võ lâm, chúng tôi không muốn may áo cưới cho người khác đâu. Phép ẩn dụ cho việc làm việc chăm chỉ nhưng người khác lại hưởng thành quả. Anh Tống, yên tâm đi. Lý Trạch Vũ lộ ra vẻ giễu cợt mang ý vị sâu xa. Không lâu nữa thôi, lệnh Hồ Bác sẽ quay lại và cầu xin chúng ta như một con chó. Khâm Châu. Trở lại nơi này sau một thời gian dài. Tâm trạng của Hướng Dương Thiên có hơi phức tạp. Chính tại đây, ông ta đã biến Vu giáo trở thành thế lực số một, ai nghe thấy tên cũng đều biến sắc, và chính tại đây, ông ta đã bị bao vây bởi hơn 10 cường giả, suýt nữa mất mạng ở nơi này. Bổn tọa đã ngã một lần ở đây thì cũng sẽ đứng lên ở chính chỗ này. Giọng nói của Hướng Dương Thiên không lớn nhưng lại vô cùng kiên định và tự tin. Tư Mã Tam Nương phía sau ông ta dùng vẻ mặt dịu dàng nói, em tin anh. Hướng Dương Thiên và Tư Mã Tam Nương ôm nhau thật chặt, ông ta nhẹ giọng hỏi, em đã liên lạc với Nam Cung Thạc chưa? Liên lạc rồi, ông ta sắp đến rồi. Giáo chủ, phu nhân. Trước khi Tư Mã Tam Nương kịp trả lời xong, giọng nói của Nam Cung Thạc đã truyền đến. Hướng Dương Thiên lập tức đẩy Tư Mã Tam Nương ra,
trên khuôn mặt già nua có vẻ hơi xấu hổ. Giáo chủ, Nam Cung Thạc không biết mình đã quấy rầy việc làm tốt của người khác, vì... Vậy ông ta vội vàng bước lên phía trước, siết chặt nắm đấm, tôi đã thông báo cho chủ của thập điện và tả hữu sử, bọn họ sẽ đến trước khi mặt trời lặn. Hiểu rồi, Hướng Dương Thiên có chút không kiên nhẫn trả lời. Nam Cung Thạc gãi gãi cổ nói, đợi lát nữa những tên đó chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo chủ, ha ha ha. Cổ ông bị làm sao vậy? Hướng Dương Thiên ngắt lời hỏi. Nam Cung Thạc có vài vết xước rõ ràng trên cổ, vừa nói vừa gãi, giáo chủ, có lẽ cóc độc trong cơ thể thuộc hạ sắp phát tác. Ông không biết vận công trấn áp à? Vô dụng thôi ngài. Nam Cung Thạc vô cùng chán nản. Trong hai ngày qua, những chỗ ngứa trên cơ thể ông ta càng ngày càng nhiều hơn. Mà ông ta có nội lực hùng hậu cũng không thể nào ngăn chặn độc tố phát tác. Bổn tòa, Hướng Dương Thiên muốn nói thì dừng lại. Nam Cung Thạc sững sờ, giáo chủ muốn nói cái gì? Không có gì, ông đi ra ngoài chờ bọn họ trước, đừng quấy rầy bổn tòa tính tui. Vâng. Nam Cung Thạc ngượng ngùng lui ra ngoài. Lúc này Tư Mã Tam Nương mới lên tiếng, vừa rồi anh muốn nói cái gì? Than ôi! Hướng Dương Thiên thở dài. Trong khi đó, Nam Cung Thạc vừa mới rời khỏi thạch thất, đột nhiên nhớ tới vẫn còn một số chuyện vụn vặt mà ông ta vẫn chưa hỏi Hướng Dương Thiên, vì vậy ông ta xoay người đi lại nhưng vừa bước tới bên ngoài thạch thất thì lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hướng Dương Thiên và Tư Mã Tam Nương. Hướng Dương Thiên, anh đã cố ý đi kiểm tra mấy quyển sách y học cổ, mới biết được độc của cóc băng hoàn toàn không có thuốc chữa. Tư Mã Tam Nương, chẳng lẽ là Nam Cung Thạc chỉ có thể chờ chết sao? Hướng Dương Thiên, đúng vậy, hắn không còn sống được mấy ngày. Tư Mã Tam Nương, Nam Cung Thạc vẫn luôn trung thành với anh, thật đáng tiếc. Hướng Dương Thiên, trong mắt bổn tọa ông ta chỉ là một con chó mà thôi, không có con chó này, bổn tọa có thể nuôi thêm rất nhiều con khác, không có gì đáng tiếc cả. Nghe được lời này, Nam Cung Thạc đã mấy lần chào hỏi tổ tông 18 đời nhà Hướng Dương Thiên rồi. Những năm qua bản hộ pháp đã dốc lòng vì Vu giáo, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Lão cho Hướng Dương Thiên này thực sự không xứng đáng. Lẽ nào ông ta chỉ có thể chờ chết sao? Không. Còn có một người nữa nhất định có thể cứu ông ta. Trong đầu Nam Cung Thạc lập tức nghĩ đến Lý Minh Chủ. Nghĩ vậy ông ta thận trọng xoay người rời khỏi, bước nhanh ra khỏi ngục tối. Quan sát xung quanh không phát hiện còn ai khác, Nam Cung Thạc đi tới dưới gốc cây cổ thụ, nhanh chóng lấy chiếc máy Nokia cũ kỹ của mình ra, thuần thục bấm số mà mình đã thuộc lầu từ lâu. Tiểu Nam à! Giáo chủ! Nam Cung Thạc chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói của Lý Trạch Vũ lại hay như vậy, có thể so sánh với tiếng trời luôn ấy. Chuẩn bị thế nào rồi? Giáo chủ của ông đã xuất hiện chưa? Giáo chủ, trong lòng Tiểu Nam chỉ có một giáo chủ là ngài thôi, lão chó đó không xứng. Em, Lý Trạch Vũ ở đầu bên kia điện thoại sững sờ. Rõ ràng hắn không ngờ Nam Cung Thạc lại nói ra những lời rủa ghê tởm và buồn nôn như vậy, làm hắn không thể hiểu nổi ngay được. Khụ khụ, Lý Trạch Vũ hăng giọng nói, Tiểu Nam, ông có tấm lòng như vậy bổn giáo chủ thấy rất hài lòng. Nam Cung Thạc chửi thề nói, tôi thề, kiếp này tôi sẽ chỉ trung thành với giáo chủ, nếu tôi hài lòng sẽ không được chết tử tế. Giáo chủ, độc cóc trong cơ thể tôi cũng sắp phát tác rồi. Nghe thấy lời này, Lý Trạch Vũ chợt nhận ra. Chẳng trách thái độ của tên Nam Cung Thạc cỏ đầu tường này lại thay đổi nhiều như vậy, hóa ra ông ta muốn có thuốc giải. Cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều đó. Đừng lo, bổn giáo chủ đã chuẩn bị thuốc giải rồi, sau khi chuyện quan trọng của tôi hoàn thành thì sẽ giúp ông giải độc, chẳng qua là. Lý Trạch Vũ dừng một chút, bây giờ ông phải thay bản giáo chủ làm một chuyện. Giáo chủ chỉ cần phân phó thôi, thuộc hạ nguyện làm hết mình. Nam Cung Thạc đáp lời cực kỳ sảng khoái. Nếu không phải vì hiểu rõ bản chất của lão già này thì có lẽ Lý Trạch Vũ đã bị ông ta lừa rồi. Bây giờ ông huy động người của Vu giáo các ông đi bao vây phái Hoa Sơn cho tôi. Chỉ vậy thôi sao? Nam Cung Thạc cho rằng là chuyện gì lớn lao lắm. Nhưng ông nhớ kỹ, ông chỉ cần bao vây thôi mà không giết ai, dù dọa nhưng không được lơ là phái Hoa Sơn. Thuộc hạ đã hiểu, đi thôi, sau khi Lý Trạch Vũ nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Nụ cười trên mặt Nam Cung Thạc lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ tàn nhẫn. Từ trước đến nay, ông ta luôn là một vị vương giả cao cao tại thượng, và ông A chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chật vật và bị hai người sai bảo như chó như thế. Một ngày nào đó,
ta nhất định sẽ khiến hai người Hướng Dương Thiên và Lý Trạch Vũ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nam Cung Thạc thầm thề trong lòng. Đúng lúc này, vài chiếc xe thương vụ từ dưới chân núi lái lên. Nam Cung Thạc không cần phải đoán cũng biết, nhất định là Thập Đại Điện Chủ và Tả Hữu Sử. Quả nhiên, Đại Hộ Pháp, Đại Hộ Pháp. Trong xe có 12 người, tất cả đều có tư thế hiên ngang, thoạt nhìn không phải người bình thường. Nam Cung Thạc lập tức biến thành dáng vẻ cao cao tại thượng, bình tĩnh nói, đầu tới rồi, vừa hay, các người đi theo bổn hộ pháp làm chuyện này. Mặc dù ông ta không biết vì sao Lý Trạch Vũ lại bảo ông ta vây khốn phái Hoa Sơn nhưng ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Cung. Lý Trạch Vũ tập hợp tất cả đệ tử của các môn phái lớn lại với nhau, ước chừng mấy ngàn người. Lý Minh Chủ, bây giờ chúng ta xuất phát sao? Tống Thành Công lớn tiếng hỏi. Không vội. Lý Trạch Vũ lắc đầu, mỉm cười nói, trước khi đi chúng ta hãy xử lý một số kẻ phản bội đã. Kẻ phản bội. Hai chữ này là điều cấm kỵ trong đạo. Mọi người đều không biết tại sao Lý Trạch Vũ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Lý Minh Chủ, ai là kẻ phản bội? Sư Thái Diệt Tình hỏi. Lý Trạch Vũ liếc nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tề Tiên Nhi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn Tề Tiên Nhi. Sư Thái Diệt Tình, lúc đầu tôi đã nói rằng yêu nữ này không thể giữ lại. Đó chắc chắn là yêu nữ tặc tâm bất tử và tiết lộ thông tin chúng ta sẽ đối phó với Vu giáo ra ngoài. Đám đông bàn tán liên tục. Tôi không có, mấy người nói nhảm nhí. Tề Tiên Nhi cắn môi đỏ, đột nhiên cảm thấy trăm miệng cũng khó cãi. Lý Trạch Vũ thấy có hiểu lầm, vội vàng xua tay. Đừng hiểu lầm tôi, bổn minh chủ chỉ nghĩ rằng cô Tề xinh đẹp nên nhìn thêm mấy lần thôi. Đầu tiên, Lý Trạch Vũ bình tĩnh thông báo trong số những người ở đây có kẻ phản bội, sau đó lại chuyển mắt nhìn Tề Tiên Nhi chằm chằm. Thân phận của Tề Tiên Nhi vốn rất nhạy cảm, nên tất nhiên những người khác lập tức liên tưởng tới ngay. Lúc này, Tề Tiên Nhi thầm tiếc hận vì đã không học được tuyệt chiêu cửu âm bạch cốt trảo của phái Nga Mi, chứ không thì kiểu gì cũng sẽ xông tới cào nát bản mặt Lý Trạch Vũ. Muốn nhìn bổn cô nương đây cũng được thôi, nhưng sao không bí ẩn một chút? Dù muốn nhìn một cách quang minh chính đại thì cũng phải biết lựa thời cơ chứ. Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tề Tiên Nhi, Lý Đại Đương gia chỉ đành giả vờ như không nhìn thấy, thong thả nói, kẻ phản bội mà tôi nhắc đến là người khác, hơn nữa không chỉ một người thôi đâu. Câu nói này của hắn khiến toàn trường tức khắc nổ tung. Lý Minh Chủ à, không thể tùy tiện nói đùa kiểu đó đâu. Tống Thành Công lo lắng nhắc nhở. Phải biết những người được phép tới đây hôm nay đều là những đệ tử tinh anh của các phái, lòng trung thành của họ với tông môn đã được khảo nghiệm rất nhiều lần. Giờ Lý Trạch Vũ lại đột ngột tuyên bố như vậy, lòng quân tức khắc lung lay. Lý Minh Chủ bảo trong số mấy người bọn ta có kẻ phản bội, thế xin hỏi có bằng chứng xác thực nào không? Một chàng trai trẻ chợt mở miệng chất vấn. Lý Trạch Vũ híp mắt, chỉ tay vào anh ta, nói lớn, cậu tới đây, đúng, là cậu đó. Mau qua đây, lẹ lên. Cậu thanh niên kia vội nhấc chân chạy lại gần. Cậu tên gì? Ngưu Nhị. Bốp bốp bốp. Vừa dứt câu, Ngưu Nhị đã bị Lý Trạch Vũ quăng cho vài cái bạt tai. Hu hu hu, sao Minh Chủ võ lâm lại tự tiện đánh người như vậy? Ngưu Nhị ôm mặt khóc lóc. Lý Trạch Vũ trợn mắt xem thường, tiện thể trách mắng một phen, nếu bổn Minh Chủ không có bằng chứng thì liệu có dám đứng đây ăn nói lung tung không? Cậu có mang theo não không thế? Ngưu Nhị bị dọa tới cứng họng. Nhất thời không biết trả lời ra sao mới phải. Vì quả thật, trong trường hợp trang trọng như vậy, nhất định Lý Trạch Vũ đã sở hữu được bằng chứng cực kỳ thuyết phục trong tay nên mới dám tự tin thốt ra những lời đó. Lý Minh Chủ đừng câu bọn tôi nữa, mau nói ra ai là kẻ phản bội đi. Hồ Nhất Phong không kiềm được, sốt ruột nói. Các thành viên của Vu giáo đều có một hình xăm hoa mai ngay vai trái, những người bên dưới hay thay phiên kiểm tra cơ thể lẫn nhau, nếu phát hiện điều gì bất thường thì báo cáo lại ngay. Khụ khụ, mà tính ra nơi này cũng có không ít phụ nữ, hay là thế này. Lý Trạch Vũ chỉ ai vào cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đứng bên cạnh mình, hai người này là âm phúc của tôi, nhân phẩm của họ tuyệt đối không chê vào đâu được, chỉ bằng để họ kiểm tra các nữ đệ tử đi. Thiếu gia, tuy không nói ra, nhưng xin ghi tạc trong lòng. Thiếu gia, sau này ngài bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không dám rẽ hướng tây. Cậu Phú Quý cùng Vật Tương Vong cảm động đến rơi nước mắt. Sư đệ à, đệ bớt giỡn lại đi. Ngọc Phượng Hoàng vội ngăn cản, rồi nói, đệ tử Tiêu Giao Cung nghe lệnh,
mau tự kiểm tra bản thân. Sư Thái Diệt Tình cũng là lắc đầu cười khổ, bảo, trong phái Nga Mi không có kẻ phản bội. Lúc trước, khi điều tra ra sự việc về Tề Tiên Nhi, bà ấy lập tức sai người đi kiểm tra một lượt. Một lát sau, mẹ kiếp, trên vai Lâm Hữu Tam có hình xăm hoa mèo Vương Đại Hải, hóa ra anh lại là kẻ phản bội. Hoàng Hữu Lượng là kẻ phản bội. Ngày càng có nhiều người bị phát hiện trên vai trái có xăm hình hoa mãi, tính xương xương cũng phải gần trăm người. Phải nhớ rằng số đệ tử có mặt tại đây hôm nay cùng lắm chỉ hơn 1000 người, tức là cứ mỗi 10 người thì lại có một rối trẻ con của Vu giáo. Nếu không đi trước một bước, bắt nhốt hết bọn họ, vậy sau này sẽ đưa tới hậu quả gì, Lý Trạch Vũ cũng không dám nghĩ. Tôi thích hoa mai nên mới xăm một đóa thôi mà, dựa vào đâu lại bảo tôi là kẻ phản bội. Đúng thế, bớt hoa mai này có từ lúc tôi vừa sinh ra rồi, tôi thật sự không phải thành viên Vu giáo. Tên minh chủ thối tha này dám đổ oan cho tôi. Những tên rối trẻ con bị vạch trần thân phận kia tức khắc để lộ vẻ căm phẫn, cố hết sức giả vờ như mình vô tội lắm. Nhưng Lý Trạch Vũ không cho họ cơ hội giở trò, lập tức phung tay, hạ lệnh, chém chết hết cho tôi. Chờ đã, Tống Thành Công vội xua tay ngăn cản, sau đó bước nhanh tới trước mặt một tên rối trẻ con, Từ Thịnh Lâm, rõ ràng vi sư không hề đối xử bạc với con mà, chẳng lẽ lương tâm của con bị chó tha mất rồi sao? Sư phụ, con có nỗi khổ riêng của mình, cầu sư phụ hãy cứu con. Từ Thịnh Lâm quỳ bịch xuống đấy, tha thiết khẩn cầu. Sau đó, sư phụ, con cũng thế, con cũng có nỗi khổ của mình, cầu sư phụ cứu con. Sư phụ cứu con với, con không muốn chết. Ngày càng nhiều rối trẻ con quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Mà con người nào phải có cây, mấy ai thật sự vô tình. Trong số những tên rối trẻ con này, có rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự Tề Tiên Nhi, đều là đệ tử chân truyền của trưởng môn các phái. Giết thì không nỡ, mà không giết, đối phương đã phản bội lại sư môn đấy. Nhất thời, các vị trưởng môn bỗng tiến thoái lưỡng nan. Lý Minh Chủ, có thể nhắm một mắt mở một mắt, giao chúng lại cho bọn ta tự giải quyết không? Tống Thành Công ôm quyền xin thử. Nhưng Lý Trạch Vũ lại thẳng thừng lắc đầu từ chối, nếu hôm nay bổn Minh Chủ đây không lôi nhóm người này ra ngoài ánh sáng, thì khi chúng ta giao đấu với Vu giáo, họ sẽ không chút do dự mà giơ dao đâm sau lưng chúng ta, tuyệt đối không có chuyện nể tình mấy người là sư phụ hoặc sư huynh đệ đồng môn của họ mà giơ cao đánh khế. Nghe vậy, Tống Thành Công chỉ biết im lặng, không nói. Lần này tới lượt La Thiệu Vân ôm quyền, tỏ vẻ xấu hổ bảo, nhưng dù sao họ cũng là truyền nhân mà bọn ta vất vả lắm mới bồi dưỡng được, nếu cứ thế giết chết thì đúng là không đành lòng chút nào. Không phải hiện tại đã bắt được bọn nó rồi sao? Hẳn là chúng sẽ không còn cơ hội đâm sau lưng chúng ta nữa đâu, thế chỉ bằng cứ giao chúng lại cho bọn tôi tự giải quyết đi. Hồ Nhất Phong cũng hùa theo xin xỏ. Không được, Lý Trạch Vũ tuyên bố chắc như đinh đóng cột, nhất định những kẻ này phải chết. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Lý Trạch Vũ, La Thiệu Vân cau mày quát, bọn tôi đã nhường nhịn, bình tĩnh thương lượng với cậu. Nhưng cậu chẳng thèm cho bọn ta xíu thể diện nào cả. Bọn A tôn cậu lên làm minh chủ võ lâm, không đồng nghĩa với việc cậu có thể leo lên đầu lên cổ bọn tôi. Đúng vậy, chúng tôi có thể đưa cậu lên làm minh chủ võ lâm, thì cũng có thể hạ bệ cậu xuống bất cứ lúc nào đấy. Họ là đệ tử của bọn tôi, muốn xử lý thế nào chưa tới lượt người ngoài như cậu nhúng tay vào đâu. Các vị trưởng môn khác cũng lũ lượt tỏ thái độ. Mấy người ngậm hết miệng lại cho tôi. Ngọc Phượng Hoàng nổi đóa lên. Quát, lúc trước, nếu không nhờ sư đệ của tôi thì mấy người đã sớm chết ngác ở Khâm Châu rồi. Trên đời này, bổn tọa ghét nhất là loại người ăn cháo đá bát, nếu ai còn dám nói không giữ lời, vậy đừng trách sao Tiêu Giao Cung lại trở mặt thành thù. Đám nhãi danh mấy người cũng mấy chục tuổi đầu rồi, chẳng lẽ tới cả đạo lý làm người cũng không hiểu hả? Đạo sĩ Vân Trung hùa theo khiển trách. A-di-đà Phật, Hòa Thượng Tố Nhân chắp hai tay lại, nói, sư đệ của lão nạp cũng chỉ muốn tốt cho các vị thôi. Mong các vị đừng không biết đúng sai như vậy, không thì hôm nay, hàng ma trượng của lão nạp đành ra trận hàng yêu trừ ma vậy. Thấy trưởng lão của Tam Đại Thánh Địa ra mặt làm chỗ dựa cho Lý Trạch Vũ, những kẻ ban nãy còn ầm nhốn nháo giờ chợt câm như hến. Nhưng từ thái độ của họ thì rõ ràng là vẫn không chịu giao đệ tử ra. Được, được lắm, Lý Trạch Vũ trầm giọng nói, nếu mấy người nhất quyết muốn giữ lại mạng cho mấy tên phản bội này, tôi cũng chẳng còn cách nào. Có điều tôi sẽ báo trước hậu quả của chuyện này cho mọi người biết. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Tề Tiên Nhi, cô Tề, nói những gì cô đã trải qua cho bọn họ nghe đi.
không thành vấn đề. Tê Tiên Nhi chợt đứng dậy, cao giọng bảo, trong người mỗi một rối trẻ con của Vu giáo đều cất giấu cổ độc, nếu không có thuốc giải định kỳ thì sẽ sống không bằng chết. Trong tình trạng đó, đừng bảo là hối cái, dù có bắt họ phản bội tông môn thêm 10 lần, 100 lần nữa thì họ cũng chẳng thèm do dự lấy một giây đâu. Nghe thấy vậy, các vị trưởng môn chố mắt nhìn nhau. Nếu mọi chuyện đúng như lời Tề Tiên Nhi nói, vậy họ giữ đệ tử lại bên cạnh có khác nào ôm một quả bom hẹn giờ chứ? Tôi không tin, La Thiệu Vân cười khẩy, hỏi, chẳng phải Tề Tiên Nhi chính là dư nghiệt của Vu giáo hả? Nếu đó là thật thì sao cô ta vẫn bình yên vô sự, không xảy ra chuyện? Hỏi rất hay, rất có lý. Lý Trạch Vũ giơ ngón cái lên, tỏ ý tán thưởng, miệng khẽ nhếch, cười khẩy, bởi vì bổn minh chủ đã giải cổ độc giúp cô ta rồi. Nghe Lý Trạch Vũ nói vậy, hai mắt trưởng môn các phái lập tức sáng bừng như đèn pha. La Thiệu Vân vui mừng bảo, thế thì tốt quá, chỉ cần cậu giúp họ giải cổ độc, vậy là họ sẽ không bị Vu giáo khống chế nữa rồi. Đúng là tôi có thể giải quyết cổ độc trong người họ, nhưng mà... Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại, sao tôi lại phải giúp họ chứ? Nghe vậy, nụ cười trên môi Lý Trạch Vũ lập tức cứng đờ. Cậu là minh chủ võ lâm cơ mà. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đồng đạo trong võ lâm bị tà đạo hãm hại sao? Hồ Nhất Phong cao giọng chất vấn. Dù bị vặn hỏi, Lý Trạch Vũ vẫn ung dung mỉm cười, đái lờ lại chịu thừa nhận tôi là minh chủ võ lâm hả? Không biết ban nấy ai mới nói có thể đưa tôi lên làm minh chủ thì cũng có thể lật đổ tôi ất nhỉ? À thì, hắn vừa dứt lời, các vị trưởng môn tức khắc xa sầm mặt. Mấy người nghe cho rõ đây, bỗng, Lý Trạch Vũ cất giọng hô lớn. Hiện tại ông đây không tính quan tâm tới những chuyện xấu xa Vu giáo đã làm nữa, mấy. Người thích đối phó với họ thế nào cũng được, ông đây mặc kệ. Nói xong, hắn lập tức vẫy tay ra hiệu cho cậu Phú Quý và Vật Tương Vong, chúng ta đi. Sư đệ, Ngọc Phượng Hoàng là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Sau đó Sư Thái Diệt Tình cũng bật người đứng dậy. Sư tỷ, Sư Thái. Không đợi họ mở miệng, Lý Trạch Vũ đã chủ động xua tay cắt lời. Tôi biết rất rõ hai người tính nói điều gì, cứ yên tâm thả trái tim về lại lồng ngực đi, vì Vu giáo không có gan động tới mọi người đâu. Lúc nói câu này, thái độ của hắn vô cùng tự tin, như thể chỉ cần có hắn ở đây, Vu giáo sẽ chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì. Đạo sĩ Vân Trung cau mà, sư đệ, huynh đồng ý với cách làm của đệ. Nói đoạn, ông ất đưa mắt nhìn đám người La Thiệu Vân một lượt, tiếc hận nói, mấy người này thật sự không đáng để sư đệ quan tâm lo lắng. Vu giáo đã nhẫn nhịn ngủ đông suốt mười mấy năm, giờ có cơ hội ngóc đầu dậy, tất nhiên sẽ còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Nghĩa là dù võ lâm chính đạo có bắt tay hợp tác cũng chưa chắc đủ sức chống lại chúng. Giờ vất vả lắm mới xuất hiện một cường giả siêu cấp như Lý Trạch Vũ, nhưng đầu tiên là xuất hiện một kẻ xem trọng lợi ích cá nhân như lệnh Hồ Bác, sau lại gặp đám người La Thiệu Vân thích nói ẩu nói tả, còn vong ân phụ nghĩa. Đừng nói là Lý Trạch Vũ. Bất kể ai gặp phải cảnh này cũng sẽ thấy thất vọng và nguội lạnh mà thôi. Thấy Lý Trạch Vũ ung dung rời khỏi Tiêu Giao Cung, các trưởng môn quay sang, chố mắt nhìn nhau dò hỏi phải làm gì. Đúng lúc này, La Thiệu Vân bỗng cất tiếng cười chế giễu, thằng nhãi này tưởng bản thân là chúa cứu thế hay gì, ha ha ha. Thích tự cho là đúng, quá kiêu căng, luôn cho mình là đúng. Hồ Nhất Phong cũng hùa theo, năm ấy chúng ta có thể đoàn kết giết chết Vu giáo một lần. Hiện tại cũng có thể giết thêm lần hai. Rất chính xác. Cũng có lý. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Tự cao tự đại, có thể nói người của các môn phái lớn đã khắc họa vô cùng rõ ràng bốn từ này. La trưởng môn, Hồ trưởng môn, thế đám đệ tử này phải giải quyết kiểu gì đây? Một vị trưởng môn cau mày hỏi. Câu vừa dứt, toàn trường tức khắc lặng im như tờ. Họ có thể không cần Lý Trạch Vũ giúp họ đối phó với Vu giáo. Nhưng cổ độc trong người các đệ tử cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Cổ độc thôi mà, tôi không tin bản thân không giải được. La Thiệu Vân bước phăm phăm tới trước một đệ tử đã trở thành rối trẻ con, sau đó cầm lấy tay, bắt mạch cho hắn ta. Lát sau, thấy cơ thể của cậu ta rất khỏe mạnh, không hề giống như bị trúng độc. La Thiệu Vân cau mày. Sư Thái Diệt Tình hừ nhẹ một tiếng, nói, cổ độc được tạo thành từ cổ trứng, nếu chưa phát tác. Cơ thể ký chủ sẽ chẳng khác gì người bình thường, khi nào phát bệnh thì chúng mới bắt đầu gặm nhấm máu thịt trong người họ. Còn chưa giải thích xong thì... tên đệ tử kia bỗng ôm chặt bụng, những rối trẻ con khác lập tức nhận ra, đây là dấu hiệu cho thấy cổ độc phát tác. Quả nhiên, sư phụ cứu con với, mau đưa thuốc giải cho con đi.
tên rối trẻ con kia đau đớn ngồi xổm trên đất, cả người lạnh toát, run bần bật. La Thiệu Vân tức tốc vận công, định áp chế không cho chất độc phát tác, tiếc thay chẳng có ích gì cả. A, cho tôi thuốc giải, tôi sắp chết rồi, mau đưa thuốc giải cho tôi. Bộp bộp bộp. Hồ Nhất Phong và các trưởng môn đồng loạt xông lên, lần lượt vận công hỗ trợ, thế nhưng vẫn không xi nhê gì. Vẻ mặt tên đệ tử kia ngày càng thống khổ, tới cả khóe miệng cũng bị cắn chảy cả máu. Chuyện này, con người La Thiệu Vân co nhỏ, thật sự không ngờ cổ độc lại lợi hại tới như vậy. Sư phụ, giết con, cầu ngài mau giết con, tên đệ tử kia phát điên rồi. Các rối trẻ con khác trông thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy rối bời, vì họ như đang nhìn thấy chính bản thân trong tương lai gần cũng sẽ đau khổ, sống không bằng chết giống hệt như vậy. Đám La Thiệu Vân bó tay chịu trói, chỉ biết trơ mắt nhìn người đệ tử đó lăn lộn qua lại trên mặt đất. Bốp, đúng lúc này, Hồ Nhất Phong trở tay, tung trưởng hạ gục hắn ta. Hồ trưởng môn, ông có ý gì đây? Mặt mày La Thiệu Vân chợt biến sắc. Hồ Nhất Phong bình thản đáp, ông không thấy cậu ta đau đớn tới phát điên luôn rồi hả? Tôi chỉ đang giúp cậu ta giải thoát thôi. Nghe vậy, La Thiệu Vân thật sự không tài nào phản bác nổi. Hồ Nhất Phong lại liếc nhìn mọi người xung quanh, bảo, các vị, tôi đề nghị chúng ta hãy lập tức lên đường diệt trừ Vu giáo, tới lúc đó tiện thể ép buộc đám tặc tử kia giao thuốc giải cổ độc ra. Ý kiến của Hồ trưởng môn rất hay. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, chúng ta mau chóng xuất phát. Mọi người cũng nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi đó. Thế nhưng, sau khi nhận ra suy nghĩ của đạo sĩ Vân Trung, đạo sĩ Thanh Phong lại ôm quyền nói lớn rằng, đạo môn của tôi còn chuyện quan trọng cần giải quyết. Không đi theo được, mong các vị thông cảm. A-di-đà Phật, lão nạp cũng đi trước đây. Hòa thượng Đức Viễn cũng nhận được hiệu lệnh của Hòa thượng Tố Nhân, không cho phép Thiền Lâm tự tham gia hoạt động diệt vu lần này. Bổn tọa cần phải bế quan tu luyện, cũng không đi được, mời các vị cứ tự nhiên. Ngọc Phượng Hoàng bình tĩnh hạ lệnh đuổi khác. Sư Thái Diệt Tình nhẹ nhàng phẩy tay với đệ tử của mình, bảo, chúng ta cũng về thôi. Chỉ trong nháy mắt đã có 4 môn phái rút lui. 3 trong số đó còn là thánh địa Võ Lâm, điều này dẫn tới thực lực của Võ Lâm chính đạo tức tốc giảm sút kha khá. Nếu chỉ có các môn phái còn lại hợp tác với nhau, thú thật, họ chẳng có niềm tin đối phó được Vu giáo chút nào. Trưởng giáo Thanh Phong, Đức Viễn Đại Sư. La Thiệu Vân tức giận chất vấn, thân là tam đại thánh địa của Võ Lâm, sao? Mấy người lại để mặc cho tà giáo tác quái tác quái. Ngọc Phượng Hoàng Hiên ngang đáp lại, trước giờ bọn tôi vẫn luôn như thế. Không cần giải thích với bất kỳ ai cả. Mấy vị trưởng môn ở đây toàn là người võ công cái thế, hẳn có thể dễ dàng. Diệt trừ Vu giáo như trở bàn tay, đạo môn sẽ không tham gia làm chỉ cho xấu mặt. Dứt lời, đạo sĩ Thanh Phong tức khắc phung tay, dẫn chúng đệ tử rời đi. Mới vài phút trôi qua thôi, đám đông vốn hơn 1000 người giờ chỉ còn lại tầm 600-700. Vu giáo đã làm nhiều việc ác, nhất định chúng ta phải thay trời hành đạo. Đúng lúc này, La Thiệu Vân ôm quyền thi lễ với mọi người, hùng hồn nói, nếu am đại thánh địa không thèm quan tâm, chỉ bằng cứ để lão phu lo liệu là được. Hửm! Trong mắt các trưởng môn còn lại thoáng hiện vẻ rối rắm. Nghe thì có vẻ ý của La Thiệu Vân là muốn mọi người tôn ông ta trở thành thủ lĩnh thì phải, thế nên trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn. Ông có phải minh chủ võ lâm đâu mà đòi bọn tôi phải nghe theo. Nếu các vị cảm thấy La Mỗ không hợp thì cũng có thể đề cử người khác. Chỉ cần đặt mục tiêu diệt trừ tà giáo lên hàng đầu, vậy La Mỗ sẽ ủng hộ hết mình. Đúng là tiêu chuẩn kép, Bạch Tố Y không nhìn được mà cắt ngang, chẳng lẽ sư thúc của tôi lại không toàn tâm toàn ý phải đối phó tà giáo? Vậy sao mấy người còn khiến ngài cảm thấy nguội lạnh chứ? La Thiệu Vân sụ mặt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, Tiêu Giao Cung nhận được tin cấp báo. Trưởng môn lệnh Hồ Bác Phái Hoa Sơn đang kêu cứu. Phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Bác vừa mới trở về còn chưa kịp uống một ngụm trà, thì có đệ tử báo, có người bao vây phái Hoa Sơn bọn họ. Hay thật! Lệnh Hồ Bác vốn bị chọc tức ở Tiêu Giao Cung, bây giờ còn có người dám đến phái Hoa Sơn gây chuyện. Nếu ông ta không giết vài người, sao có thể nuốt cục tức này được? Kết quả là lệnh Hồ Bác đích thân dẫn theo mấy chục đệ tử nổi danh đi ra ngoài cửa lớn, ông ta đang định hắng giọng quát, hỏi người nào không sợ chết. Kết quả! Chỉ thấy một đám mặc đồ đen đông chật như nêm cối. Khóe miệng lệnh Hồ Bác khẽ nhếch lên, nuốt lời định nói xuống. Thế nhưng dù sao ông ta cũng là trưởng môn, cho dù trong lòng hoảng sợ,
nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói, mấy người là ai? Tại sao lại đến phái Hoa Sơn chúng ta gây hấn? Lệnh Hồ Bác, ông thật oai phong. Một giọng nói khàn khàn vang lên, đám mặc đồ đen rất ăn ý tách ra một con đường nhỏ. Chỉ thấy Nam Cung Thạc đi lên phía trước. Trong phút chốc, con người Lệnh Hồ Bác có rút mạnh, ông chính là tùy tùng của Lý Trạch Vũ. Hai người đã gặp nhau ở Nhật Bản, cho nên ông ta nhìn một cái là nhận ra thân phận của đối phương. Vô liêm sỉ, ông nói hưu nói vượn gì đó. Vẻ mặt đại hộ pháp vô cùng khó coi. Dù sao xung quanh có nhiều đàn em như vậy, Lệnh Hồ Bác lại không lựa lời. Nói bậy. Lệnh Hồ Bác cười lạnh, lòng rõ như gương, nói, là Lý Trạch Vũ phái ông tới đúng không? Lý Trạch Vũ cái gì? Bổn tọa không hiểu ông đang nói gì. Nam Cung Thạc nghiêm mặt, ông ta hừ lạnh nói, năm đó mấy người cũng bao vây Vu giáo chúng tôi như vậy, hôm nay bổn tọa đến tính sổ. Xoẹt xoẹt. Đám mặc đồ đen đều lấy binh khí ra, ánh sáng sắc bén bắn ra bốn phía. Lệnh Hồ Bác biến sắc, ông là người của Vu giáo. Vô nghĩa, bổn tọa chính là đại hộ pháp của Vu giáo. Nam Cung Thạc đắc y nói. Con người Lệnh Hồ Bác co rút. Năm đó khi ông ta giao đấu với Nam Cung Thạc, người sau đã bọc kín trong đồ đen, vậy nên cho dù lần trước gặp nhau ở Nhật Bản, ông ta cũng không nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, không phải Thiên Tàn chân chính là tuyệt kỷ của đại hộ pháp Vu giáo sao? Khi đó Lý Trạch Vũ còn nói cái gì mà Thiên Tàn chân là hắn truyền cho người này? Ha ha ha, không ngờ, không ngờ tới. Suy đoán không sai, Lệnh Hồ Bác cao giọng cười to. Lý Trạch Vũ luôn miệng nói muốn dẫn võ lâm chính đạo chúng tôi đối phó với Vu giáo, nhưng sau lưng lại nhận đại hộ pháp của Vu giáo là tay sai, đúng là một thằng tiểu nhân đê tiện. Ông nói ai vậy, hãy nhận một cước của ông đây. Theo Lý Nam Cung Thạc nghe thấy có người mắng Lý Trạch Vũ, ông ta nên vui vẻ mới đúng. Nhưng Lệnh Hồ Bác lại chọc vào vết sẹo của đại hộ pháp người ta, có thể không tức giận sao? Lệnh Hồ Bác nhận một cước, cả người bay ngược ra sau. Một người thuộc cảnh giới thiên nhân, một người thuộc cảnh giới tông sư, ước chừng kém hai đại cảnh giới, nếu không phải Lý Trạch Vũ yêu cầu chỉ bao vây chứ không giết, có lẽ đại hộ pháp đã sớm giết. Sợ gì bọn chuột nhắt dám đến phái Hoa Sơn tôi gây sự. Một tiếng quát chói tai truyền đến, ngay sau đó có một bóng người bay vút đến. Chính là lão Túc Nhạc Hữu quần phái Hoa Sơn, sư phụ cứu con ồ. Phụt, Lệnh Hồ Bác phun ra một ngụm máu. Ánh mắt Nhạc Hữu quần lạnh đi. Vẽ ơ một tiếng bay vút đến trước mặt Nam Cung Thạc. Ầm ầm, vừa ra tay đã dùng tuyệt kỹ Ma Vân Thủ của phái Hoa Sơn. Có chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ, không sợ chết. Nam Cung Thạc khinh thường quát, đồng thời sử dụng Thiên Tàn chân. Ầm ầm bốp, lúc này thể hiện đầy đủ một tấc dài một tấc mạnh, tay Nhạc Hữu Quần còn chưa chạm vào góc áo của Nam Cung Thạc, thì đã bị người sau đạp trúng chỗ ngứa. A, à, phụt, trong nháy mắt. Có một người nằm xuống hộc máu bên cạnh Lệnh Hồ Bác. Hai tên phế vật. Nam Cung Thạc nhìn từ trên cao xuống, cả người phấn chấn. Lệnh Hồ Bác và Nhạc Hữu Quần cố nén sự đau đớn đứng dậy, lại xấu hổ không có chỗ chui xuống. Đường đường là Túc Lão và trưởng môn phái Hoa Sơn, lại bị người ta mắng là phế vật, mà bọn họ còn không thể phản bác. Dù sao cũng không chống đỡ được một quyền của đối phương, không phải phế vật thì là gì. Trưởng môn. Sư tổ, chúng con sẽ liều mạng với bọn họ. Đúng, chết chứ không chịu nhục, bọn con liều mạng với họ. Đệ tử phái Hoa Sơn cũng rất có cốt khí. Đáng tiếc trưởng môn không có cốt khí, đệ tử có cốt khí thì có ích gì. Toàn bộ lui về, bảo vệ cửa chính cho tai. Lệnh Hồ Bác lập tức hạ lệnh, ông ta đỡ Nhạc Hữu Quần dẫn đầu rời di. Cửa chính vô cùng khí thế chậm rãi đóng lại. Nam Cung Thạc thấy vậy, ông ta cũng không hạ lệnh bảo người ngăn cản. Điện chủ Điện Bạch Hổ khó hiểu hỏi, đại hộ pháp, chúng ta không nên bắt hết bọn họ sao? Không vội. Nam Cung Thạc gật đầu nói, phái Hoa Sơn bị chúng ta vây quanh, những môn phái khác chắc chắn sẽ không bỏ mặc, chờ những người đó tới, bổn hộ pháp sẽ bắt hết bọn họ. Đại hộ pháp anh minh. Đại hộ pháp anh minh. Cho dù biết những người này đều vuốt mông ngựa, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Sự đắc ý trên mặt đại hộ pháp, ông ta vô cùng hưởng thụ những giám cầu vòng đó. Tiêu Giao Cung. La Thiệu Vân còn muốn nhân cơ hội này làm thủ lĩnh các phái, xem có thể thay thế Lý Trạch Vũ trở thành võ lâm chí tôn mới hay không. Nhưng lúc này lại nhận được tin phái Hoa Sơn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Lời của Lý Minh Chủ đã trở thành sự thật. Hắn nói lệnh Hồ Bác sẽ trở về như chó cầu xin chúng ta, không ngờ hắn nói đúng. Mọi người châu đầu ghé tai lại. Các vị, mặc dù hành vi trước đó của lệnh Hồ Bác vô liêm sỉ, nhưng bây giờ Vu giáo đã bắt đầu ra tay với Võ Lâm chính đạo, tôi nghĩ chúng ta nên buông bỏ thành kiến, cùng chung mối thù, giúp phái Hoa Sơn một tay. Dường như La Thiệu Vân đã coi mình thành thủ lĩnh của mọi người. Nếu La trưởng môn đã nói như vậy, sao chúng tôi có thể không làm được? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đến trợ giúp phái Hoa Sơn. Tất cả mọi người bị La Thiệu Vân thuyết phục. Bởi vì bọn họ cũng không phải đứa ngốc, hôm nay là phái Hoa Sơn bị bao vây, như vậy kế tiếp rất có thể là tông môn của bọn họ. Phải diệt trừ Vu giáo. Rất nhanh, mấy trăm người lục đục rời khỏi Tiêu Giao Cung, chậm rãi đi đến phái Hoa Sơn. Ngọc Phượng Hoàng đứng ở trên núi nhìn xuống, bà ấy bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, bọn họ có thể đối phó được Vu giáo sao? Bạch Tố Y nhíu mày hỏi. Ngọc Phượng Hoàng lắc đầu không hề suy nghĩ, một nửa trong số này còn sống rời khỏi phái Hoa Sơn là không tệ rồi. Bạch Tố Y nghe vậy, con người cứng lại, sư phụ, dù sao bọn họ cũng là Võ Lâm chính đạo, chẳng lẽ chúng ta thật sự ngồi xem mặc kệ sao? Nếu Vu giáo thật sự thống trị giang hồ. Ngọc Phượng Hoàng cười thản nhiên, từ xưa đến nay ta không thể thắng chính, không cần lo lắng. Cái gì, Bạch Tố Y như lọt vào sương mù, không rõ tại sao sư phụ lại tự tin như vậy. Ngọc Phượng Hoàng thấy đồ đệ mờ mịt, bà ấy khẽ cười. Bởi vì có sư thúc con ở đây, Vu giáo không chờ mình được. Màn đêm dần buông xuống, các đệ tử phái Hoa Sơn đều như chim sợ cành cong. Tưởng tượng rằng bên ngoài đều là thành viên của Vu giáo, các đệ tử không dám ăn cơm tối, chỉ sợ còn chưa kịp cầm bát thì Vu giáo đã vào được. Vết thương của lệnh Hồ Bác đã ổn định, nhưng Nhạc Hữu Quần thì không may mắn như vậy. Lão vốn lớn tuổi, hơn nữa đại hộ pháp cũng không nể tình lão, cho nên nếu không có kỳ tích, có lẽ không sống được qua đêm nay. Sư phụ, đều là con hại người, do con vô dụng. Tiểu Bác đừng nói vậy, việc cấp bác là nhanh chóng liên hệ những đồng đạo khác đến giúp chúng ta. Nhạc Hữu Quần yếu ớt nói, lệnh Hồ Bác đỏ mắt, trong lòng hận Vu giáo vì đã đến phái Hoa Sơn bọn họ, vừa hận những trưởng môn khác thấy chết mà không cứu, đến bây giờ vẫn chưa đến giúp đỡ. Cổ nhiên ông già này hồn nhiên quên mất sáng nay khi ở Tiêu Giao Cung, chính ông ta đã thể hiện vì tư lợi, vô cùng thành thạo. Bây giờ lại tức giận vì những người khác mặc kệ phái Hoa Sơn. Sư phụ, đến rồi, đến rồi. Một gã đệ tử vọt vào. Lệnh Hồ Bác chấn động, Vu giáo vào được rồi. Không. Đệ tử kia lắc đầu nói, người Vu giáo vẫn đang ở bên ngoài, không hề có ý ra. Tay, vậy cậu nói ai tới? Đệ tử vừa nhận được tin tức, người các đại phái khác đã đến chân núi phái Hoa Sơn chúng ta, không đến nửa tiếng nữa sẽ đi lên. Thật sao? Lệnh Hồ Bác vô cùng vui mừng. Nhạc Hữu Quần đang hấp hối cũng yên lòng. Cùng lúc đó, trước cửa chính phái Hoa Sơn, Nam Cung Thạc cũng nhận được tin tức các đại phái đã đến chân núi, ông ta yên lặng rời khỏi đám người, lấy điện thoại liên hệ với Lý Trạch Vũ. Giáo chủ, tôi đã làm theo lời ngài dặn, những người đó cũng đúng như ngài dự đoán, tất cả đều đuổi tới phái Hoa Sơn. Thật không, Lý Trạch Vũ ở đầu bên kia điện thoại nói, vậy tiếp tục làm theo lời tôi nói. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Nam Cung Thạc trống rỗng. Theo như tình hình trước đó, Lý Trạch Vũ là minh chủ Võ Lâm, hắn cũng có quan hệ không tồi với các đại phái. Nhưng tại sao đột nhiên hắn lại là người muốn chém giết những môn phái này? Giết, diệt trừ Vu giáo. Một tiếng thét dài bỗng truyền đến cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Nam Cung Thạc nhìn qua theo ánh trăng, ông ta thấy người của vài môn phái đã vọt đến đỉnh núi, không nói hai lời đã ra tay. DML. Đại hộ pháp nhảy người bay lên, bàn tay to vung ra, giết cho bổn tọa. Ông ta ra lệnh, thành viên Vu giáo lập tức ra tay. Trong chớp mắt bọn họ chém giết gay cấn. Không ai phát hiện ra, có ba bóng người đứng trên đỉnh núi. Thiếu gia, các môn phái Võ Lâm là đối thủ của Vu giáo sao? Cẩu Phú Quý hỏi. Có phải hay không không quan trọng? Lý Trạch Vũ bâng quơ trả lời. Mục đích của hắn vốn để các đại phái sói mắt trắng này và Vu giáo tự giết nhau, vậy nên đối với hắn ai thắng ai thua đều không sao cả. Dù sao kết quả cuối cùng đương nhiên là cả hai cùng bị thiệt. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Lý Trạch Vũ vang lên. Alo, người của Tổng quân đã đến chân núi Hoa Sơn.
giọng của Ninh Trạch Bình ở bên kia điện thoại truyền đến. Để bọn họ chờ nửa tiếng rồi lên. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ vẫy tay với hai tay sai, chúng ta đi. Dứt lời dẫn đầu bay vút đi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương vong theo sát sau. Vu giáo có khoảng hơn 1.000 người, không chỉ đè bẹp các phái võ lâm về số lượng, mà số cao thủ cũng thắng, chỉ trong vài phút, có vô số đệ tử của các đại phái chết. La trưởng môn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hội trưởng thượng quan phi hội Hồng Hoa lo lắng, bởi vì đệ tử của ông ta chết nhiều nhất. Chúng ta rút lui trước đi. Hồ Nhất Phong rút lui đầu tiên. La Thiệu Vân nhíu chặt mày, ông ta kịp thời ngăn cản, đi. Trước khi đến, ông ta hoàn toàn không ngờ Vu giáo mang nhiều người đến phái Hoa Sơn như vậy, nếu biết binh tướng người ta hùng mạnh như vậy, nói cái gì ông ta cũng không tới vội vàng, dù sao phái Hoa Sơn có chết hay không, ông ta không hề quan tâm. Ngay khi các phái võ lâm chuẩn bị bỏ chạy, mau nhìn đi, đó là ai? Có người nói to. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Lý Trạch Vũ dẫn đầu bay vút đến. Là Lý Minh Chủ. Chắc chắn là Lý Minh Chủ dẫn người đến giúp chúng ta. Mọi người mừng rỡ. Chỉ có mặt La Thiệu Vân xanh mét. Bởi vì ông ta đã muốn cướp vị trí của Lý Trạch Vũ, trở thành võ lâm chí tôn mới. Thế nhưng bây giờ hắn dẫn người đến đối phó với Vu giáo, tổn thất nghiêm trọng, nếu Lý Trạch Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ này, vậy ông ta sẽ trở thành phế vật trong mắt mọi người. Lý Minh Chủ. Lý Minh Chủ. Rất nhiều người gọi. Nam Cung Thạc cũng phát hiện Lý Trạch Vũ, ông ta không khỏi lắp bắp hoảng sợ. Hai bên rất ăn ý lui về, tạm thời chém giết. Lý Trạch Vũ đứng ở giữa, như chúng tinh phủng nguyệt. Lý Trạch Vũ liếc mọi người xung quanh, hắn khó hiểu nói, mọi người dừng lại làm gì vậy? Tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Mọi người ngây ngốc. Mọi người đánh một thì đánh tốt thì đánh. Ba chúng tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Lý Trạch Vũ còn nghiêm túc nói. Các phái võ lâm trợn tròn mắt. Lý Minh Chủ. Thượng quan phi nuốt nước miếng, cậu không đến giúp chúng tôi. Xin ông chú ý lời nói của mình, tôi đã không còn là minh chủ của mấy người. Lý Trạch Vũ nhắc nhở. Khóe miệng thượng quan phi rực rực vài cái. La Thiệu Vân có cảm giác một bàn tay tát vào mặt mình, không có tiếng kêu nhưng vô cùng đau. Lý Trạch Vũ. Anh là thằng đê tiện, lệnh Hồ Bác đột nhiên chửi ầm lên, mọi người đều đồng loạt khó hiểu. Lệnh Hồ Bác không kiềm được giận, có thể mọi người không biết, thật ra thằng tiểu nhân Lý Trạch Vũ đã sớm âm thầm cấu kết với Vu giáo. Cái gì, Lý Trạch Vũ cấu kết với Vu giáo? Câu này khiến mọi người rất sốc. Các phái võ lâm đều hoảng sợ. Chỉ có La Thiệu Vân kích động nói, lời của lệnh Hồ trưởng môn là thật sao? Mấy người không tin. Hừ. Lệnh Hồ Bác lập tức chỉ vào Nam Cung Thạc ở phía xa, mọi người nhìn kỹ xem, tên kia là ai. Bởi vì trời rất tối, hơn nữa hai bên vừa nhìn thấy nhau đã đánh nhau, cho nên lúc trước không ai nhận ra Nam Cung Thạc. Lúc này được lệnh Hồ Bác nhắc nhở, mọi người mới nhận ra đại hộ pháp. Này, không phải khoảng thời gian trước là tay sai của Lý Trạch Vũ sao? Thằng nhãi này dám cấu kết với tà giáo, La Thiệu Vân lớn tiếng chất vấn, trong lòng cũng mừng thầm. Bởi vì nếu Lý Trạch Vũ thật sự cấu kết với Vu giáo, vậy hắn có nhiều hy vọng làm minh chủ võ lâm hơn. Lúc trước tôi không tin tưởng thằng đê tiện Lý Trạch Vũ này, cho nên mới không dẫn các đệ tử tinh anh của môn phái đến. Lệnh Hồ Bác tìm một lý do hoàn mỹ cho vì tư lợi của mình. Mọi người đã bị thằng đó lừa. Thật ra nếu là Hồ Bác âm thầm cấu kết với Vu giáo, cố ý lừa mọi người đến đây, muốn một lưới bắt hết mọi người. Lý Trạch Vũ giải thích. Không tin mấy người có thể hỏi đại hộ pháp Vu giáo. Ha ha ha. Nam Cung Thạc phát ra tiếng cười quái dị. Ông ta nhìn về phía lệnh Hồ Bác. Lệnh Hồ Huynh, chuyện đến nước này rồi không cần thiết phải giả vờ nữa. Dù sao đêm nay những người này cũng không thể sống sót rời khỏi đây được. Con mẹ nói. Lệnh Hồ Bác bỗng có cảm giác bùn vào rơi xuống đúng quần. Không phải phân thì cũng là phân. Nam Cung Thạc vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người lệnh Hồ Bác. Lệnh Hồ Bác, ông còn gì muốn nói không? Lý Trạch Vũ lớn tiếng chất vấn. Tôi không có. Khuôn mặt lệnh Hồ Bác vặn vẹo, vẫn luôn lặp lại bản thân không có. Lúc này Nam Cung Thạc lại bổ một đao. Lệnh Hồ Huynh, hôm nay ông và tôi liên thủ để loại bỏ những người này. Tôi nghĩ không đến vài ngày nữa, ông có thể trở thành võ lâm chí tôn. Võ lâm chí tôn. Bốn chữ này kích thích đến La Thiệu Vân. Euro ó thể là do không bình thường, ông ta bật thốt. Lệnh Hồ Bác,
ông mà cũng xứng tranh vị trí minh chủ võ lâm với tôi. Dứt lời, một thanh kiếm kề sát vào gáy Lệnh Hồ Bác. Lúc này tâm trí Lệnh Hồ Bác lộn xộn, hơn nữa người có vết thương, làm sao có thể ngăn cản được La Thiệu Vân tấn công. CC Tổ chỉ trong chớp mắt, trên người Lệnh Hồ Bác đã có thêm vài vết thương. Đệ tử phái Hoa Sơn thấy trưởng môn gặp nạn, bọn họ đều quên mình tiến đến giúp đỡ, nhưng lại bị đệ tử phái Điểm Thương cản lại. Vốn là đại chiến chính tà, trong bỗng chốc biến thành tự giết lẫn nhau. Ha ha ha! Nam Cung Thạc cười quái dị, ông ta vung tay lên, giúp phái Hoa Sơn một tay, giết. Keng keng, thành viên Vu giáo lập tức gia nhập cuộc chém giết. Nam Cung Thạc nhảy người lên, Lệnh Hồ huynh, tôi đến giúp ông. Lệnh Hồ Bác vốn không đấu lại La Thiệu Vân, bỗng nghe thấy có người muốn tới giúp mình, ông ta gần như bật thốt ra, được. Nhưng khi ông ta trả lời xong mới phản ứng lại, đối phương chính là Đại Hộ Pháp Vu giáo, chẳng phải ông ta chưa đánh đã khai, thật sự cấu kết với Vu giáo sao? Lệnh Hồ Bác, ông là tên đê tiện. Phái Hoa Sơn ngàn năm không ngờ lại có tên bại hoại như ông. Vô số tiếng mắng chửi vang lên. Hội trưởng Hội Hồng Hoa Thượng Quan Phi đi đến bên cạnh Lý Trạch Vũ, ông. Ta ngượng ngùng nói, Lý Minh Chủ, cũng may có ngài có con mắt tỉnh tường, mới có thể nhìn thấu gian kế của tên tiểu nhân Lệnh Hồ Bác. Tôi không phải minh chủ của mấy người, đừng vội nhắc lại. Lý Trạch Vũ nhắc nhở, con người Thượng Quan Phi chuyển động. Ông ta cười gượng nói, Lý Minh Chủ không cần tức giận, cả võ lâm ngoài ngài, còn có ai có tư cách làm Minh Chủ. Đúng vậy, đám người Hồ Nhất Phong cũng vây lại đây. Những người này đều rất rõ thực lực của Lý Trạch Vũ, đêm nay bọn họ có thể bình yên vô sự rời khỏi Hoa Sơn hay không, chỉ có thể dựa vào thằng nhãi này. Lý Trạch Vũ cười lạnh, trước tiên đừng nói việc phải là Minh Chủ hay không, nếu mấy người không đi giúp đỡ phái Điểm Thương, bọn họ sẽ chết hết. Trong sân. La Thiệu Vân vốn đang chèn ép Lệnh Hồ Bác, nhưng khi Nam Cung Thạc dẫn người gia nhập, thế cục lập tức thay đổi. Hàng trăm đệ tử của phái Điểm Thương bị chém như dưa hấu vậy, có người chết, có người bị thương. La Thiệu Vân lại trúng thiên tàn chân của Nam Cung Thạc, dĩ nhiên đã không còn sức chiến đấu. Lệnh Hồ huynh, ông không sao chứ? Giọng Nam Cung Thạc tràn đầy vẻ quan tâm. Lệnh Hồ Bác sững sờ, miệng khẽ nhếch, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Chỉ có ông ta rõ ràng phái Hoa Sơn không cấu kết với Vu giáo, nhưng bây giờ nếu tiếp tục đứng chung một phía với chính đạo võ lâm, như vậy rất có thể phái Hoa Sơn sẽ bị tiêu diệt. Dù sao thực lực của Vu giáo mạnh hơn chính đạo. Mẹ nó! Mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Lệnh Hồ Bác căn chặt răng, nói, cảm ơn Đại Hộ Pháp giúp đỡ. Lệnh Hồ Bác, ông còn dám nói không cấu kết với Vu giáo. Vẻ mặt La Thiệu Vân xanh mắt. Ông ta đâm kiếm vào Lệnh Hồ Bác. Lệnh Hồ Bác lạnh giọng đáp, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Vu giáo thống trị giang hồ mới phát triển được, nếu mấy người tiếp tục ngu xuẩn không quan tâm, vậy chỉ có một con đường chết. Dứt lời, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lệnh Hồ Bác. Đến cả Nam Cung Thạc cũng không ngờ phái Hoa Sơn dễ dàng hạ gục như vậy. Lý Minh Chủ, cầu xin ngài hãy ra tay. Lý Minh Chủ, chính đạo võ lâm đang nguy hiểm, cầu xin ngài giúp chúng tôi. Đám người Hồ Nhất Phong và Thượng Quan Phi liên tục mở miệng. Nhưng mà Lý Trạch Vũ lại không thèm quan tâm, hắn nhún vai nói, cầu xin tôi cũng vô dụng, không thấy Vu giáo nhiều người vậy sao, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Giết! Nam Cung Thạc ra lệnh. Xuất xoẹt! Thành viên Vu giáo ảo đến như ong vỡ tổ. Đệ tử các phái chỉ có thể rút kiếm ra chống đỡ. Tiếng kêu rên khắp nơi. Lệnh Hồ Bác nhân lúc La Thiệu Vân bị trọng thương. Ông ta đâm kiếm tới. Am! La Thiệu Vân kêu rên rồi ngã xuống, không ngờ tới mình sẽ chết trong tối nay. Chết không nhắm mắt. Lệnh Hồ Bác không hề thấy áy náy, thậm chí ông ta còn có cảm giác sung sướng. Đại Hộ Pháp, xem như phái Hoa Sơn chúng tôi lập công đầu tiên cho. Ngài! Phái Hoa Sơn đã giết trưởng môn phái Điểm Thương, bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể đi theo con đường xấu xa của Vu giáo. Nếu là trước kia... có thể khiến chính phái võ lâm thần phục, có lẽ Nam Cung Thạc sẽ thấy tự hào. Nhưng giờ phút này nội tâm ông ta không hề gợn sóng. Dù sao đêm nay mọi thứ đều là do Lý Trạch Vũ tự biên tự diễn. Nghĩ đến Lý Trạch Vũ, Nam Cung Thạc không thể hiểu được, rốt cuộc người này muốn làm gì. Thời gian gần một nén nhang trôi qua, đệ tử các đại phái có chết, có bị thương, Hồ Nhất Phong thì bị điện chủ điện Bạch Hổ chặt đứt một cánh tay. Thế nào đi nữa môn phái chính đạo không phải đối thủ của Vu giáo.
tất cả dừng tay. Lý Trạch Vũ quát to. Trong phút chốc, Vu giáo lập tức dừng tấn công. Đệ tử các phái có ảo giác, giống như mọi người ở Vu giáo đều rất nghe Lý Trạch Vũ nói. Khi được yêu cầu thì đánh nhau, bảo dừng tay thì dừng tay, nghe lời giống như chó vậy. Lý Minh Chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, giúp chúng tôi đi mà. Hồ Nhất Phong gần như cần xin. Thượng quan phi chật vật quỳ gối, cầu xin Lý Minh Chủ ra tay. Cầu xin Lý Minh Chủ ra tay. Đệ tử các phái đều quỳ xuống. Lý Trạch Vũ khoát tay, hắn cao giọng đáp, các vị yên tâm, tôi đã ra tay rồi. Cái gì hả? Đã ra tay, lúc nào, sao chúng tôi không biết gì? Mọi người không hiểu gì. Vèo vèo. Ơ ó bóng người lần lượt xông lên theo con đường nhỏ lên núi. Lý Trạch Vũ khoanh tay nói, mấy người tụ tập đánh nhau ở đây, tôi đã gọi cảnh sát thay mọi người. Cái gì, vẻ mặt mọi người lơ mơ. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Trạch Vũ tự ra tay ngăn cơn sóng dữ, cứu nguy các phái võ lâm, không ngờ ra tay người ta nói là. Báo cảnh sát. Nam Cung Thạc nhìn thấy đám lính đang kéo đến, ông ta cũng trợn tròn mắt. Ông ta vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ muốn Vu giáo đối phó với các đại phái, sau đó ở thời khắc mấu chấu, hắn sẽ xoay chuyển tình thế, để lấy được lòng cảm kích của các đại phái. Nhưng bây giờ xem ra ông ta nghĩ sai rồi. Đây là Lý Trạch Vũ muốn diệt trừ cả Vu giáo. Pằng pằng pằng. Cảnh sát dẫn đầu bản súng lên trời, cao giọng cảnh cáo, tất cả không được cử động, bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm xuống. Keng keng keng, cái phái võ lâm bỏ vũ khí xuống. Ôm đầu ngồi xổm. Thành viên Vu giáo cũng nhìn về phía Nam Cung Thạc, bọn họ đắn đo do dự. Mà Nam Cung Thạc cũng không biết nên làm gì, ông ta chỉ có thể nhìn Lý Trạch Vũ dò hỏi. Ông nhìn tôi làm gì? Ôm đầu ngồi xuống. Lý Trạch Vũ sụ mặt, giống như nhìn thằng ngốc. Vâng vâng vâng. Nam Cung Thạc nhận được lệnh, ông ta vung tay lên. Tất cả bỏ vũ khí, chúng ta đầu hàng. 10 đại điện chủ Vu giáo nhìn trái nhìn phải, cũng rất khó hiểu. Lúc này không phải nên liều chết một trận sao? Cho dù đối phương có vũ khí, đánh không lại, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Đầu hàng rõ ràng là không lý trí. Dù sao một khi người của Vu giáo lọt vào tay chính phủ, vậy còn có thể sống sao? Đại hộ pháp, ngài nói sai rồi. To gan. Nam Cung Thạc quát to, mày mà cũng dám nghi ngờ quyết định của bổn tọa. Dứt lời, tầm một tiếng, tên điện chủ vừa nói bị ông ta đánh chết. Hít, đại hộ pháp điên rồi. Thành viên Vu giáo hoàn toàn không ngờ Nam Cung Thạc lại ra tay với người cùng phây. Mau buông vũ khí đầu hàng, Nam Cung Thạc lại ra lệnh. Kế hoạch lớn thống trị gì đó, gì mà thống nhất giang hồ không có ý nghĩa với ông ta, sống sót mới là quan trọng nhất. Mà điều kiện tiên quyết có thể sống sót là phải ngoan ngoãn nghe lời Lý Trạch Vũ nói. Điều này đại hộ pháp vô cùng rõ. Keng keng keng, thành viên Vu giáo bỏ vũ khí. Cảnh sát vung tay lên, bắt hết toàn bộ. Tô Cẩn Hoa vô cùng coi trọng chuyện xét xử Vu giáo, vậy nên lần này lão đã điều động khoảng 2.000 người ở tổng quân đến. Cho dù là nhân sĩ chính đạo còn sống, hay là hơn 1.000 thành viên Vu giáo nổi danh đều bị nòng súng chĩa vào đầu. Cảnh sát dẫn đầu đi đến trước mặt Lý Trạch Vũ, đầu tiên là chào theo nghi thức quân đội, sau đó thấp giọng nói, bẩm Lý soái, nghe theo lệnh của Long Chủ. Bắt hết những người này về Hoàng Thành thẩm vấn. Lý Minh Chủ, chúng tôi chính là nhân sĩ chính đạo, ngài không thể mặc kệ chúng tôi. Đúng vậy Lý Minh Chủ, làm phiền ngài cầu tình chính phủ giúp chúng tôi. Bọn Hồ Nhất Phong biết Lý Trạch Vũ sinh ra trong một gia đình giàu có, trong tay có nắm quyền, chỉ có thể tìm hắn để giữ mạng. Các vị, tôi cũng muốn cầu tình cho mọi người, thế nhưng... Lý Trạch Vũ thở dài, ra vẻ khó xử nói, nơi này có nhiều người chết như vậy, tôi thật sự là có lòng mà không làm gì được. Mọi người có vẻ đã hiểu, 8-9 phần chuyện đêm nay là do Lý Trạch Vũ bày ra. Chỉ bởi vì bọn họ phủ định ngai vàng minh chủ võ lâm của đối phương, thằng nhãi này ghi hận, nên muốn trả thù. Lý Trạch Vũ, cậu thật độc ác. Hồ Nhất Phong cắn răng mắng. Tôi độc ác, hừ. Lý Đại Đương ra thấy đã xé rách mặt nhau, hắn cũng không thèm giả bộ nữa, cười lạnh nói, trước đó ở Khâm Châu, nếu không có ông đây, mấy người đã chết cả rồi, bây giờ còn có mặt mũi trách ông đây. Cậu! Hồ Nhất Phong nghẹn họng không trả lời được. Thượng quan phi đáng thương nói, Lý Minh Chủ, chúng tôi sai rồi, nể tình chúng ta đều là nhân sĩ chính đạo, cầu xin ngài từ bi tha cho chúng tôi. Nhân sĩ chính đạo, ha, vẻ mặt Lý Trạch Vũ đầy sự khinh miệt.
Nếu Vu giáo thống trị giang hồ, như vậy bọn họ là chính đạo, mà các đại phái võ lâm chỉ có thể là tà môn ma đạo. Từ xưa đến nay đều là người thắng viết lịch sử. Về chuyện từ B, hừ, đến cả hòa thượng cũng không phải người xuất gia, trên đời này còn có lòng từ bi. Mang hết đi. Lý Trạch Vũ lười nói vô nghĩa với họ. Vâng. Cảnh sát vung tay lên, áp giải mọi người xuống núi. Một lát sau, Hoa Sơn vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Phì phò. Một người lén lút đi ra từ bóng đen, ngượng ngùng đứng trước mặt Lý Trạch Vũ, giáo chủ, biểu hiện của tôi không tồi đúng không? Chính là Nam Cung Thạc đã trốn vào núi rừng trước đó. Lý Trạch Vũ vỗ vai ông ta, hài lòng khen, làm không tồi, quả nhiên bản giáo chủ không nhìn nhầm ông, thế nhưng... Thế nhưng cái gì? Nam Cung Thạc bắt đầu căng thẳng. Lý Trạch Vũ hỏi đầy thâm ý, ông làm như vậy không khác gì diệt trừ hết các thành viên nòng cốt của Vu giáo, ông không sợ Hướng Dương Thiên đến tìm ông. Hỏi tội. Là lão Hướng cẩu bất nhân trước, ông ta có thể diện gì mà trách tôi bất nghĩa? Nam Cung Thạc càng nghĩ càng tức giận, Lý Trạch Vũ gật đầu, hắn đồng ý nói, quả thật là vậy. Tiểu Nam ông dốc hết tâm huyết vì Vu giáo, ông ta lại không quan tâm sống chết của ông, ái ra. Vẫn là bản giáo chủ đối xử tốt với ông. Vâng vâng vâng, vậy nên thuộc hạ mới nói, đời này chỉ trung thành với một mình giáo chủ ngài, lão Hướng cẩu không xứng. Nam Cung Thạc vỗ ngực cam đoan. Đi thôi, chúng ta đi Khâm Châu. Đi Khâm Châu làm gì? Không phải Hướng Dương Thiên ở Khâm Châu sao? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại. Giáo chủ, ngài thật sự muốn đi tìm lão Hướng cẩu sao? Nam Cung Thạc nhíu mày. Lý Trạch Vũ bỗng cất cao giọng, sao? Ông sợ bản giáo chủ gặp nguy hiểm. Không không không, thần công của giáo chủ có 102, sao có thể gặp nguy hiểm được? Mặc dù nói vậy, thật ra Nam Cung Thạc cũng không coi trọng Lý Trạch Vũ. Cho dù ông ta chỉ mới tiếp xúc 2 lần với Hướng Dương Thiên, nhưng ông ta có thể cảm nhận được, không biết thực lực của đối phương mạnh hơn năm đó bao nhiêu. Vậy còn nói gì nữa, dẫn đường. Lý Trạch Vũ có vẻ không kiên nhẫn. Nam Cung Thạc xấu hổ nói, giáo chủ, độc trong người thuộc hạ đã sắp không áp chế được, ngài xem có thể. Gấp cái gì? Lý Trạch Vũ liếc ông ta, hẳn nói, bản giáo chủ hiểu rõ độc trong người ông, chỉ cần Hướng Dương Thiên chết, bản giáo chủ sẽ lập tức giải thoát cho ông. Ai Nam Cung Thạc giật mình, mở to hai mắt. Cái gì thế, ý sự đau đớn này? Của bản giáo chủ là lập tức giải độc cho ông thoát khỏi. À lúc này Nam Cung Thạc mới thở phào. Trong bóng đêm, 4 người bay vút xuống chân núi. Khâm Châu. Không thể không nói thân thể Hướng Dương Thiên vẫn rất không ổn, đã hơn 100 tuổi, còn có thể làm một hiệp với Tư Mã Tam Nương. Tam Nương, anh bỗng cảm thấy không thích hợp. Hướng Dương Thiên bỗng bật dậy khỏi giường. Tư Mã Tam Nương hơi nhíu mi, làm sao vậy? Không phải Nam Cung Thạc nói trước khi trời tối tất cả mọi người sẽ đến sao, sao đến bây giờ không thấy một bóng nào? Hướng Dương Thiên càng nghĩ càng thấy không đúng. Tư Mã Tam Nương cũng nghi ngờ, vì thế bà ta đứng dậy mặc quần áo, em đi hỏi ông ta. Rầm, đúng lúc này, cửa đá đổ rầm xuống. Trong phút chốc, con người Hướng Dương Thiên co rút. Cửa đá này nặng ngàn cân, cho dù là cường giả cảnh giới tông sư cũng không chắc có thể đá vỡ. Ai đó? Tư Mã Tam Nương lớn tiếng hỏi. Đại gia của bà đến đây. Còn có 2 nhị gia của bà cũng đến. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt mở miệng, ngay sau đó Lý Trạch Vũ dẫn đầu đi vào. Lý Trạch Vũ, Tư Mã Tam Nương lập tức nhận ra thân phận của đối phương, sau đó mặt bà A sầm xuống. Bởi vì bên cạnh Lý Trạch Vũ ngoài 2 tên tay sai, còn có Nam Cung Thạc, Hướng Dương Thiên khoác áo khoác đứng dậy, 2 mắt hơi nheo lại. Thật ra không nhìn ra Hướng giáo chủ càng già càng dẻo dai. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn không nhịn được cười. Hướng Dương Thiên không để ý đến lời này, ông ta nhìn chằm chằm Nam Cung Thạc, tôi thật sự không biết ai cho ông dũng khí phản bội bổn tọa. Tôi sẽ trả lời thay ông ta. Lý Trạch Vũ cười vài tiếng. Tiểu Nam là người thông minh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu không Hướng giáo chủ cũng phục tùng tôi. Thần phục cậu. Ha ha, ha 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 ha. Hướng Dương Thiên cười đến mức mặt mũi vặn vẹo, giống như nghe thấy được chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Lão già, còn cười tôi đánh chết ông. Vật Tương Vong giơ nắm đấm lên, dáng vẻ tôi không nói đùa. Tư Mã Tam Nương khinh thường lắc đầu, bình tĩnh tự nhiên nói, Lý Trạch Vũ, không thể không nói cậu là kỳ tài hiếm có thế gian, đáng tiếc cậu có trái tim không biết trời cao đất rộng.
từ xưa đến nay, nhìn khắp thiên hạ cũng không tìm thấy người thứ hai có thiên phú tốt hơn Lý Trạch Vũ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như vào 19 năm trước, bà ta tin tưởng Lý Trạch Vũ có thể đánh bại Hướng Dương Thiên, nhưng bây giờ... Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tam Nương, bà đừng nói trước. Ánh mắt Hướng Dương Thiên vẫn nhìn chằm chằm Nam Cung Thạc, lời bản tọa vừa mới hỏi cậu vẫn chưa trả lời. Giờ phút này, Nam Cung Thạc cảm thấy mình giống như bị mãnh thú hồng hoang theo dõi, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Nhìn dáng vẻ Lý Trạch Vũ bình tĩnh, ông ta không khỏi hoài nghi tên này rốt cuộc có phải đối thủ của Hướng Dương Thiên không. Vừa nghĩ tới thì Đại Hộ Pháp hơi chột dạ nói, giáo chủ, độc cóc trong người tôi. Ha ha ha, quả nhiên bản tọa không đoán sai. Vẻ mặt Hướng Dương Thiên tôi đã sớm nghĩ tới, ông ta khoát tay ngắt lời, bản tọa đã tìm được cách giải độc cóc rồi, bây giờ bản tọa cho ông một cơ hội, chỉ cần bây giờ ông quỳ xuống sám hối, như vậy bản tọa có thể bỏ qua chuyện cũ. Cách giải độc. Hai mắt Nam Cung Thạc không khỏi tỏa sáng, nhưng Đại Hộ Pháp luôn luôn cẩn thận sao có thể tin tưởng tùy tiện. Lỡ như đến lúc đó làm mất lòng Lý Trạch Vũ hoàn toàn, mà Hướng Dương Thiên lại không có cách giải độc, vậy thì xong mẹ nó rồi. Đời này già đây chỉ trung thành với một mình Lý giáo chủ. Sau khi cân nhắc lợi hại, Nam Cung Thạc vẫn lựa chọn tạm thời thần phục Lý Trạch Vũ. Tiểu Nam, được lắm, cậu chủ chúng tôi quả nhiên không nhìn lầm ông, cậu Phú Quý vỗ vai Nam Cung Thạc, vẻ mặt tán thưởng. Nam Cung Thạc cười xòa nói, có thể thần phục Lý giáo chủ cùng hai vị là vinh hạnh của tôi. Lý Trạch Vũ nhìn về phía hai người Hướng Dương Thiên, nhún vai một cái nói, kế hoạch các người xúi dục Tiểu Nam đã thất bại, có cần suy nghĩ thêm về đề nghị tôi vừa mới nói không? Lão Hướng, Tam Nương, hai người nghe tôi nói. Nam Cung Thạc chủ động mở miệng thuyết phục, Lý giáo chủ thần công cái thế, hơn nữa có nhân mạch lớn mạnh trong quan phủ, thần phục Lý giáo chủ là đề nghị tốt, đến lúc đó hai người không cần trốn tránh nữa. Ông, khóe miệng Tư Mã Tam Nương hung hăng co rút mấy lần. Hiển nhiên đã bị Nam Cung Thạc chọc tức không nhẹ. Ha ha ha, Hướng Dương Thiên giận quá mà cười, trên thế giới này ai đáng cho bản tọa thần phục. Cho dù là Nam Hách Liên vô tình còn sống thì ông ta cũng không dám nói lời này với bản tọa, chỉ dựa vào thằng nhóc phát mũi chưa sạch như cậu á. Khoác lác, trong miệng Lý Trạch Vũ phun ra hai chữ. Mặc dù hắn chưa từng lĩnh giáo thực lực của Hách Liên vô tình, nhưng người ta có thể trở thành kẻ mạnh chấn áp một thời đại thì sao có ai có thể so sánh với ông ấy. Nếu người đó thật sự xuất hiện ở đây, chỉ sợ Hướng Dương Thiên đã sợ đến mức tè ra quần. Người trẻ tuổi, thật ra bản tọa rất thưởng thức cậu. Hướng Dương Thiên cũng không tức giận, lập tức chuyển đề tài nói, không bằng cậu thần phục bản tọa hứa cho cậu làm phó giáo chủ Vu giáo, dưới một người trên vạn người, thế nào? Phó giáo chủ à, Lý Trạch Vũ xoa đôi tay, giống như bị hấp dẫn. Thấy một màn này, Nam Cung Thạc lập tức luống cuống. Nếu Lý Trạch Vũ thần phục Hướng Dương Thiên thì rất có thể người sau sẽ là người đầu tiên làm thịt ông ta trước. Giáo chủ, tuyệt đối đừng bị lừa. Nam Cung Thạc lo lắng nhắc nhở, thập điện chủ và tả hữu sứ đều bị người quan phủ mang đi rồi, ngoài ra còn mấy trăm con rối trẻ con quan trọng đều bị khống chế, có thể nói Vu giáo chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Ông nói gì, Lý Trạch Vũ còn chưa tỏ thái độ, Hướng Dương Thiên đối diện lập tức trở nên kích động. Nam Cung Thạc cười ha ha nói, lão Hướng. Vu giáo chỉ còn trên danh nghĩa thôi, ông cũng không cần nằm mơ giữa ban ngày tiếp nữa. Hướng Dương Thiên tức giận đến mức hít sâu một hơi. Vu giáo không chỉ là gốc rễ của ông ta mà gộp lại còn là một thế lực to lớn, là thứ không thể thiếu trong kế hoạch lớn của ông ta. Lúc này Nam Cung Thạc nói ra sự thật này cho ông ta cảm thấy mình phải giết người cho hả giận. Giáo chủ, tên phản đồ này giao cho tôi. Tư Mã Tam Nương ra tay trước, tung người phóng tới chỗ Nam Cung Thạc. Nam Cung Thạc như gặp đại địch, bởi vì ông ta cũng biết thực lực của Tư Mã Tam Nương không còn dưới mình. Nhưng mà một khắc sau, bù, âm, thân hình Lý Trạch Vũ một bên ngăn cản Tư Mã Tam Nương, đánh ra một chưởng tùy ý, người kia khó khăn tránh đi, ngay sau đó lùi lại một cách khá chật vật. Tôi còn chưa nói xong, mấy người đã vội muốn chết như vậy. Lý Trạch Vũ đứng ở nơi đó, rất có khi thế một người giữ ải vạn người không thể qua. Hướng Dương Thiên nheo mắt lại ni âu còn gì muốn nói. Khu khụ. Lý Trạch Vũ hắng giọng một cái, giơ tay chỉ về phía hai người đối diện, nghe cho kỹ. Hai người cùng tiến lên, trên đường xuống suối vàng cũng có thể có người bầu bạn. Ha ha ha, Lý Trạch Vũ, cậu thật sự ngông cuồng, cực kỳ giống bản tọa lúc còn trẻ.
Hướng Dương Thiên cất tiếng cười to nói, yên tâm đi, đợi lát nữa bản tọa chắc chắn sẽ giữ lại một mạng cho cậu. Tôi cũng sẽ không nương tay, Lý Trạch Vũ thành thật đáp lại. Tam nương, bà lui ra đi, tên phản đồ kia sau này xử lý cũng không muộn. Hướng Dương Thiên di chuyển tiến về phía trước một bước, bình tĩnh nói, dòng dã 19 năm, vẫn chưa có ai đáng giá để bản tọa ra tay hết sức, mong. Cậu đừng để bản tọa thất vọng. Đánh thì đánh, có thể đừng làm màu nữa không? Người cũng hơn trăm tuổi mẹ nó rồi mà cứ giống như đứa trẻ. Lý Trạch Vũ tức giận mắng. Nghe vậy, Hướng Dương Thiên dở khóc dở cười, có điều trên người lại tỏa ra khí thế hừng hực. Muốn ra tay à? Trái tim Nam Cung Thạc căng thẳng, thầm cầu nguyện Lý Trạch Vũ nhất định phải thắng. Vù vù. Hai bóng người cùng di chuyển, tốc độ nhanh như kinh hồng. Cho dù là hai người Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong có được thực lực cảnh giới đại thừa thì cũng không thấy rõ lắm. Âm ầm, Lý Trạch Vũ và Hướng Bùn Thiên cùng đánh ra một quyền, hai người lập tức đan xen nhau, thay đổi vị. Âm ầm, tốc độ ra quyền của Hướng Dương Thiên nhanh hơn tí, thân hình Lý Trạch Vũ né tránh sang một bên, bỗng nhiên hắn đập nát chiếc giường đá. Vì thế có thể thấy được sức lực của nắm đấm này lớn bao nhiêu. Lý Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, cơ thể lập tức bay lên không trung, liên tiếp đá hai phát. Oanh oanh, Hướng Dương Thiên không tránh được, hai tay đón đỡ, cả người lui về phía sau 4-5 bước. Lý Trạch Vũ rơi xuống đất vững vàng, tiêu sái phủi bụi trên người. Hai người đều rất ăn ý ngừng tay. Rất rõ ràng, lúc trước đánh nhau chỉ để thăm dò độ nông sâu của đối phương. Hướng Dương Thiên dao động, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên, xem ra Tam Nương chưa có nói rằng thằng nhóc cậu được xưng tụng là đệ nhất kỳ tài từ xưa đến nay, nhưng đáng tiếc hôm nay định sẵn sẽ phải chịu khổ ở đây. Thật sao? Lý Trạch Vũ cười khẩy. Ông đây cũng tặng ông một chữ. Thua! Thua! Vừa nói xong, Hướng Dương Thiên đã tấn công trước. Thăm dò lúc trước cho ông ta biết thực lực người thanh niên trước mặt này không cho phép ông ta khinh thường. Dưới chân Lý Trạch Vũ giẫm một cái mượn sức bay lên không trung, bàn chân nặng nề đá ra. Năm ngón tay của Hướng Dương Thiên hóa thành vuốt hổ, vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy bắp chân Lý Trạch Vũ, hơi nhích về phía trước rồi nặng nề đấm một phát lên đỉnh đầu hắn. Lý Trạch Vũ không hề hoang mang, đùi bỗng nhiên co lại giống như lò xo, dưới chân mượn lực đánh trả. Xoạt xoạt xoạt. Nắm đấm nặng nề của Hướng Dương Thiên còn chưa kịp nện lên người Lý Trạch Vũ, cả người ngược lại đã bị kéo mấy lần, khiến cho sức mạnh tụ lực của nắm đấm tan biến. Cũng đúng lúc này, Lý Trạch Vũ thu lại bàn chân mạnh mẽ, khoảnh khắc rơi xuống đất thì đánh một chưởng ra. Hướng Dương Thiên phản ứng nhanh nhạy, không lùi mà tiến tới đấm một quyền ra. Ầm, quyền chưởng va nhau, một chiêu này hai người đều không nương tay. Vù vù, một trận gió mạnh bỗng nổi lên. Tư Mã Tam Nương đang tiến lại gần trực tiếp bị đánh bay. Thực lực hai người Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong bình thường, nhưng công phu chạy trốn tuyệt đối không yếu, gần như không hề do dự mà ập tức núp sau lưng Nam Cung Thạc. Soạt, cho dù thực lực Nam Cung Thạc không tầm thường, nhưng vẫn bị kình khí mạnh mẽ làm chấn động đến mức lùi về phía sau. Tiểu Nam, may mắn hai anh em chúng tôi tiếp được ông. Không cần cảm ơn, hôm nào nhớ mời hai chúng tôi uống rượu là được. Gò má Nam Cung Thạc co rút mấy lần, xém chút không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Rõ ràng hai người lợi ông đây làm bia đỡ đạn, sao còn trở thành hai người giúp ông một tay? Trên đời vì sao lại có người vô liêm sỉ như thế? Bốp bốp bốp, Lý Trạch Vũ và Hướng Dương Thiên liên tục ra sát chiêu, nhưng dù sao trong thời khắc quan trọng vẫn có thể hóa giải chiêu thức của đối phương, đánh có đi có về, trong lúc nhất thời khó mà phân thẳng bại. Thời gian uống một tách trà nhanh chóng trôi qua. Hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu. Càng đánh trong lòng Hướng Dương Thiên càng khiếp sợ. Nếu như hôm nay không phải tự mình giao thủ với Lý Trạch Vũ, ông ta cũng không tin được một người hơn 20 tuổi có thể có thực lực dày công tôi luyện như vậy. Có điều như vậy, ông ta cũng càng chắc chắn Lý Trạch Vũ đã tẩy tủy gân cốt. Âm ầm, bốp, hai bên giao thủ lại đối chưởng rồi lập tức ăn ý tách ra. Hướng Dương Thiên thở ra một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói suốt thiếu niên. Sảng khoái, sảng khoái. Quả nhiên anh hùng nói thật bản thiếu gia cũng đã lâu không đánh sảng khoái như vậy. Lý Trạch Vũ cười tiêu sái. Cao thủ đều cô đơn, rất khó gặp được một người có thể khiến mình ra tay hết sức. Hai người trông có vẻ có mùi vị cùng chung chí hướng. Người anh em, chỉ cần cậu bằng lòng thần phục tôi, chờ bản tọa hoàn thành đại nghiệp, đến lúc đó có thể cho cậu phong quan tiến tước,
khiến cậu có được vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết cả đời. Hướng Dương Thiên lại nảy sinh ý tưởng yêu tài của mình. Chậc chậc, tôi không có hứng thú với tiền, về phần làm quan. Ái ra, Lý Trạch Vũ cười khinh miệt, trên đời này có ông quan nào dám tự cao tự đại trước mặt tôi. Vậy chính là không nói chuyện được, tia chết chóc trong mắt Hướng Dương Thiên hiện lên. Sự mạnh mẽ của Lý Trạch Vũ đã nằm ngoài dự đoán của ông ta, nếu người như vậy không để cho mình xài, tương lai ắt thành họa lớn. Cho nên ông ta nhất định phải giải quyết đối phương ở đây. Cũng không phải không nói được, vẻ mặt Lý Trạch Vũ thành thật, ông có thể thần phục tôi bảo đảm cả đời này ông có thể ăn được 4 món ăn một chén canh. Khốn kiếp! Hướng Dương Thiên chưa từng bị người ta trêu đùa như vậy, chọc tức đến mức sát mặt ông ta hoàn toàn tối sầm. Vù vùi hai người lại vật lộn. Lúc chiêu thức của Hướng Dương Thiên càng ngày càng sắc bén, cho dù Lý Trạch Vũ đã đồng thời sử dụng quyền cước cũng hơi không chống đỡ được. Tư Mã Tam Nương xem chiến vốn tràn ngập lòng tin với Hướng Dương Thiên, trước mắt nhìn thấy Lý Trạch Vũ rõ ràng không đủ lực lượng dự trữ, khóe miệng không khỏi nở nụ cười lạnh. Hiển nhiên bà ta có vẻ như đã nhìn thấy cảnh Lý Trạch Vũ nằm xuống. Nam Cung Thạch bên kia đã sốt ruột muốn chết rồi. Nếu như Lý Trạch Vũ thua, vậy ông ta tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì Hướng Dương Thiên tới bây giờ đều là loại người tàn nhẫn giết người không chớp mắt, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông ta vì niệm tình cũ. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên Nam Cung Thạc đã có suy nghĩ muốn phản bội lần nữa. Đến mức đầu cóc trong người ông ta cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần bắt giữ Lý Trạch Vũ, ông ta có 100 cách khiến hắn giao ra thuốc giải. Giáo chủ, tôi đến giúp ngài một tay. Nam Cung Thạc thông suốt nên ra tay. Nhưng mà hai bên đánh nhau cũng không biết tên này rốt cuộc gọi giáo chủ nào, bọn họ vô cùng ăn ý ra tay với ông ta. Một người giơ nắm đấm, một người giơ chân. Mẹ nó! Dầm, Nam Cung Thạc đối mặt với ai cũng không phải là đối thủ, huống chỉ còn là hai người cùng ra tay. Giống như sinh viên đánh bạn nhỏ nhà trẻ, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Ui đêu! Phụt, một ngụm máu phun ra từ miệng ông ta trong khi cơ thể ông ta vẫn còn ở giữa không trung. Nam Cung Thạc nặng nề ngã xuống đất, giơ tay chỉ hai người đánh nhau phía xa, các người. Xen vào việc của người khác. Nhiều chuyện, Lý Trạch Vũ và Hướng Dương Thiên cùng quát mắng, không hề che giấu vẻ ghét bỏ trên mặt. Giống như hai người lớn đang cãi nhau, người nhỏ nhất như ông lắm chuyện làm gì. Đây không phải thiếu đòn à. Trong chớp mắt ấy, bỗng nhiên Nam Cung Thạc cảm thấy rất uất ức. Có điều ngẫm lại, một đấm một chân này hình như không phí công chịu đựng. Bởi vì mặc kệ là Lý Trạch Vũ hay Hướng Dương Thiên thắng, ông ta đều có thể nói, Lý giáo chủ hay Hướng giáo chủ, vừa nãy tôi đang muốn giúp ngài. Như vậy cái mạng nhỏ có lẽ có thể giữ được. Nghĩ vậy, trong lòng Nam Cung Thạc cũng tự lai cho mình một cái thật to vì sự thông minh của mình. Người trẻ tuổi, cậu không phải đối thủ của bản tọa cho cậu cơ hội cuối cùng. Sắc mặt Hướng Dương Thiên hoàn toàn tối đen, thần phục hay chết. Tôi không phải là đối thủ của ông. Ha ha ha, Lý Trạch Vũ sờ lên trán mình, khinh thường cười nói, xem ra ông đây phải nghiêm túc rồi, không chơi với ông nữa. Chơi, mắt Hướng Dương Thiên bỗng co rụt lại. Lúc trước hai người đánh gần 200 chiêu, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tướng gặp được hiền tài. Mà sở dĩ ông ta có thể nắm chắc thắng được Lý Trạch Vũ đó là bởi vì ông ta có lòng tin tuyệt đối với kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm của mình. Nhưng lời nói của Lý Trạch Vũ bây giờ giống như vốn không có đánh hết sức. Hướng Dương Thiên thật sự không thể tin được, cười lạnh nói, cậu không cần giả vờ trước mặt bản tọa đã thăm dò rõ thực lực của cậu rồi. Ha ha ha. Lý Trạch Vũ cười khan, cũng không dài dòng mà hét lớn, phú quý, lấy kiếm tới. Cậu chủ, tiếp kiếm. Cậu phú quý tháo Trường Thiên kiếm vác trên lưng xuống rồi ném thẳng qua. Lý Trạch Vũ cũng không quay đầu lại mà tiếp Trường Thiên kiếm dựa vào thính giác của mình. Keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lóe lên trong thạch thất. Trường Thiên kiếm. Hướng Dương Thiên nhận ra ngay kiếm này chính là bảo vật trấn phái của phái Nga Mi. Tinh mắt đó. Lý Trạch Vũ cầm Trường Thiên kiếm trong tay, trông vô cùng khí thế và nghiêm nghị. Có thể chết dưới kiếm này, Hướng Dương Thiên ông cũng xem như chết có ý nghĩa. Ánh mắt Lý Trạch Vũ bỗng trở nên lạnh lẽo, trên người tỏa ra khí thế hống hách kiêu ngạo. Thực lực của hắn vốn đã nằm trong dự liệu của Hướng Dương Thiên, lúc này. Lại cộng thêm kiếm Trường Thiên, Hướng Dương Thiên lập tức nâng cao tinh thần thêm 20%. Xoẹt! Một tay Lý Trạch Vũ cầm kiếm chém từ trên xuống dưới.
trong phút chốc một đường kiếm khí vô hình xuất ra ở trên thân kiếm. Hướng Dương Thiên không dám coi thường, thân hình sượt qua lựa chọn trốn tránh. Ầm, trên tường hiện lên một vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mấy người bao gồm cả Hướng Dương Thiên đều thay đổi. Ai cũng không ngờ Lý Trạch Vũ chỉ tùy tiện xuất ra một kiếm, thế mà đã hung hãn như vậy. Giáo chủ, nhận lấy. Tư Mã Tam Nương lấy một hộp gỗ ở bên cạnh quăng ra. Hướng Dương Thiên bình tĩnh tiếp nhận, lấy ra thanh mặc đao từ bên trong. Keng! Mặc đao ra khỏi vỏ, khiến người ta phải ớn lạnh, nhiệt độ trong phòng dường như đang hạ xuống nhanh chóng. Hướng Dương Thiên hăm hở nói, cậu có kiếm Trường Thiên thì sao? Đao liệt diệm trong tay bổn tọa chính là khắc tinh với kiếm của cậu, ha ha. Thế sao? Lý Trạch Vũ lắc đầu khinh thường, chân khẽ động, nhoáng cái đã tới trước mặt Hướng Dương Thiên. Soạt! Một kiếm từ trên trời chém xuống. Tốt lắm! Khí thế Hướng Dương Thiên không giảm, nhấc đao lên đỡ. Keng keng! Đao kiếm chạm vào nhau, ma sát ra một tia lửa chói mắt. Hướng Dương Thiên chỉ cảm thấy cả cánh tay mình tê dại, không kìm được mà lùi về phía sau mấy bước. Chỉ thế thôi à, trong ánh mắt Lý Trạch Vũ lộ ra vẻ khiêu khích. Hừ! Hướng Dương Thiên cau mày, lần này nhấc đao lên chủ động công kích trước. Keng keng keng! Lý Trạch Vũ không lùi cũng không trốn tránh, kiếm Trường Thiên trong tay cứng đối cứng với đao liệt diệm của đối phương. Giờ phút này, dường như hai người không gấp gáp chém chết đối phương, mà đang so xem vũ khí của ai thẳng trước cái đã. Ngón tay Hướng Dương Thiên nắm chặt đao liệt diệm bị đánh tới mức run rẩy, nếu như tiếp tục cứng đối cứng thế này nữa, có thể ông ta còn không thể nào cầm nổi đao, vì vậy ông ta lập tức vận khí toàn thân tung ra một đao mạnh nhất, thể phải chém bay cả người và kiếm của Lý Trạch Vũ. Đi chết đi! Hướng Dương Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng. Lý Trạch Vũ dù tự tin nhưng cũng không tự phụ, cảm nhận được sự nguy hiểm của một đao này, lập tức không dám đối cứng như ban nãy nữa, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, ngưng tụ khí toàn thân chuyển vào thân kiếm. Xoẹt! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.